Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 6. Thiếu chủ, ngài nói xem, tiểu tạp toái nhất định sẽ đến sao? Một người đàn ông mũi khoằm hỏi. Trên mặt Trương Bách Khâm treo nụ cười giễu cợt, tốt nhất hắn đừng đến. Nếu hắn đến, tôi sẽ giải quyết hết nợ mới, nợ cũ với hắn. Thiếu chủ định đối phó với tên kia như thế nào? Một đệ tử khác hỏi. Bổn thiếu chủ đã nghĩ kỹ rồi. Trương Bách Khâm cười nói, không phải hắn bắt tôi ăn 10 cái màn thầu sao, tôi sẽ khiến hắn ăn 100 cái. Ngoài ra, hắn đánh tôi thành đầu heo trước các anh hùng thiên hạ, tôi cũng đánh hắn thành đầu heo. Thiếu chủ anh minh. Thiếu chủ thật thông minh. Hai tên tay sai lần lượt nịnh hót. Trương Bách Khâm thì vô cùng đắc ý. Thiếu chủ, thiếu chủ. Đúng lúc này, một nữ đệ tử chạy đến. Trương Bách Khâm thấy nhan sắc đối phương cũng bình thường nên sụ mặt hỏi, cô gọi cái gì? Thiếu chủ, xin thứ tội. Nữ đệ tử có chút sợ hãi, nói, trưởng giáo bảo ngài đến điện thái cực gặp ngài ấy. Cha tôi đột nhiên tìm tôi để làm gì? Trương Bách Khâm ngạc nhiên. Nữ đệ tử lắc đầu nói, đệ tử cũng không biết. Thôi bỏ đi, giờ qua đó sẽ biết. Sau đó, Trương Bách Khâm nhìn hai gã tiểu đệ, dặn dò, mấy người phải xem camera cho cẩn thận, nếu tên kia đến, nhất định phải lập tức nói cho tôi biết. Giỏi. Thiếu chủ yên tâm. Ừm. Lúc này Trương Bách Khâm mới thong thả đi đến điện thái cực. Vài phút sau, khi Trương Bách Khâm bước vào điện thái cực, trong đại điện đã có một người đàn ông khoảng ngoài 50 ngồi đó. Người này có râu cá chê, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thần thái điềm tĩnh nhưng đáng sợ. Ông ấy chính là đương kim trưởng giáo đạo môn, đạo sĩ Thanh Phong. Cha, ngài tìm con. Trương Bách Khâm ở bên ngoài thì kiêu ngạo, ngang ngước, lập tức thu liễm thái độ bấn cợt. Ngồi. Đạo sĩ Thanh Phong ném ra một chữ. Vâng. Trương Bách Khâm ngồi nghiêm túc, không dám hít thở mạnh. Đạo sĩ Thanh Phong liếc con trai mình một cái. Không hề che giấu sự bất mãn trong ánh mắt, anh nói cho tôi biết, sau này tôi nên làm gì để yên tâm giao lại vị trí trưởng môn này cho anh. Cha, con làm gì sai sao? Trương Bách Khâm cảm thấy vô tội. Anh ta chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới tiểu thừa, mặc dù không thể nói đây là thiên phú, nhưng trong đạo môn, anh ta chính là nhân tài xuất sắc nhất. Hơn nữa, anh ta còn là một trong những võ lâm song kiêu, vô cùng nổi tiếng. Chỉ với hai điều này, anh ta hoàn toàn có đủ tư cách ngồi vào vị trí hưởng giáo trong tương lai. Anh còn dám hỏi tại sao? Bốp, đạo sĩ Thanh Phong lạnh lùng, giơ tay tát anh ta một cái. Cái tát này trực tiếp khiến Trương Bách Khâm choáng váng, cha, rốt cuộc con làm sai ở đâu? Nếu biết trước sẽ bị đánh, nãy anh ta đã không ngồi gần đạo sĩ Thanh Phong như vậy. Tôi hỏi anh, ở phái Nga Mi, có phải anh đang nhắm vào Lý Trạch Vũ không, còn nữa? Anh định nhân dịp tổ chức đại hội võ lâm này để đối phó với hắn. Đạo sĩ Thanh Phong tức đến mức trợn mắt, hận không thể luyện sắt thành thép. Cha, lúc con đến Tiêu Giao Cung đưa giấy mời, tên đó ép con ăn màn thầu. Lúc ở phái Nga Mi, trước mặt anh hùng thiên hạ, hắn đánh con thành đầu heo. Trương Bách Khâm càng không phục nói, nên con đối đầu với hắn cũng là đúng thôi. Mày, mày! Đạo sĩ Thanh Phong giận sôi máu, nghiêm khắc ra lệnh. Mày lập tức cút ra sau núi, úp mặt vào tường mà suy nghĩ. Nếu không có lệnh của tao mà mày dám ra ngoài, tao đánh gãy chân của mày. Cha, con không làm gì sai, tại sao lại phạt con? Sắc mặt Trương Bách Khâm đỏ bừng. Anh ta nghĩ, Lý Trạch Vũ bắt nạt mình chính là không cho đạo môn thể diện. Cha anh ta là trưởng giáo của đạo môn, không cùng mình giáo huấn tên Lý Trạch Vũ mà còn muốn phạt anh ta úp mặt vào tường suy nghĩ. Đâu có bị cửa kẹp không vậy? Thằng nghịch tử này, mày thật sự muốn làm tao tức chết à? Mày có biết Lý Trạch Vũ đáng sợ thế nào không? Hơn nữa, bây giờ Tiêu Giao Cung. Nói đến đây, đạo sĩ Thanh Phong đột nhiên im bặt. Vốn dĩ ông ấy muốn mượn sức Lý Trạch Vũ, nhưng bây giờ đối phương đã trở thành sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung, còn cần phải mượn sức sao? Không đúng. Lý Trạch Vũ đột nhiên trở thành sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung, nói cách khác, hắn và cung chủ Tiêu Giao Cung, Ngọc Phượng Hoàng là một ruột. Nghĩ đến đây, sắc mặt đạo sĩ Thanh Phong lại thay đổi. Mấy chục năm trước, cung chủ Tiêu Giao Cung, trưởng giáo đạo môn và phương trưởng Thiền Lâm Tự gần như đều biến mất, từ đó không có tin tức gì. Nếu sư phụ của Ngọc Phượng Hoàng đã chết, sao có thể nhận Lý Trạch Vũ làm đồ đệ? Nhưng nếu sư phụ Ngọc Phượng Hoàng không chết,
chẳng phải đồng nghĩa với việc trưởng giáo tiền nhiệm của đạo môn và phương trưởng tiền nhiệm của Thiền Lâm tự có khả năng vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, đạo sĩ Thanh Phong không rảnh để ý đến đứa con vô dụng của mình mà xoay người bước nhanh ra khỏi điện Thái Cực. Trương Bách Khâm hoang mang, đứng yên tại chỗ, đi cũng không được mà không đi cũng không được. Rốt cuộc còn cần úp mặt vào tường nữa hay không? Trong đạo môn có một hòn đảo nhân tạo. Đạo sĩ Thanh Phong đi thuyền nhỏ một mình lên đảo, cúi đầu chào, Thanh Phong xin gặp hai vị sư tổ. Có chuyện gì? Một giọng nói vô cùng uy nghiêm phát ra từ nhà gỗ. Đạo sĩ Thanh Phong cung kính nói, bẩm sư tổ, Thanh Phong có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nghe được mấy chữ chuyện quan trọng, hai lão giả tuổi xế chiều nhún người chợt xuất hiện trong sân. Một vị là đạo sĩ Bạch Vũ nhậm chức trưởng giáo của đạo môn, còn một vị khác là đạo sĩ Vân Trung nhậm chức tiền trưởng giáo. Đạo sĩ Vân Trung ung dung nhàn nhã mở miệng nói đi, là chuyện gì? Bẩm sư tổ vô trần có thể còn sống. Soạt, đạo sĩ Thanh Phong vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt của đạo sĩ Vân Trung thay đổi, thằng nhóc này, con xác định mình không nói đùa đấy chứ? Sư tổ, sao đệ tử dám nói đùa với ngài chuyện này? Đạo sĩ Thanh Phong nghiêm túc, ngay sau đó ông ấy rủ rỉ nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi nghe xong, trên mặt của đạo sĩ Vân Trung không che giấu được vẻ kích động, mau, đi mời thằng nhóc kia đến đây cho ta. Không, lão phu phải tự đi gặp cậu tai. Sư phụ, ngài đừng kích động. Đạo sĩ Bạch Vũ nhẹ giọng trấn an, Thanh Phong cũng chỉ là nghi ngờ, thực ra chuyện này vẫn chưa được xác nhận, hơn nữa, nếu như sư tổ thật sự còn sống, vậy vì sao ngài ấy không trở về đạo môn? Con nói là, đôi mắt già nua của đạo sĩ Vân Trung mở to, chợt trong lòng nghĩ đến một khả năng. Đạo sĩ Vô Trần còn sống nhưng cũng không thể bất cứ ai biết tin tức ông ấy còn sống. Chuyện này nhất thiết không được để lộ ra ngoài, hơn nữa. Đạo sĩ Vân Trung không được nghỉ ngờ nói, bí mật liên hệ với Hòa Thượng Tố Nhân ở Thiền Lâm Tự và Ngọc Phượng Hoàng ở Tiêu Giao Cung. Sư Tổ, ngài muốn thảo luận với bọn họ. Đạo sĩ Thanh Phong nhíu mày. Đạo sĩ Vân Trung gật đầu thừa nhận. Sư Tổ, đệ tử cảm thấy chuyện này tốt nhất không nên để cho quá nhiều người biết. Đạo sĩ Thanh Phong chuyển đề tài nói, đợi đại hội võ đạo kết thúc, con sẽ đích thân đưa Lý Trạch Vũ đến gặp ngài, chờ chúng ta làm rõ chuyện này rồi lập. Kế hoạch cũng không muộn. Đạo sĩ Bạch Vũ cảm thấy có lý, không khỏi phụ họa theo, sư phụ, đệ tử đồng ý với lời giải thích của Thanh Phong. Do dự chốc lát, đạo sĩ Trung Vân yên lặng gật đầu, nói, vậy được, chuyện này giao cho con đi làm. Đệ tử tuân theo dặn dò của sư tổ, đạo sĩ Thanh Phong cúi đầu tạm biệt. Đưa mắt nhìn ông ấy lên thuyền rời đi, đạo sĩ Bạch Vũ khẽ cau mày, hỏi, sư phụ, tại sao năm đó sư tổ Vô Trần lại vô cớ biến mất? Nghe thế, ánh mắt của đạo sĩ Vân Trung trở nên sâu thẳm. Theo truyền thuyết, trong chốn võ lâm có một môn võ bị thất truyền, sau khi luyện thành có thể trở thành thần tiên đất, tên là Ngự Long Thần Công. Vốn dĩ đây là một truyền thuyết nhưng kể đến chục năm trước đột nhiên tin tức lan truyền khắp chốn giang hồ, Ngự Long Thần Công xuất hiện tại Ngọc Môn Quan của Thạch Thiên Lâu. Tin tức này lập tức gây ra một trận gió tanh mưa máu trong giang hồ. Anh hùng ở mọi nẻo đường rối rít đi Ngọc Môn Quan, trong đó bao gồm cả những người từ ba đại thánh địa. Nhưng mà lấy được tin tức này không chỉ có nhân sĩ chính phái mà còn có rất nhiều tà ma ngoại đạo cũng lần lượt tới, một trận tai họa lớn cũng vì vậy mà kéo tới. Có lẽ con cũng từng nghe nói đến Vô Tình Thần Cung rồi đúng không? Đạo sĩ Vân Trung hỏi ngược lại. Đạo sĩ Bạch Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Suốt mười mấy năm, Vô Tình Thần Cung được cho là thế lực tà đạo bậc nhất, họ có quan hệ hợp tác với các đại quân phiệt, thế lực rộng mở khắp cả nước. Cung chủ Hách Liên Vô Tình của Vô Tình Thần Cung lại là cao thủ tà đạo bậc nhất. Tự cổ chí kim, tà không thắng chính. Mạnh như Vu giáo mười mấy năm trước, nhân sĩ chính đạo ở giang hồ đã liên hiệp với nhau vẫn có thể thu dọn bọn họ. Nhưng Hách Liên Vô Tình đơn giản là một yêu quái, sự xuất hiện của tên đó đã trực tiếp phá vỡ cách nói này. Tên đó thống lĩnh Vô Tình Thần Cung suốt mười mấy năm, có thể nói đây là những ngày đen tối nhất đối với nhân sĩ chính đạo. Bị người ta chèn ép đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Hách Liên Vô Tình cũng tới Ngọc Môn Quan. Đạo sĩ Vân Trung nói với vẻ mặt nghiêm trọng, lúc ấy đã định sẵn sẽ xảy ra một trận tai họa lớn, Thiền Lâm Tự, Đạo Môn và Tiêu Giao Cung coi như tam đại. Thánh địa của Võ Lâm, tự nhiên cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Đại sư Nhất Trinh của Thiền Lâm Tự, còn cả sư tổ của con và Ngọc Cung chủ mới nhậm chức Tiêu Giao Cung, ba người cùng nhau chạy tới Ngọc Môn Quan. Không ngoài dự đoán,
ba người và Hách Liên vô tình đã mở ra một trận chiến ác liệt kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Mặc dù Hách Liên vô tình là tà ma ngoại đạo nhưng không thể phủ nhận thiên phú võ đạo của tên đó quá mạnh mẽ, cho dù là sư tổ của con với hai vị tiền bối kia liên thủ với nhau cũng không thể chiếm một chút ưu thế nào trong tay tên đó. Hai bên đại chiến suốt hai ngày một đêm, có lẽ Hách Liên vô tình không muốn lãng phí thời gian, vì thế không có ý định đánh nhau nữa, tên đó mang theo ngự long thần công trong Thạch Thiên Lâu bỏ trốn. Sư tổ, ba người họ đều biết rằng nếu như để cho Hách Liên vô tình luyện thành công ngự long thần công, thiên hạ sẽ không có ngày nào yên tĩnh nên chỉ có thể cố hết sức đuổi theo. Không ai ngờ rằng sau ngày hôm đó, sư tổ của con, ba người họ và Hách Liên vô tình không còn xuất hiện nữa. Nói xong một lèo những thứ này, trong lòng đạo sĩ Vân Trung cảm thấy trăm mối ngổn ngang, thở dài. Đạo sĩ Bạch Vũ trầm ngâm hỏi, sư phụ, so với tin tức sư tổ hay họ còn sống, thật ra thì ngài lo Hách Liên vô tình còn sống trên đời hơn đúng không? Đạo sĩ Vân Trung im lặng gật đầu. Nếu như đạo sĩ Vô Trần vẫn còn tồn tại trên thế giới này, đương nhiên là ông ấy vô cùng vui mừng. Nhưng nếu như Hách Liên vô tình còn sống trên đời này thì chắc chắn toàn bộ võ lâm, thậm chí là toàn bộ bách tính thiên hạ sẽ gặp tai họa. Cho nên ông ấy mới có thể kích động như vậy. Sư phụ, nếu như, đệ tử nói nếu như. Đạo sĩ Bạch Vũ nghiêm trọng nói, nếu như Hách Liên vô tình thật sự còn sống trên đời thì chúng ta nên làm thế nào? Cái này, đạo sĩ Vân Trung do dự. Ông ấy đơn giản là chưa từng nghĩ đến vấn đề này nên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sư phụ, ngài cũng đừng lo lắng quá, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng. Đạo sĩ Bạch Vũ an ủi, huống chỉ thực lực ngày nay của sư phụ ngài không yếu hơn sư tổ năm đó chứ. Cho dù tên Hách Liên vô tình kia thật sự còn sống, võ lâm chính đạo chúng ta lại liên hiệp với nhau, ai thắng ai thua vẫn còn là một ẩn số. Ai đáp, hy vọng là vậy. Đạo sĩ Vân Trung lại thở dài. Mặc dù quả thực thực lực của ông ấy mạnh hơn đạo sĩ Vô Trần năm đó nhưng nếu như Hách Liên vô tình còn sống, đã nhiều năm như vậy, e rằng công lực của đối phương đã đạt đến cảnh giới đáng sợ. Thật sự ông ấy không có chút lòng tin nào. Đúng rồi sư phụ. Đột nhiên đạo sĩ Bạch Vũ bối rối. Đạo sĩ Vân Trung tức giận nói, người đã hơn trăm tuổi rồi mà còn hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Sư phụ tha tội, nhất thời đệ tử quá kích động. Đạo sĩ Bạch Vũ ngượng ngùng cười nói. Đạo sĩ Vân Trung liếc ông ấy, hỏi, con vừa muốn nói gì? Sư phụ, đệ tử muốn nói đến người Lý Trạch Vũ này. Lý Trạch Vũ. Đạo sĩ Vân Trung nheo cặp mắt. Đạo sĩ Bạch Vũ nghiêm túc nói, lúc trước con nghe Thanh Phong nói rằng người này mới khoảng 20 tuổi, lại có thể đánh bại cường giả cảnh giới tông sư chỉ bằng một chiêu, không thể khinh thường cậu ta được. Ý của con là, dường như đạo sĩ Vân Trung nghĩ tới gì gì đó. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Buổi chiều hôm đó, hết nhóm này tới nhóm khác của Võ Lâm Hào Kiệt chạy tới Long Hồ Sơn, cũng có một ít quan chức cao và người cao quý. Dẫu sao đại hội võ đạo cũng không tầm thường, mời một ít quan viên tới trấn giữ cũng là muốn bày tỏ Võ Lâm và quan phủ là người một nhà. Phương trưởng Đức Viễn của Thiền Lâm tự đến, thánh nữ Tố Y của Tiêu Giao cung đến, sư thái Diệt Tình của phái Nga Mi đến, thành chủ Lục của Ưng Thành đến. Tổng đốc Triệu của Cán Phàn đến. Trưởng môn lệnh Hồ của phái Hoa Sơn đến. Hôm nay người có thể tới đây không có ai là bình thường cả, đạo sĩ Thanh Phong và Trương Bách Khâm đang đứng đón tiếp ở ngoài cổng. Cũng ngay tại lúc này, một chiếc máy bay trực thăng bay từ xa đến gần, sau khi đáp xuống vững vàng ở bãi đất trống trước điện Chân Vũ, lập tức có không ít đệ tử đạo môn tiến lên phía trước nhìn chằm chằm như hổ đói. Các người là ai? Lại dám xông vào cửa đạo môn của tôi? Chán sống rồi sao? Cửa máy bay trực thăng mở ra. Lý Trạch Vũ dẫn đầu đeo kính râm, nhìn các kiến trúc xung quanh, rầm rì nói, không hổ là môn phái có truyền thống ngàn năm, đúng là có tiền. Thiếu gia, Thiền Lâm tự còn có tiền hơn cả đạo môn. Chậc chậc, hàng năm những thiện nam tín nữ kia góp không ít tiền nhang đèn. Không quên bày tỏ ý kiến của bản thân. Cẩu phú quý khá tán đồng với điều này. Có rất nhiều hòa thượng khi ra ngoài đều lái xe sang, thu nhập hàng năm vượt xa người bình thường, đúng là có tiền. Các người nói rất có đạo lý. Mắt của Lý Trạch Vũ chuyển qua chuyển lại, cười ha ha, xem ra hôm nào. Phải đến Thiền Lâm tự đi dạo một chút, phương trưởng của bọn họ vẫn luôn nhớ đến tôi. Các người là người ở đâu? Đệ tử đạo môn thấy mình bị coi nhẹ, càng không vui nói, nếu còn không khai báo thành thật, đừng trách chúng tôi không khách khí.
chỉ bằng các người, hai tay vật tương vong chống hông kêu gào, thiếu gia của chúng tôi là vô địch thiên hạ, nếu như các người dám bất kính với thiếu gia của chúng tôi thì tháo chân người các người ra, có tin không? Đạo môn là một trong ba đại thánh địa, đệ tử đạo môn có vinh quang của riêng mình, làm gì bị người nào khiêu khích như vậy? Bắt bọn họ lại cho tôi. Đệ tử cầm đầu vung tay, dừng tay, một tiếng quát dài vang lên. Đệ tử đạo môn dừng bước quay người nhìn lại, một đạo sĩ trung niên bay vút tới. Trưởng lão Huyền Tâm, trưởng lão Huyền Tâm, thái độ của đệ tử đạo môn quay ngoắt 180 độ. Đây là khách quý của chúng ta, không được vô lễ. Huyền Tâm răn dậy và của mắng, sau đó đi tới trước mặt Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp, đã lâu không gặp. Lý Trạch Vũ chắp tay, thổn thức nói, bổn thiếu hưởng ứng lời kêu gọi tới tham gia đại hội võ đạo, không ngờ cái giá của cánh cửa đạo môn các người đúng là không nhỏ. Bọn họ không nhận ra Lý Thiếu Hiệp, mong Lý Thiếu Hiệp đừng để bụng. Trên mặt Huyền Tâm cười hi hi, trong lòng lại chửi địt mẹ mày. Người ta đều là quang minh chính đại tiến vào cổng lớn, ai bảo cậu lên mặt. Trách ai được. Ngay lúc này, lại có mấy người bước đi như bay tới. Có hòa thượng, có Nico, có trai xinh gái đẹp. Sư thúc tổ. Bạch Tố Y đưa các đệ tử Tiêu Giao Cung đến bên cạnh Lý Trạch Vũ. Sư thúc tổ. Cẩu Phú Quý sững sờ nói, thiếu gia, thánh nữ của Tiêu Giao Cung gọi anh là gì vậy? Hình như gọi thiếu gia là, sư thúc tổ. Phật Tương Vong mở to cặp mắt. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ hắng giọng, hãnh diện nói, bổn thiếu và cung chủ của Tiêu Giao Cung là đồng môn, đáng lẽ họ gọi tôi là sư thúc tổ. Đậu má. Cẩu Phú Quý và Cẩu Tương Vong gần như đồng thời nói đậu má, ngay sau đó hai người nhìn về phía Lý Trạch Vũ với ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Thiếu gia, em đối với ngài thật là trung thành và tận tụy, ngài ăn thịt nhớ để lại cho em miếng canh nhé. Thiếu gia, mặc dù dưa chín ép không ngọt nhưng vẫn giải khát, anh hiểu ý của em chứ? Cả hai nhìn các nữ đệ tử oanh oanh yến yến của Tiêu Giao Cung, suýt nữa chảy nước miếng ra khỏi miệng. Lý Trạch Vũ liếc nhìn hai người, thấp giọng nhắc nhở, có thể có chút khí phách được không, đang có rất nhiều người ở đây, có thể đừng làm mất mặt tôi được không? Lúc này, Cẩu Phú Quý và Cẩu Tương Vong mới cố tỏ vẻ nghiêm trang, rất tự nhiên giới thiệu lẫn nhau với các nữ đệ tử bên cạnh. Người đẹp, tôi tên là Cẩu Phú Quý, sư thúc tổ của các cô là thiếu gia nhà chúng tôi, có thể thêm WeChat được không? Người đẹp, tôi đã từng học một chút thuật bói toán với sư thúc tổ của các cô, tôi thấy ấn đường của cô, e rằng mấy ngày sắp tới sắp có họa đổ máu. Buổi tối cô tới phòng của tôi có thể giúp cô xóa bỏ một ít tai họa ngầm. Lý Trạch Vũ không nói nên lời với hai tùy tùng. Nào giống anh, từ trước tới giờ không cần đi tán gái, đều là các cô ấy chủ động tới cua anh. Làm người sao lại có sự chênh lệch lớn đến thế? Chắc hẳn vị này là Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đạo sĩ Thanh Phong chắp tay làm lễ, thái độ vô cùng lịch sự. Trưởng giáo Thanh Phong khách khí rồi. A-di-đà Phật, Bần Tăng là Viễn Đức của Thiền Lâm Tự, hân hạnh được gặp Lý Thí Chủ. Phương trưởng Viễn Đức khách khí rồi. Lý Trạch Vũ lần lượt bắt tay với đạo sĩ Thanh Phong và phương trưởng Đức Viễn, như thể cấp trên thăm hỏi cấp dưới vậy. Lý Thiếu, Tổng đốc của Cán Phản Triệu Minh Toàn và Thành Chủ Ưng Thành cũng tiến lên chào hỏi. Lý Trạch Vũ đều biết hai người là người dưới quyền của nhà họ Lý, thân thiện gật đầu. Lý Thiếu Hiệp, tôi là Lệnh Hồ Bác của phái Hoa Sơn. Lý Thiếu Hiệp, tôi là Tống Thành Công của phái Tuyết Sơn. Lý Thiếu Hiệp, tôi là phái Điểm Thương. Những môn phái khác cũng muốn có một mối quan hệ bền chắc với anh hùng thiếu niên Lý Trạch Vũ này, từng người tới chào hỏi. Lý Trạch Vũ thấy người ta nể mặt như vậy, tự nhiên cũng đáp lễ từng người một. Trương Bách Khâm đứng một bên nhìn Lý Trạch Vũ vô cùng huynh hoang, vừa hâm mộ lại vừa tức giận, móng tay gần như cắm vào trong da thịt. Đặc biệt là khi thất Bạch Tố Y và người đẹp nhất Võ Lâm Cung Nghê Thường, ánh mắt của hai cô gái chưa từng rời khỏi người Lý Trạch Vũ, anh ta càng ghen tị. Tuy nhiên không một ai chú ý tới phái Thanh Thành ở phía xa lại không có ý định muốn có quan hệ bền chắc với Lý Trạch Vũ. Ánh mắt của trưởng môn Lục Hoành như bò cạp, sắc mặt u ám. Ở bên cạnh là một người đàn ông trên mặt đầy nếp nhăn và trông cực kỳ già. Nua, nhìn qua vẻ mặt rất kiêu ngạo như thể trời sập xuống cũng không cúi người xuống một chút. Sư tổ, Lục Hoành cúi đầu hành lễ, sau đó chỉ vào Lý Trạch Vũ giới thiệu, võ lâm hội vào ngày mai, con sẽ nghĩ cách để sư tổ ngài và tên nhóc kia giao đấu, đến lúc đó hy vọng sư tổ có thể diệt trừ cậu ta.
Ông cụ Khế gật đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến trên người Lý Trạch Vũ, trầm giọng hỏi, kia chính là tên nhóc giết Kinh Vân. Sư tổ nói không sai, chính là cậu ta. Khóe miệng Lục Hoành nhếch lên nụ cười lạnh. Tả Kinh Vân không chỉ là đại đệ tử của phái Thanh Thành, đồng thời gã còn là cháu bốn đời của sư tổ Tả Thiên Thu. Ở trong mắt ông ta, Lý Trạch Vũ đã là một người chết. Cho nên hoàn toàn không cần phải đi kết giao với một người chết. Đã như vậy, cần gì phải chờ đến ngày mai. Trong khi nói chuyện, Tả Thiên Thu bước từng bước tới chỗ Lý Trạch Vũ. Lục Hoành khẽ nhíu mày. Tên tiểu quỷ Lý Trạch Vũ, cậu tự kết thúc hay là để lão phu tiến cậu một đoạn? Tả Thiên Thu hô lớn đầy ngang ngược. Nghe vậy, vốn dĩ Lý Trạch Vũ vẫn đang trò chuyện với mọi người chợt hiện sát ý. Tuy đức lão Tả Thiên Thu của phái Thanh Thành đã thoái ẩn mấy chục năm, nhưng địa vị của ông ta trên giang hồ vẫn rất vững chãi, không cho phép bất cứ kẻ nào xem thường. Hiện tại, khi thấy vị tiền bối này có vẻ rất thù địch Lý Trạch Vũ, mọi người thật sự nghĩ hoài cũng không ra lý do. Tiên Nhi, Lý Thiếu Hiệp có mâu thuẫn gì với phái Thanh Thành sao? Chuyện này Đồ Nhi không biết ạ. Tê Tiên Nhi lắc đầu, tỏ ý không biết rõ, trong mắt cũng ánh lên vẻ lo âu. Lão thất phu chui từ đâu ra mà dám bất kính với thiếu gia bọn tôi như vậy hả, thích chết có đúng không? Phật Tương vòng vén tay áo lên, như thể chỉ cần Lý Trạch Vũ hạ lệnh, gã sẽ lập tức cầm hai thanh dao bổ dưa xông lên, chém chết Tả Thiên Thu. So với Phật Tương vong thì trông cậu phú quý cẩn trọng hơn nhiều, hắn đã nhận ra Tả Thiên Thu không phải hạng tầm thường, bèn từ tốn móc khẩu súng lục để bên hông ra, đồng thời mở chốt an toàn. Đồ vô liêm sỉ, vậy mà lại dùng vũ khí nóng. Lục Hồng dẫn theo mười mấy tên đệ tử phái Thanh Thành lao tới. Không phục hả? Cẩu phú quý cười khẩy, đừng nói là súng, có gan thì mau báo tên họ, ông đây sẽ tức tốc phái vài chiếc xe tăng tới san bằng tông môn chúng mày. Câu nói này khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên vô cùng, không ít người không kiềm được mà thẳng thốt hít sâu một hơi. Lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, là Tả Thiên Thu phái Thanh Thành đây. Để lão phu chống mắt lên xem cậu có thể làm gì được lão. Khí thế của Tả Thiên Thu không hề sụt giảm, còn ngang ngược chỉ thẳng mặt Lý Trạch Vũ, nói, ngoài ra, hôm nay lão phủ nhất định phải giết chết thằng quỷ. Nhỏ này, có ai dám phản đối không? Làm càn. Bạch Tố Y lạnh lùng quát, rồi buông lời cảnh cáo, phái Thanh Thành các ông tính trở mặt thành thù với Tiêu Giao Cung bọn tôi sao? Thấy Tiêu Giao Cung đứng ra làm chỗ dựa cho Lý Trạch Vũ, Lục Hồng cau mày bật dậy. Suy cho cùng, chênh lệch giữa phái Thanh Thành và Tiêu Giao Cung không hề nhỏ. Ha ha ha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bé con à, muốn mượn danh Tiêu Giao Cung để dọa lão phu hả? Vô ích thôi. Tả Thiên Thu cất tiếng cười càn rỡ, khinh thường nói, không tin thì về hỏi Ngọc Phượng Hoàng xem đã bao giờ lão phụ sợ mấy người chưa? Không thể phủ nhận một điều vị đức lão phái Thanh Thành ngạo mạn thật, nhưng thực lực và bối phận của người ta cũng trình hình ở đó, đương nhiên là có tư bản để mà càn rỡ. Đạo sĩ Thanh Phong nhấc chân bước ra, ôm quyền nói, Tả tiền bối, có phải giữa ông và Lý Thiếu Hiệp có hiểu lầm gì không? Tả Thiên Thu khoát tay, nói, trưởng giáo Thanh Phong à, đáng lý ra hôm nay tôi không nên giễu võ dương oai ngay tại đạo môn của anh, nhưng thằng nhãi này và tôi có mối thù không đội trời chung, thế nên mong trưởng giáo Thanh Phong thứ lỗi cho tôi. Mặt mày đạo sĩ Thanh Phong xa sầm, dù sao chỗ này cũng là sân nhà của ông ấy nên chỉ mong có thể giải quyết êm xuôi chuyện giữa hai người. Nào ngờ Tả Thiên Thu lại bày ra dáng vẻ nhất định sẽ không bỏ qua, làm ông ấy thấy hơi khó xử. A-di-đà Phật. Hòa thượng Đức Viễn chắp hai tay, khuyên bảo, nhưng Tả thí chủ à, oan oan tương báo bao giờ. Thằng nhãi Đức Viễn kia, bớt giảng đạo lý trước mặt lão phu đi, lúc lão phu trao đổi Phật hiệu với sư phụ của cậu, tức Hòa thượng Tố Nhân thì cậu còn chưa ra đời đâu. Có thể nói, hai chữ cuồng vọng đã được Tả Thiên Thu tái hiện lại vô cùng nhuần nhuyễn. Tới cả tam đại thánh địa như Tiêu Giao Cung, Đạo Môn và Thiền Lâm Tự mà ông ta cũng chẳng thèm nể mặt nể mày gì cả. Phái Thanh Thành đúng không? Tốt, tốt lắm. Lý Trạch Vũ nấy giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Nhãi danh, hôm nay lão phu sẽ để mày chết trong minh bạch. Tả Thiên Thu trừng mắt nhìn hắn đầy tàn nhẫn, đặng nói, Tả Kinh Vân chính là chắt của lão phu, mày dám giết chắt của lão, thế nói xem có phải hai chúng ta không đội trời chung không? Hóa ra là vậy. Lý Trạch Vũ bình thản đáp lời, nếu thế thì quả nhiên giữa hai ta có mối thù không thể nào hóa giải được rồi. Mày biết vậy thì tốt, Tả Thiên Thu hăng hái nói tiếp, nếu mày tự kết liễu, mày ra sẽ được chết thoải mái,
nhưng một khi chờ lão phu ra tay, sợ là mày sống không nổi, chết không xong đấy. Bổn thiếu cũng tặng lại cho ông một câu. Nghe đến đây, Lý Trạch Vũ chẳng những không sợ, còn nở nụ cười khinh miệt, đến giờ ông lãnh cơm hộp rồi. Hả? Tả Thiên Thu ngẩn người, còn chưa kịp hiểu lãnh cơm hộp là có ý gì thì Lý Trạch Vũ đã phi cái vèo tới trước mặt ông ta. Nhanh quá, đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tả Thiên Thu. Bốp bốp bốp. Thế nhưng tốc độ ra quyền của Lý Trạch Vũ còn nhanh hơn, còn chưa tới nửa nhịp thở thì hắn đã tung liền tù tỷ sáu đấm. Về phía Tả Thiên Thu, dù phản ứng rất nhanh nhạy, đã né được tận 4 quyền nhưng vẫn không đủ sức tránh khỏi mà trúng 2 quyền còn lại. Soạt. Chỉ trong chớp mắt, Tả Thiên Thu đã bị đánh lùi vài chục bước. Sư tổi. Lục Hồng hoàng hồn, hiển nhiên không hề đoán trước được Lý Trạch Vũ lại mạnh đến mức thái quá như vậy, tới cả đức lão của phái Thanh Thành cũng không chiếm được thế thượng phong lúc đối chiến với hắn. Không chỉ anh ta mà rất nhiều người có mặt tại hiện trường, ngoại trừ vài người từng lĩnh giáo qua thực lực thật sự của Lý Trạch Vũ như Sư Thái Diệt Tình hay Bạch Tố Y, đều không kiềm nổi mà lộ vẻ sợ hãi. Trưởng môn phái Không Động không phải đối thủ của thằng nhóc đó thì thôi, giờ tới cả Tả tiền bối cũng chẳng làm gì được cậu ta ư. Ông ấy là đức lão của phái Thanh Thành đó, một thân công lực trăm năm nào phải trò đùa. Ai mà lại khủng bố quá vậy? Đạo sĩ Thanh Phong và Hòa Thượng Đức Viễn bốn mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thời nhìn về phía Tiêu Dao, trong mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Với Tiêu Dao Cung mà nói, sự gia nhập của Lý Trạch Vũ không còn đơn giản như hổ thêm cánh, mà đã trở thành hy vọng cho tương lai của Tiêu Dao Cung rồi. Nghĩ đến đây, đạo sĩ Thanh Phong và Hòa Thượng Đức Viễn bỗng thấy hơi lo. Nguyên nhân là với sự kết hợp giữa bậc kỳ tài có 102 như Lý Trạch Vũ và Tiêu Dao Cung, thế cân bằng giữa Tam Đại Thánh Địa rất có thể sẽ bị phá vỡ, từ nay về sau sẽ do một mình Tiêu Dao Cung độc đại. Giỏi lắm, đúng là có chút thực lực đấy. Tuy cõi lòng đã rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt Tả Thiên Thu vẫn tỏ ra rất bình thản. Sớm biết Lý Trạch Vũ mạnh tới vậy, dù thế nào ông ta cũng chẳng hành động thiếu suy nghĩ như vậy đâu. Hiện tại, toàn bộ anh hùng khắp thiên hạ đều đang hiện diện ở đây, nếu ông ta mặc kệ mọi thứ mà bỏ chạy, không chỉ ông ta mất hết thể diện, mà cả phái Thanh Thành cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Bên trên mới chính là tiếng lòng thật sự của Tả Thiên Thu. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét dài vọng tới từ phía xa. Mọi người hướng mắt về nơi âm thanh được phát ra, nhìn thấy hai lão già trông rất tiên phong đạo cốt đang bay tới gần. Là tiền bối đạo sĩ Bạch Vũ và tiền bối đạo sĩ Vân Trung. Có người đã nhận ra thân phận của hai người họ, chính là đức lão của đạo môn. Bái kiến sư tôn, sư tổi bái kiến hai vị sư tổ. Đạo sĩ Thanh Phong lập tức dẫn theo các đệ tử đạo môn hành lễ với hai người. Chào hai vị tiền bối. Tôi đã mong được gặp hai vị tiền bối từ lâu. Người của các môn phái lớn khác cũng hành lễ với họ. Thực lực và địa vị của đạo sĩ Vân Trung và đạo sĩ Bạch Vũ đều rất cao, thế nên họ không thể nào, cũng không được phép tỏ ý bất kính. Chư vị khách khí quá. Đạo sĩ Bạch Vũ ôm quyền hoàn lễ với mọi người, không hề tự cao hay làm giá gì cả. Trái lại, đạo sĩ Vân Trung chẳng mảy may để tâm tới họ, từ đầu đến cuối, hai mắt ông đều dán chặt lên người Lý Trạch Vũ. Tả tiền bối, kỳ đại hội võ lâm lần này là do đạo môn của tôi đảm nhiệm, phái Thanh Thành mấy người thật sự không nể mặt bọn tôi tới vậy sao? Đạo sĩ Bạch Vũ trầm giọng nói, chẳng hề che giấu sự bất mãn của mình. Lúc này, Tả Thiên Thu cũng đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Bạch Vũ, không được vô lễ. Cũng may là đạo sĩ Vân Trung đã lên tiếng nói đỡ. Biểu cảm xấu hổ trên mặt Tả Thiên Thu theo đó mà biến mất dần. Đừng thấy ông ta cứ làm như thể ông đây mạnh nhất thiên hạ mà lầm, một khi có kẻ mạnh hơn xuất hiện, sợ là ông ta còn ngoan hơn cháu nữa đó. Có thể nói là điển hình cho hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Câu nói của đạo sĩ Vân Trung đã hóa giải tình trạng xấu hổ của Tả Thiên Thu. Vân Trung huynh, kẻ đó đã giết máu mủ ruột già của tôi, nên ban nấy tôi mới mất kiểm soát như vậy, mong huynh lượng thứ. Tả Thiên Thu tát nước theo mưa. Đạo sĩ Vân Trung ôm quyền đáp lễ. Đại hội võ lâm cũng không phải trò đùa, xin Tả huynh hãy kiềm chế một chút. Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ kiềm chế lại. Tả Thiên Thu thầm thở phào, cả người chảy đầy mồ hôi. Đạo sĩ Bạch Vũ lập tức quét mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ra lệnh cho đạo sĩ Thanh Phong. Thanh Phong, mọi người đường xa tới đây hẳn là rất mệt, mau xếp chỗ cho họ nghỉ ngơi trước đi. Vâng,
Đạo sĩ Thanh Phong khom người đáp. Chờ đã. Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ lại giơ tay ngăn cản. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía hắn. Lý Trạch Vũ ung dung lườm Tả Thiên Thu, ông không định báo thù hả? Câu nói này khiến Tả Thiên Thu lúng túng không biết trả lời thế nào. Sau khi nhận ra thực lực của Lý Trạch Vũ, hai chữ báo thù đã sớm bị ông ta quẳng ra sau đầu. Lúc này, hình như Lục Hồng đã phát hiện sự băn khoăn của sư tổ, bèn chủ động tiến lên đỡ lời. Hôm nay, sư tổ bọn tôi nể mặt tiền bối Vân Trung, tạm thời tha cho danh con nhà cậu một mạng, lần sau chắc chắn chúng tôi sẽ trả món nợ này, cứ chờ mà xem. Lời này không chỉ cho Tả Thiên Thu cái cớ tránh bị xấu hổ, mà còn khiến đạo môn được một phen nở mặt. Thế nên Tả Thiên Thu vô cùng hài lòng với Lục Hồng. Nhưng sao Lý Trạch Vũ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Người xưa thường nói, kẻ muốn giết người hẳn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết. Lão thất phu, chắt của ông muốn giết tôi, tiếc thay tài nghệ không bằng người, cuối cùng chết trong tay tôi, xin hỏi tôi đây sai chỗ nào? Thế mà hôm nay, trước bàn dân thiên hạ, một lão tiền bối hơn trăm tuổi như ông lại ra mặt bắt nạt thanh niên mới hơn 20 tuổi như tôi, ông còn biết cái gì gọi là liêm sỉ không thế? Chỉ hai ba câu mà Lý Trạch Vũ đã mắng Tả Thiên Thu tới mình đầy thương tích. Nhất thời, Lục Hồng cũng không biết phải phản bác lại thế nào. Tả Thiên Thu cũng chỉ có thể đứng đó lo lắng suông mà không làm được gì. Tiểu huynh đệ, lần này cứ xem như chưa có gì xảy ra đi. Đạo sĩ Bạch Vũ khuyên nhủ. Chưa có gì xảy ra. Lý Trạch Vũ bật cười chế giễu, người bị mất mặt đâu phải ông, nên là đứng nói tất nhiên không đau eo rồi. Nghe vậy, đạo sĩ Bạch Ngọc thoáng cau mày. Tiểu huynh đệ, vậy cậu muốn thế nào? Đạo sĩ Vân Trung có chút hào hứng hỏi. Rất đơn giản, Lý Trạch Vũ chỉ vào Tả Thiên Thu, chuyển chủ đề, nếu ông ta đã bảo có mối thù không đội trời chung với tôi, vậy chỉ bằng giải quyết luôn món nợ này ngay hôm nay, trước mặt mọi người đi. Cậu định giải quyết kiểu gì? Đạo sĩ Vân Trung lại hỏi. Ký giấy sinh tử, quyết một trận sống mái. Lý Trạch Vũ gắn giọng bật ra từng tiếng rõ ràng, vang dội. Một trận sống mái. Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đây tức khắc trợn mắt há hốc miệng. Họ đồng loạt xoay đầu nhìn về phía T1, lúc này, mặt mũi ông ta cũng tối đen như mực. Sư tổ, người có chấp nhận lời thách đấu đó không? Lục Hồng xấu hổ hỏi. Tình cảnh của Tả Thiên Thu đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ban nấy, dù mới chỉ giao đấu với L1 vài chiêu, nhưng ông ta đã có thể kết luận thực lực của hắn không hề thua kém mình. Một trận sống mái, vừa để phân tài cao thấp, cũng là trận chiến sống còn. Nói cách khác, một khi ký giấy sinh tử, tức là giữa ông ta và L1, chỉ có một người được phép sống sót. Hay, thôi bỏ đi, tuổi lão phu đã cao rồi, nếu cứ khăng khăng bắt nạt một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì thật đúng là không tài nào nhìn nổi. Rõ ràng T1, đang sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như mình quang minh chính đại lắm. Lý Trạch Vũ cười đến đau cả bụng, khặc khặc hỏi, nhưng tôi là kẻ đã làm thịt chắt của ông đấy, giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung cơ mài. Nhóc Đức Viễn nói đúng. Oan oan tương báo bao giờ. Diễn xuất của Tả Thiên Thu vô cùng chân thực, không hề thua kém các diễn viên kỳ cựu. Má nó, tao chưa từng thấy tên nào vô liêm sỉ như vậy. Ừ, tao cũng thế. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong chẳng thèm che giấu ánh mắt khinh bỉ của mình. Lý Trạch Phú cười khẩy, đáp, bớt nói nhảm lại, ông đây chỉ hỏi một câu thôi, có dám quyết một trận sống mái không? Lý Thiếu Hiệp, hay là, đạo sĩ Thanh Phong tính khuyên tiếp. Nhưng Lý Trạch Vũ lại hiên ngang ngắt lời, bảo, hôm nay đừng ai tốn công khuyên tôi nữa, bởi vì có khuyên cỡ nào cũng chẳng ích gì đâu. Dứt lời, hắn lại quay sang nhìn Tả Thiên Thu bằng ánh mắt trêu ngươi, lão rùa rụt cổ à, sao không nói câu nào hết vậy, chẳng phải ban nấy ông hùng hổ lắm hả? Cậu, tới nước này mà Tả Thiên Thu còn nhìn nữa là sẽ thành con rùa rụt cổ thật, thế là ông ta hiên ngang đáp lại, nếu cậu đã thật lòng muốn chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho cậu. Sư tổ, người có năm chắc phần thắng không? Lục Hồng lo lắng hỏi. Tả Thiên Thu thoáng do dự, đương nhiên là không rồi. Sư tổ, cho người cái này. Vừa nói, Lục Hồng vừa lén lút nhét một khẩu súng lục có gắn thiết bị giảm thanh cho ông ta. Con người Tả Thiên Thu co nhỏ, ý con là. Sư tổ, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Lục Hồng áp sát lại gần, thỏ thẻ. Sau một hồi suy nghĩ, T1 vẫn nhận lấy khẩu súng, nhét vào ống tay áo. Ông ta cảm thấy Lục Hồng nói rất đúng, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình cả. Còn chuyện sẽ bị cười chê. Ha ha,
chỉ cần Lý Trạch Vũ tiêu đời, ai lại ngu ngốc đứng ra nói chuyện dùm một người đã chết chứ? Chỉ lát sau, đệ tử đạo môn đã lật một bản giấy sinh tử được chuẩn bị sẵn tới. Lý Trạch Vũ cầm bút lên, lưu loát ký tên mình xuống. Tả Thiên Thu đã chuẩn bị đâu vào đấy cũng không chút do dự, thoải mái ký tên, còn không quên châm chọc một câu, lão phu vốn định tha cho cậu một mạng, nhưng nếu cậu đã thích tìm đường chết, vậy đừng trách lão phu. Được, lát sẽ biết ai là kẻ thích tìm đường chết thôi. Lý Trạch Vũ không hề có ý định tốn nước miếng với ông ta. Ở phía bên kia, đạo sĩ Bạch Vũ và đạo sĩ Vân Trung vô cùng ăn ý đánh giá Lý Trạch Vũ. Sư phụ, theo người thì ai có khả năng thắng lớn hơn? Đạo sĩ Bạch Vũ dò hỏi. Lý Trạch Vũ, đạo sĩ Vân Trung không chút do dự mà trả lời. Hả? Đạo sĩ Bạch Vũ ngơ ngẩn, sư phụ, người có lòng tin với cậu ta tới vậy hả? Đạo sĩ Vân Trung nở nụ cười đầy ẩn ý, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Đạo sĩ Bạch Vũ lập tức hiểu ra. Lý Trạch Vũ có liên quan đến bí mật động trời, dù hắn không địch lại Tả Thiên Thu, họ cũng không thể để đối phương xảy ra chuyện. Cược đây, đặt cược đây. Chẳng biết Phật Tương Vong lôi từ đâu ra một quyển sổ, vừa quơ tay vừa há miệng gào lớn. Cược thế nào, có người bước tới hỏi thăm. Cược Lý Trạch Vũ thắng, một hơi 0.1, cược Tả Thiên Thu thắng, một hơi 10. Cẩu Phú Quý bắt đầu giải thích tỷ lệ cược với mọi người. Tả Thiên Thu đứng cách đó không xa nghe thấy vậy thì mặt mày lập tức tối sầm. Vậy có khác gì ấn mặt mũi ông ta xuống đất mà chà đạp đâu? Tôi cược 1.000.000 tả tiền bối thắng. Đã có người bắt đầu đặt tiền. Dù ban nãy Lý Trạch Vũ đã thể hiện ra rằng thực lực của mình không hề thua kém, thậm chí có xu hướng trên cơ Tả Thiên Thu. Vấn đề là tỷ lệ cược của Tả Thiên Thu thật quá mê người. Về phần tỷ lệ cược của Lý Trạch Vũ, hay, có khác gì không mua đâu. Hơn nữa. Trong mắt họ, T1 đã hơn 100 tuổi, dù là công lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều không phải thứ Y1 có thể sánh bằng, ban nấy có lẽ là do khinh địch nên mới bị áp chế mà thôi. Tôi cược 30.000.000 tả tiền bối thắng. Trưởng môn lệnh Hồ Bác của phái Hoa Sơn khá thân với phái Thanh Thành nên hào phóng đặt cược, thu hút càng thêm nhiều người tham gia. Thấy vậy, sư thái Diệt Tình cũng vội ra lệnh cho Tề Tiên NS, Tiên Nhi, con mau kiểm tra xem chúng ta có thể xoay vòng được bao nhiêu tiền. Sau đó đặt hết vào Lý Thiếu Hiệp. Sư thái à, tuyệt đối không được. Lý Trạch Vũ vội ôm quyền thi lễ. Chúng ta là người một nhà, không thể tự khiến mình sập tiệm được. Dưới sự nỗ lực của mười mấy tên đệ tử đạo môn, chỉ trong nửa giờ đã dựng xong một võ đài. Ký giấy sinh tử, kết cục xem ai sống ai chết, chẳng những phân cao thấp, mà còn quyết sống chết với nhau. Mời hai vị lên võ đài. Đạo sĩ Thanh Phong đích thân làm trọng tài. Vèo. Tả Tiền Phương dậm chân, chỉ một bước đã nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, động tác gọn gàng dứt khoát. Thiếu gia cố lên, nện chết lão già đó đi. Cẩu Phú Quý giơ nắm đấm ủng hộ. Phật Tương Vong liếc hắn một cái, chỉ trích, Phú Quý, cậu không cảm thấy từ, nện dùng không thích hợp à? Hở. Cẩu Phú Quý suy nghĩ lại thấy gã nói cũng có lý nên sửa lời, thiếu gia, đấm chết lão già đó đi. Không biết nói thì tốt nhất đừng nói nữa. Phật Tương Vong tức giận nói. Vậy nên nói gì? Cẩu Phú Quý ngơ ngác. Khu khụ, nghe này. Phật Tương Vong hắng giọng nói, thiếu gia, dám chết lão già khốn nạn không biết xấu hổ, trăm tuổi còn đi cắt bao quy đầu, nửa đêm nhìn lén con gái tắm rửa. Mẹ nó. Cẩu Phú Quý giơ ngón tay cái lên và khâm phục nói, Tương Vong, nói hay lắm. Mọi người đều bị lời nói ngạo mạn của hai anh em này làm cho khiếp sợ, thực sự không ngờ trên đời lại có người tài giỏi như vậy. Hai người có thể nghiêm túc chút được không, đừng có bôi nhọ sư thúc tổ đó. Bạch Tố Y tức giận nói. Thánh nữ Bạch, chúng ta bôi nhọ thiếu gia khi nào? Rõ ràng là chúng ta đang cổ vũ đấy chứ. Cẩu Phú Quý bất mãn mà phản bác. Bạch Tố Y còn muốn nói gì nữa? Hai vị anh hùng trẻ tuổi này rất phóng khoáng, muốn nói gì thì nói, con gái như ta đây thật sự rất khâm phục. Cung Nghê Thường cách đó không xa vừa lúc đi tới, mở miệng đã bày tỏ ý kiến của mình. Ồ, xin hỏi người đẹp tên họ là gì? Mắt Phật Tương Vong như sáng lên. Người đẹp, tôi tên là Cẩu Phú Quý, xin được hỏi cô. Tên họ cô. Cẩu Phú Quý cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt vời của Cung Nghê Thường làm cho kinh ngạc, kích động đến mức không nói nên lời. Phật Tương Vong lập tức dùng cánh tay đẩy Cẩu Phú Quý, cảnh cáo, tôi nhìn thấy trước, cậu đừng có mà nghĩ. Cút đi, tôi mới là người nhìn thấy đầu tiên. Cẩu Phú Quý sao mà chịu nhường được?
Thấy cảnh này, Cung Nghê Thường che miệng cười nói, tôi đây tên là Cung Nghê Thường, là bạn của thiếu gia các người. Hóa ra là bạn của thiếu gia. Xin lỗi, xin lỗi. Hai chữ thiếu gia ngay lập tức khiến hai người cậu Phú Quý như bị sét đánh, bọn hắn lập quang ngay những suy nghĩ xấu xa của mình khỏi đầu. Đùa à, người phụ nữ mà Lý Trạch Vũ để ý sao bọn hắn dám có một chút ý tưởng nào được chứ? Có khi chết người đó. Cung Nghê Thường, cô đến Tiêu Giao Cung chúng ta làm gì? Bạch Tố Y hỏi với vẻ thù địch. Cung Nghê Thường nhoẻn miệng cười nói, không phải tôi vừa mới à? Tôi là bạn của sư thúc tổ phái các người, mà là bạn bè đương nhiên là nên tới ủng hộ rồi. Ngay khi mấy người đang nói chuyện với nhau, hai người trên võ đài đã có hành động. Bốp! Lần này Tả Thiên Thu lựa chọn ra đòn trước, thả người nhảy lên, đồng thời tay hóa thành đao chém từ trên trời xuống. Bang bang! Lý Trạch Vũ giơ tay chặn đòn, sau đó mượn đà nghiêng người nhảy sang một bên rồi đá mạnh vào chân. Tả Thiên Thu không trốn tránh hay rút lui mà giơ tay lên vung ra một cú đấm mạnh. Bốp, nắm đấm và cẳng chân va vào nhau. Vụt! Tả Thiên Thu loạng choạng lùi lại hai bước, không ngờ rằng sức lực của Lý Trạch Vũ lại mạnh mẽ đến thế. Đưa kiếm đây! Tả Thiên Thu hét lên chói tai. Lục Hoành ở dưới đài lập tức ném bội kiếm của mình lên. Bộp! Tả Thiên Thu vững vàng bắt được, sau đó chỉ vào Lý Trạch Vũ ở phía xa, cậu cũng có thể sử dụng vũ khí, tránh bảo ông đây bắt nạt cậu. Đối với ông ta mà nói, đánh đấm quyền cước tương đối xa lạ, dùng kiếm chắc quen tay hơn. Dù sao trước nay võ công của phái Thanh Thành vẫn luôn nổi tiếng về kiếm pháp. Thiếu gia, cầm kiếm! Vật Tương Vong ngay lập tức ném kiếm Trường Thiên ra. Ha hai! Lý Trạch Vũ bắt lấy chuôi kiếm, cười lạnh nói, hiện tại ông có thể ra chiêu rồi, bằng không lấy nữa tôi mà ra tay rồi thì ông sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nói không biết xấu hổ. Tả Thiên Thu cầm trường kiếm trong tay, ngay lập tức thể hiện phong hỏa kiếm pháp độc đáo của phái Thanh Thành. Mặc dù động tác nhìn qua có vẻ hơi chậm nhưng cẩn thận chú ý sẽ phát hiện ra thân pháp, bước chân, độ dùng lực và sự chính xác của ông ta đều vô cùng linh hoạt. Sư phụ, chiêu kiếm pháp này của tiền bối Tả e rằng đã đạt đến đỉnh cao rồi phải không? Đạo sĩ Bạch Ngọc nghi ngờ hỏi. Đạo sĩ Vân Trung nheo mắt nói, không tệ, cho dù là sư phụ đối mặt với chiêu thức này cũng phải hết sức cảnh giác. Liệu thằng nhóc Lý Trạch Vũ này có thể hóa giải được không? Đạo sĩ Bạch Ngọc thoáng khẩn trương. Khó mà nói. Hửm. Đạo sĩ Vân Trung còn chưa nói xong, đã đột nhiên trợn to mắt, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tưởng tượng nổi. Khóe miệng đạo sĩ Bạch Ngọc liên tục giật mạnh vài lần. Vừa ngay khoảnh khắc trước bọn họ còn đang nghi ngờ liệu Lý Trạch Vũ có thể hóa giải chiêu kiếm của Tả Thiên Thu hay không, thì ngay sau đó đã bị vả mặt. Chỉ thấy mũi kiếm của Tả Thiên Thu chỉ thẳng vào yết hầu của Lý Trạch Vũ, còn kiếm Trường Thiên trong tay Lý Trạch Vũ thì búng một cái đã đánh vào thanh kiếm của đối thủ. Keng! Một tiếng! Chiêu kiếm mạnh mẽ khí thế vốn có của Tả Thiên Thu đã ngay lập tức bị chặt đứt. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ lập tức đá một phát vào giữa bụng Tả Thiên Thu khiến ông ta ngã xuống đất lăn xa vài vòng. Mọi người đều ồ lên, hai bên giao chiến đến giờ mới chỉ tầm chỉ cần một chén trà nhỏ, mà chiêu kiếm Tả Thiên Thu lấy làm tự hào đã bị người khác hóa giải dễ dàng, thậm chí bản thân ông ta còn bị thương. Người anh em à, giờ tôi muốn cược 100 triệu cho Lý Trạch Vũ thăng có được không? Tống Thành Công trưởng môn phái Tuyết Sơn đi đến bên người cậu Phú Quý. Xin lỗi. Giờ chúng tôi không nhận đặt cược nữa. Mặt cậu Phú Quý làm ra vẻ bộ tôi giống kẻ ngốc lắm à. Tống Thành Công ngượng ngùng cười nói, làm phiền rồi. Sau đó lặng lẽ rời đi. Trên võ đài, Tả Thiên Thu run rẩy nhìn Lý Trạch Vũ, lúc này hắn đang lẳng lặng đứng ở đó, nhưng lại cho ông ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán. Mau đứng dậy, tiếp tục. Lý Trạch Vũ hài hước mà cười nói. Vẻ mặt Tả Thiên Thu nghiêm trọng. Ông ta đứng lên rồi khó chịu nói, thằng nhóc kia, ký giấy sinh tử công bằng, nhưng cậu lại dùng vũ khí không công bằng. Ý ông muốn tôi dừng dùng kiếm Trường Thiên nữa ư? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại, đúng vậy, đúng vậy. Tả Thiên Thu gật đầu mãnh liệt, vẻ mặt của ông ta cũng đã nói cho mọi người biết ông ta đúng là nghĩ như vậy. Ngu ngốc! Lý Trạch Vũ cười lạnh, dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời ông? Cậu! Tả Thiên Thu còn tưởng rằng đối phương sẽ vì công bằng mà từ bỏ việc dùng kiếm Trường Thiên, nhưng không ngờ rằng đối phương từ đầu đến cuối đều đang trêu chọc ông ta. Nghĩ đến đây, gương mặt ông ta dần dần lộ ra một tia tàn nhẫn. Thằng nhóc kia, một khi đã như vậy thì đừng có trách tôi.
Vừa nói xong, ông ta lập tức lao vọt về phía trước, chỉ trong tích tắc đã đứng trước mặt Lý Trạch Vũ. Hai ông ta nhanh chóng tung ra hai cú đấm, Lý Trạch Vũ hơi ngả người về phía sau một chút đã dễ dàng tránh được. Nhưng đúng lúc này, Tả Thiên Thu nhanh chóng rút khẩu súng lục đã giấu sẵn từ trong ống tay áo ra. Lý Trạch Vũ, cẩn thận. Thiếu gia, cẩn thận. Sư thúc tổ, cẩn thận. Không ít người đều đổ mồ hôi lạnh. Gần như cùng lúc Tả Thiên Thu rút súng lục ra, đạo sĩ Vân Trung di chuyển để lại một cái bóng tại chỗ, nhưng dù tốc độ của ông nhanh như chớp nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ nổ súng của Tả Thiên Thu. Tả Thiên Thu, nếu ông dám làm hắn bị thương, chắc chắn tôi sẽ đuổi giết bằng sạch phái Thanh Thành các người. Đạo sĩ Vân Trung là ai chứ? Là đại lão có bối phận cao nhất trong đạo môn. Chẳng qua khi nói không ai trong giới võ lâm dám gánh chịu cơn thịnh nộ của ông. Cho nên sau khi nghe được uy hiếp của đạo sĩ Vân Trung, Lục Hoành lập sức sợ hãi khiếp đảm, đáng tiếc cho dù giờ phút này ông ta muốn thuyết phục Tả Thiên Thu dừng lại cũng đã quá muộn. Đoàng đoàng! Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tả Thiên Thu đã bóp cò. Trong nháy mắt, phảng phất như thời gian đứng yên. Không! Tề Tiên Nhi bật khóc, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia đau thương luyến tiếc. Bạch Tố Y vươn một tay ra, lao về phía trước rất nhanh, nhưng trách cha mẹ sinh thiếu hai chân thế cho nên không theo kịp tốc độ của viên đạn. Nhưng Cung Nghê Thường lại sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối. Có người vui, có người buồn. Ngược lại, khuôn mặt của Trường Bách Khâm đầy phấn khích. Trong lúc bàng hoàng dường như anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Trạch Vũ bị bắn chết bỏ mình. Thật tốt, không cần tự mình ra tay cũng có thể báo thù rửa hận. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Ngay sau đó, mẹ nó, giữa hiện trường gần 2.000 người, từng tiếng mẹ nó, liên tục thi nhau vang lên. Từ không tin nổi nghẹn họng trơ mắt nhìn, đến cuối cùng là tràn đầy khâm phục. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vẻ mặt mọi người ít nhất đã thay đổi 3 lần. Chỉ thấy trên võ đài Lý Trạch Vũ đứng thẳng lưng, mà hai viên đạn Tả Thiên Thu vừa bắn ra đột nhiên xuất hiện giữa hai ngón tay của hắn. Bắt đao bằng tay trần không phải chuyện hiếm, nhưng tiếp đạn bằng tay trần thì quá mức rồi. Nghe đồn chỉ có Hỏa Vân Tà Thần Bang phủ đầu tung hoành mấy chục năm trước mới có thủ pháp như vậy, từ đó đến nay, cảnh tượng này chưa bao giờ xuất hiện lại trên giang hồ nữa. Cậu, sao có thể chứ? Tả Thiên Thu há hốc mồm, hàm như sắp rơi xuống đất vì sốc. Leng keng. Lý Trạch Vũ ném viên đạn trong tay xuống đất, khinh thường nói, chỉ là chút kỹ năng nhỏ, không có gì đáng nhắc tới. Vẻ ngoài cao thâm của hắn trực tiếp làm đám đệ tử từ tất cả các đại môn phái kính nể không thôi. Quá bảnh, quá ngầu. Nếu mà gả được cho người đàn ông như vậy thì tôi chết cũng cam lòng. Người đàn ông tuyệt vời như vậy, trên đời không có người phụ nữ nào xứng đáng cả. Người đàn ông này chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy. Không ít các cô gái bị ấn tượng bởi thực lực và lòng dũng cảm của Lý Trạch Vũ. Thật ồn ào, thiếu gia của chúng ta là vô địch. Sao có thể chết ở nơi này chứ? Bỏ qua cho bọn họ đi, chắc là chưa từng gặp nhiều chuyện đời đó mài. Toàn bộ mọi người chỉ có Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong từ đầu đến cuối là không lo lắng, bởi vì bọn họ có niềm tin vô tận đối với Lý Trạch Vũ. Tề Tiên Nhi che miệng lại, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Bạch Tố Y cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Mà Cung Nghê Thường đứng một bên tuy rằng sắc mặt không thay đổi nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy trong đôi mắt đẹp của cô ấy có một chút phấn khích như ẩn như hiện. Vậy mà không chết, tên này có phải là quái vật không vậy? Người thất vọng nhất không ai khác là Trương Bách Khâm. Tả Thiên Thu, dám chơi xấu trước mặt lão đây, hôm nay tôi sẽ không tha cho ông. Đạo sĩ Vân Trung giận dữ đã lao đến võ đài, chuẩn bị lập tức ra tay. Chờ đã. Lý Trạch Vũ mở miệng ngăn ông lại. Đạo sĩ Vân Trung dừng chân lại, quay đầu nhắc nhở, ta đang giúp đệ đấy. Đệ biết, nhưng mà thực sự không cần thiết. Lý Trạch Vũ từ chối lòng tốt của đối phương. Trán Tả Thiên Thu thấm đầy mồ hôi lạnh, ông ta nuốt nước bọt nói, tôi nhận thua. Bất cứ ai cũng thấy được ông ta không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ, muốn nhận thua xin tha. Hiện tại mới chịu nhận thua thì trễ rồi. Sau khi Lý Trạch Vũ nói xong, kiếm Trường Thiên trong tay quét ngang bổ ra một chiêu chạm xuống mặt đất, trong nháy mắt có một luồng kiếm khí vô hình tiếp cận Tả Thiên Thu. Không! Tả Thiên Thu kinh hãi muốn tránh đi, nhưng đã quá muộn rồi. Rớt! Kiếm khí vô hình lập tức chặt đứt chân ông ta. À! Tiếng kêu đau đớn như quỷ khóc sói gào vang lên.
Dưới võ đài, các đệ tử của phái Thanh Thành do Lục Hoành cầm đầu không biết nên đi lên giải cứu sư phụ hay bỏ mặc mọi thứ mà lập tức chạy trốn khỏi nơi. Này! Ngay khi họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì đã có người thay họ đưa ra quyết định. Đệ tử Tiêu Giao Cung nghe lệnh. Lý Trạch Vũ chĩa trường thiên kiếm trong tay vào đám người phái Thanh Thành, giết hết bọn chúng, không để sót một ai. Tuân lệnh thưa sư thúc tội Bạch Tố Y vung tay lên, dẫn theo chúng đệ tử xông qua chém giết. Sư Thái Diệt Tình Thá Ong suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh theo, các đệ tử Nga Mi nghe lệnh, đi giúp Tiêu Giao Cung một tay. Cách đây không lâu, Lý Trạch Vũ đã giúp phái Nga Mi thoát khỏi rắc rối, tuy bọn họ không có năng lực đưa than ngày tuyết nhưng dệt hoa trên gấm thì vẫn có thể. Đám đệ tử của phái Thanh Thành vốn không phải là đối thủ của đệ tử Tiêu Giao Cung, bây giờ lại có thêm đệ tử của phái Nga Mi gia nhập, trong nháy mắt bọn họ bị đánh đến mức không thể chống đỡ nổi. Mà lúc này đạo sĩ Bạch Ngọc âm thầm liếc nhìn đạo sĩ Thanh Phong một cái, ông ấy lập tức hiểu ra. Đệ tử đạo môn nghe lệnh, đi giúp Tiêu Giao Cung và phái Nga Mi một tay, bắt lấy đám xấu xa phái Thanh Thành. Theo lệnh của đạo sĩ Thanh Phong, các đệ tử đạo môn lập tức giá nhập chiến đấu. Đệ tử phái Điểm Thương nghe lệnh, giúp thiếu hiệp Lý một tay, tiêu diệt đám xấu xa phái Thanh Thành này. Đệ tử phái Côn Luân nghe lệnh, giúp thiếu hiệp Lý một tay. Trưởng môn các phái lớn đang có mặt ở đó lần lượt hưởng ứng sôi nổi, kêu gọi giúp Lý Trạch Vũ một tay rồi gia nhập chiến đấu. Ngay cả phái Hoa Sơn trước đây có quan hệ tốt với phái Thanh Thành cũng không thiếu. Rốt cuộc thì thực lực Lý Trạch Vũ đã bày ra mạnh đến mức bất kỳ một môn phái nào cũng muốn lấy lòng. Trong nháy mắt, phái Thanh Thành như đã trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích, như chuột chạy qua đường. Dừng tay, buông tha bọn họ đi. Nhìn thấy các đệ tử của mình lần lượt ngã xuống, Tả Thiên Thu hối hận nghĩ biết vậy đừng làm. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Lý Trạch Vũ lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, phái mấy chiếc xe tăng đi san bằng phái Thanh Thành, đệ tử nào chịu rời đi thì tha mạng, còn ai không chịu rời đi thì giết không tha. Rồi cúp điện thoại. Tả Thiên Thu hai chân đứt đoạn quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lý Trạch Vũ, cậu là ác ma, cậu là ác ma. Kiếp sau sáng mắt ra, ngàn lần đừng có dây vào người không nên chọc. Nói xong, Lý Trạch Vũ nâng kiếm chặt đầu đối phương. Mà lúc này đệ tử của phái Thanh Thành cũng gần như đã bị giết chết hết. Thiếu hiệp Lý tha mạng, tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật, cầu xin cậu hãy thả tôi đi. Thủ lĩnh của phái Thanh Thành, Lục Hoành thả người nhảy lên võ đài, mặc kệ sư tổ đã chết của mình mà quỳ xuống trước mặt Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ hứng thú nhìn đối phương, nói đùa, ông thì có bí mật gì để nói cho tôi chứ? Tôi cam đoan đây là một bí mật vô cùng lớn. Xin hãy tha mạng cho tôi đi thiếu hiệp Lý. Lục Hoành không ngừng quỳ lạy xin tha. Vậy thì ông nói nghe xem. Lý Trạch Vũ trả lời mơ hồ ba phải, không đồng ý cũng không từ chối. Lục Hoành cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ông ta cau mày nói, sau khi tôi nói cho cậu biết, thiếu hiệp Lý thật sự sẽ tha cho tôi đúng không? Hiện tại ông không có tư cách thương lượng với tôi. Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ nói. Nếu nói có thể ông sẽ không phải chết, nhưng nếu không nói thì ông nhất định phải chết. Tê Kiêu con trai của Trấn Nam Vương đã cấu kết với nhà họ Ninh, mục đích chính là để thay thế ngôi vị của người cha Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm. Mà điều kiện để nhà họ Ninh hỗ trợ lại chính là muốn Tề Kiêu giúp họ diệt trừ Lý Trạch Vũ. Lục Hoành được coi như là cây súng của Tề Liêu cho nên cuối cùng anh ta vẫn phải chết, bị một trưởng của Lý Trạch Vũ đánh chết. Bởi vì mọi thông tin anh ta cung cấp không có gì hữu ích với Lý Trạch Vũ. Hắn quyết tâm giết Tề Kiêu, cho dù Thái Thượng Lão Quân hay Thích Ca Mâu Ni, ngay cả Chúa, Giê-xu xuống đây cũng không ngăn nổi. Hết hôm nay, phái Thanh Thành sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nước Hạ. Mà chuyện này cũng sẽ khiến người trong võ lâm nhận ra rõ hơn, sâu bên trong cái vẻ ngoài bất cần của Lý Trạch Vũ là một trái tim vô cùng độc ác. Thà đắc tội Tam Đại Thánh Địa, chứ đừng đắc tội với Lý Trạch Vũ. Đắc tội Tam Đại Thánh Địa thì có khả năng sẽ phải chết, nhưng nếu đắc tội Lý Trạch Vũ thì sẽ không phải chỉ là cái chết đâu. Rất có khả năng toàn bộ tông môn sẽ bị diệt vong. Đệ tử của đạo môn nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, đạo sĩ Thanh Phong đích thân đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho người đến từ các phái. Lần này chúng ta kiếm lời được tổng cộng 400.3850.000. Tính cả số tiền lần trước có được ở núi Thương Nam là khoảng 2 tỷ nữa. Nếu lão gia và lão thái gia mà biết thiếu gia kiếm được tiền thì nhất định sẽ cho rằng tổ tiên đang hiển linh. Cầu phú quý và vật tương vong mỗi người nói một câu. Lý Trạch Vũ ngồi im ngậm điếu thuốc, không thèm quan tâm đến lời họ nói.
Dù sao bây giờ chỉ cần hắn đồng ý thì với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật Vân Dương, hắn hoàn toàn có thể trở thành người giàu nhất nước Hạ. Trong mắt hắn, tiền chỉ là một con số, hắn thật sự không có tí hứng thú nào. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Ai đấy? Cẩu Phú Quý vừa hỏi vừa đi mở cửa. Một nữ đệ tử của đạo môn diện mạo thanh tú đứng ở ngoài cửa. Khụ khụ. Cẩu Phú Quý lập tức sửa sang lại quần áo, ra vẻ khách khí nói, em gái có việc gì không? Trưởng giáo của chúng ta cho mời thiếu hiệp Lý, xin hỏi Lý thiếu hiệp có đang rảnh không? Thái độ của nữ đệ tử cực kỳ khách khí. Nghe xong, Cẩu Phú Quý lập tức thất vọng, thuận miệng gọi một câu, thiếu gia, có người tìm anh này. Biết được đạo sĩ Thanh Phong tìm mình, Lý Trạch Vũ không khỏi tò mò nên đã đi theo nữ đệ tử tới đại điện chân võ. Lúc này bên trong đại điện chỉ có 4 người. Đạo sĩ Vân Trung ngồi ở chủ vị. Đạo sĩ Bạch Ngọc và đạo sĩ Thanh Phong đang ngồi ở hai bên đại điện. Ngoài ra còn có một người đứng phía sau đạo sĩ Thanh Phong. Đó chính là người quen cũ của Lý Trạch Vũ, Trương Bách Khâm. Lý Thiếu Hiệp, mời ngồi. Đạo sĩ Vân Trung đích thân đứng dậy chào đón. Đạo sĩ Bạch Ngọc và đạo sĩ Thanh Phong thấy sư phụ đứng dậy thì đương nhiên cũng không dám ngồi im, lập tức đứng dậy chào hỏi cùng. Lý Trạch Vũ chắp tay về phía 3 người, khách khí nói, các vị tìm tôi có việc gì? Khi nói chuyện hắn cũng không khách khí, lập tức ngồi vào ghế cạnh chủ tọa của đạo sĩ Vân Trung. Ha ha! Đạo sĩ Vân Trung không hề có chút bất mãn nào, cười nhạt hỏi, bần đạo là người thẳng thắn, không thích lòng vòng, có mấy vấn đề muốn hỏi Lý Thiếu Hiệp, mong được Lý Thiếu Hiệp chỉ giáo. Ồ! Lý Trạch Vũ híp hai mắt lại, trầm ngâm nói, ông muốn hỏi cái gì? Nghe nói Lý Thiếu Hiệp và cung chủ Tiêu Giao cung Ngọc Phượng Hoàng xuất thân từ cùng một giáo phái, không biết việc này có phải sự thật không? Đạo sĩ Vân Trung dần trở nên khẩn trương. Lý Trạch Vũ nhíu mày, nói, chuyện này đâu phải bí mật gì, Ngọc Phượng Hoàng chính là sư tỷ của tôi. Vậy tức là Ngọc Linh Lung cung chủ cũ của Tiêu Giao cung chính là sư phụ của Thiếu Hiệp Lý. Đạo sĩ Vân Trung lo lắng hỏi. Lý Trạch Vũ liếc mắt đánh giá đám người này, có thể cảm nhận được rõ ràng sự khẩn trương của bọn họ. Thấy hắn nửa ngày không trả lời, đạo sĩ Bạch Ngọc không nhịn được mà nói một tiếng, Lý Thiếu Hiệp. Sao hả? Lý Trạch Vũ tài cao nên gan cũng lớn, không hề lo lắng việc họ có làm gì mình hay không. Hắn thật sự muốn nhìn xem mấy người này muốn làm cái quỷ gì. Thần sắc đạo sĩ Vân Trung lập tức thay đổi, bật thốt lên, Lý Thiếu gia, xin hỏi tiền bối Ngọc Linh Lung còn sống hay không, và bây giờ đang ở đâu? Không thể trả lời. Lý Trạch Vũ không ngốc. Trước khi biết dụng ý của đám người này, hắn không thể ăn nói lung tung. Hừm. Đạo sĩ Vân Trung không khỏi sốt ruột. Lý Thiếu Hiệp, việc này rất quan trọng với đạo môn của chúng tôi. Chỉ cần Lý Thiếu Hiệp chịu nói tung tích của tiền bối Ngọc Linh Lung thì đạo môn bọn tôi nhất định sẽ đồng ý mọi điều kiện của cậu. Thật. Lý Trạch Vũ càng thêm khẳng định chuyện này không đơn giản, nếu không thì đối phương đã không phải đưa ra lời hứa như vậy rồi. Đạo sĩ Bạch Ngọc cực kỳ khí phách nói, sư phụ trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh, Lý Thiếu Hiệp cứ yên tâm đi. Muốn cái gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Lý Trạch Vũ bắt đầu làm khó. Đạo sĩ Vân Trung lập tức rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho Lý Trạch Vũ, đây là ngũ lôi lệnh của đạo môn, khi nào Lý Thiếu Hiệp muốn đưa ra điều kiện gì thì cứ cầm tấm lệnh bài này đi tìm lão phu. Vậy thì tôi không khách khí. Lý Trạch Vũ bèn cất tấm lệnh bài đi. Sau đó giả bộ hỏi nhưng tôi rất muốn biết tại sao các vị lại cần biết tung tích của sư phụ. Đạo sĩ Bạch Ngọc nhìn về phía đạo sĩ Vân Trung, thấy ông ấy gật đầu mới dám mở miệng nói, năm đó sư tổ vô trần của đạo môn chúng tôi và tiền bối Ngọc Linh Lung. Lý Trạch Vũ nghe đối phương giải thích xong thì ngây ngẩn cả người. Lý Thiếu Hiệp, cậu có đang nghe không? Đạo sĩ Bạch Ngọc gọi một tiếng. Lý Trạch Vũ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía đạo sĩ Vân Trung. Trịnh trọng hỏi, ông là đồ đệ của Vô Trần. Lý Trạch Vũ, Vô Trần chính là sư tổ của đạo môn chúng tôi, vậy mà cậu lại dám thẳng gọi thẳng tên. Trương Bách Khâm cuối cùng cũng tìm được cái cớ gây khó dễ Lý Trạch Vũ. Nhưng không ngờ, chát, đạo sĩ Thanh Phong giơ tay tát anh ta một cái, người lớn nói chuyện là chỗ để trẻ con chen mồm vào à. Cha, hắn ta bất kính với sư tổ Vô Trần. Trương Bách Khâm cảm thấy rất tủi thân. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mình có phải con ruột của đạo sĩ Thanh Phong hay không, nếu không thì vì sao anh ta làm cái gì ông cũng không vừa mắt. Con câm miệng. Đạo sĩ Thanh Phong tức giận mắng một tiếng. Trương Bách Khâm lập tức ngậm miệng không dám ho he gì.
Thiếu hiệp Lý đoán không sai, đạo sĩ Vô Trần đúng là sư phụ của lão phu. Đạo sĩ Vân Trung thừa nhận. Không ngờ, không ngờ. Lý Trạch Vũ cười khổ. Thấy cảnh tượng như vậy, đạo sĩ Vân Trung không khỏi bối rối. Ngay sau đó, Lý Trạch Vũ chắp tay hành lễ với đạo sĩ Vân Trung, nói, sư huynh, đệ chính là sư đệ của huynh đây. À, đạo sĩ Vân Trung ngẩn người, nghi ngờ tai mình xảy ra vấn đề, Lý Thiếu Hiệp, cậu vừa mới nói cái gì? Đệ nói mình là sư đệ của huynh, Lý Trạch Vũ nhắc lại lần nữa, hỏi, vui mừng không, bất ngờ không? Đâu chỉ là vui mừng, con mẹ nó, đây quả thực chính là kinh hách. Ít nhất thì đây là những gì Trương Bách Khâm đang nghĩ. Nếu Lý Trạch Vũ là sư đệ của đạo sĩ Vân Trung thì chẳng phải đã trở thành người có bối phận tối cao trong đạo môn của bọn họ rồi sao? Kể từ bây giờ, đừng nói là báo thù rửa hận, người ta không chỉnh chết anh ta còn phải trốn đi thắp nhang cảm tạ ấy chứ. Ngọc Linh Lung, cung chủ tiền nhiệm của Tiêu Giao Cung. Đạo sĩ Vô Trần, sư tổ của đạo môn. Hòa thượng Nhất Trinh lại là phương trưởng của chùa Thiền Lâm. Lý Trạch Vũ thực sự không ngờ cả ba vị sư phụ lại là sư tổ của Tam Đại Thánh Địa. Bản thân là thế hệ thứ hai của Phú Nhị Đại siêu giàu thì thôi đi, không ngờ ngay cả trong giới võ lâm mà bản thân cũng có được thân phận đáng kinh ngạc. Lý Đại Đương ra thật sự rất muốn gân cổ lên hỏi một câu, con mẹ nó, còn có ai nữa không? Lý Thiếu Hiệp, cậu thật sự là đệ tử của sư tổ Vô Trần chúng tôi sao? Đạo sĩ Thanh Phong vẫn không dám tin. Cha, chuyện này tuyệt đối không thể qua loa, nhất định cần phải điều tra cho rõ ràng. Trương Bách Khâm vừa sốt ruột lại sợ hãi. Trong lòng anh ta đã mắng sư tổ Vô Trần chưa từng gặp mặt kia đến máu chó phun đầy đầu, ông nhận ai làm đệ tử cũng được, tại sao lại là Lý Trạch Vũ chứ? Tại sao, chỉ vì hắn lớn lên đẹp trai sao? Không sai được, tuyệt đối không sai được. Đạo sĩ Vân Trung kích động cầm miếng ngọc bội mà Lý Trạch Vũ đưa cho mình. Nếu Lý Trạch Vũ lấy ra tín vật khác thì có lẽ ông sẽ còn ngờ vực vài phần. Nhưng chỉ có ông mới hiểu rõ, viên ngọc này có đặc tính ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, là do chính sư nương đưa cho sư phụ. Sau khi sư nương buông tay rời khỏi nhân gian thì sư phụ luôn mang theo viên ngọc này bên người. Nếu không phải người thân cận nhất thì sao có thể tặng viên ngọc bội được chứ? Sư đệ! Nếu sư phụ vẫn còn sống thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua vẫn không trở về? Vì tỏ vẻ thân thiết, đạo sĩ Vân Trung lập tức đổi xưng hô từ Lý Thiếu Hiệp thành sư đệ, xem như thừa nhận thân phận của đối phương. Cái này thì đệ cũng không biết. Lý Trạch Vũ đảo mắt, nói, đúng rồi, hay là nó có liên quan đến Hách Liên Vô Tình mà huynh vừa nói không? Nghe thấy bốn chữ Hách Liên Vô Tình, thần sắc đạo sĩ Vân Trung lập tức ngưng trọng, gật đầu đáp, rất có khả năng. Sư phụ, nói như thế thì Hách Liên Vô Tình vẫn có thể còn sống. Đạo sĩ Bạch Ngọc lo lắng, sốt ruột. Đạo sĩ Vân Trung lại không hề để ý mà chỉ quan tâm nhìn về phía Lý Quân Dạ, sư đệ, có thể dẫn ta đi gặp sư phụ được không? Cái này, Lý Trạch Vũ trở nên khó xử. Sư tổ, ngài xem, tên này lòi đuôi rồi. Trương Bách Khâm đã quên cái tát lúc này, bày ra dáng vẻ tôi rất thông minh, nói, hắn ta không dám dẫn sư tổ đi gặp sư tổ Vô Trần. Đủ để chứng minh mọi lời nói của thằng nhãi này đều là vô căn cứ, hắn ta nhất định không phải đồ đệ của sư tổ Vô Trần. Lời vừa nói ra, đạo sĩ Bạch Ngọc và đạo sĩ Thanh Phong cũng bắt đầu nghi ngờ. Không ngờ đạo sĩ Vân Trung lại cực kỳ kiên định nói, ta nói Trạch Vũ chính là sư đệ của ta, nếu ai dám nghi ngờ thì đừng trách ta không khách khí. Đạo sĩ Thanh Phong và đạo sĩ Bạch Ngọc lập tức im miệng. Trương Bách Khâm còn muốn nói gì đó. Chát! Con câm miệng! Đạo sĩ Thanh Phong lại giáng xuống một cái tát. Hu hu hiu. Trương Bách Khâm hai mắt đẫm lệ, vô cùng tủi thân nói, cha lại đánh con. Cút ra ngoài cho cha. Đạo sĩ Thanh Phong chỉ hận sắt không thành thép. Từ từ đãi. Lý Trạch Vũ im lặng nãy giờ đứng lên đi tới. Anh muốn làm gì? Trương Bách Khâm dường như tồn tại bóng ma về hắn, vội vàng lui về phía sau vài bước. Đồ nhi ngoan đừng sợ, sư tổ rất lương thiện. Lý Trạch Vũ nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy trong mắt Trương Bách Khâm lại chẳng khác gì ác ma, run rẩy lùi ra sau mấy bước. Mày cút lại đây cho ông, Lý Trạch Vũ quát chói tai một tiếng. Trương Bách Khâm suýt chút nữa bị dọa cho hồn bay phách tan, nơm nớp lo sợ tiến lên. Nghe nói mày muốn trả thù tao, còn muốn bắt tao ăn 100 cái màn thầu, còn có. Muốn cho người đánh tao thành đầu heo. Lý Trạch Vũ cố ý nâng cao tông giọng, có phải vậy không?
Đạo sĩ Thanh Phong định tiến lên khuyên bảo thì lại bị sư phụ của mình là đạo sĩ Bạch Ngọc giữ lại. Thằng nhóc Bách Khâm này tuổi còn nhỏ mà đã rất ngông cuồng, cứ để nó chịu khổ một chút cũng là chuyện tốt. Sư phụ, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ Trạch Vũ đã là sư tổ của nó rồi thì chẳng lẽ lại đi hại nó sao? Đạo sĩ Thanh Phong nghe xong thấy cũng có lý. Cha, cha! Trương Bách Khâm muốn cầu cứu, lại thấy cha mình quay mặt đi xem như không thấy thì con tim lập tức tan vỡ. Sư tổi! Căn chặt răng! Trương Bách Khâm khóc không ra nước mắt nói, con nào dám chứ? Tuyệt đối là có người bôi nhỏ con. Thật sự không có. Con thề, tuyệt đối không bao giờ có loại chuyện này. Trương Bách Khâm thề non hẹn biển. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ hắng giọng, nói, bây giờ bổn sư tổ có chuyện muốn con đi làm, nếu làm tốt thì ta sẽ tin lời con nói. Mời sư tổ cứ nói, dù là vượt lửa băng sông, con cũng không chối từ. Trương Bách Khâm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ anh ta chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói, bây giờ con đi đến chỗ nghỉ ngơi tìm cậu Phú Quý và vật tương vong, hai người bọn họ sẽ nói cho con việc cần làm. À cái rắm, còn không mau đi. Dạ. Trương Bách Khâm gần như vừa lăn vừa bò mà rời đi. Trong đại điện lập tức an tĩnh. Tách. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Sư đệ, vì sao không thể dẫn ta đi gặp sư phụ? Đạo sĩ Vân Trung vẫn chưa từ bỏ ý định. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn ông một lúc, nói, sư huynh, không phải đệ không chịu dẫn huynh đi mà là sư phụ đã dặn dò từ trước, không được phép để lộ tung tích của họ ra ngoài. Cái này, đạo sĩ Vân Trung nhíu chặt mày. Thấy vậy, Lý Trạch Vũ nhàn nhạt nói, chờ khi nào đại hội kết thúc, đệ sẽ tranh thủ về thăm họ một chuyến, hỏi xem ông ấy có đồng ý gặp mọi người không, nếu có thì đệ dẫn huynh đi cũng không muộn. Được được được. Bấy giờ trên mặt đạo sĩ Vân Trung mới có ý cười. Lúc này đạo sĩ Bạch Ngọc chắp tay thi lễ, nói, sư thúc Trạch Vũ, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Cứ hỏi đi. Lý Trạch Vũ thoải mái đồng ý. Xin hỏi sư thúc Trạch Vũ, bây giờ người đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Nghe thấy đạo sĩ Bạch Ngọc hỏi vậy, cả đạo sĩ Vân Trung và đạo sĩ Thanh Phong đều quay ra tò mò. Dù sao thì chính Lý Trạch Vũ đã đánh bại Tả Thiên Thu của cảnh giới võ thánh đỉnh giai. Hơn nữa dáng vẻ còn rất nhẹ nhàng, bình thản. Đây không phải trọng điểm là thằng nhãi này mới có hai mươi mấy tuổi thôi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không ai dám tin trên đời lại có một người thiên phú cao đến như thế. Tôi cũng không biết. Lý Trạch Vũ gãi gãi đầu, cười nói, nhưng mà các vị sư phụ của tôi nói, dựa vào thực lực bây giờ của tôi, trừ khi là đối địch với bầu trời, nếu không thì không ai có thể là đối thủ. Lời nói khiến người ta kinh ngạc gần chết. Đạo sĩ Vân Trung ngượng ngùng hỏi, chẳng lẽ đến cả sư phụ cũng? Huynh không cần đoán. Bọn họ quả thật không đánh lại đệ. Mặt Lý Trạch Vũ tràn đầy đắc ý. Đạo sĩ Vân Trung không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự kinh ngạc này, kích động nói một câu, sư đệ, hay là hai ta luận bàn một chút đi. Sư huynh chán sống rồi à? Vẻ mặt Lý Trạch Vũ đầy ngạc nhiên. Bùm bùm. Đạo sĩ Vân Trung đâm sầm vào một trong những trụ trống trời. Ngay sau đó trên trụ đá bắt đầu xuất hiện một số vết nứt. Sư phụ, sư tổi, đạo sĩ Bạch Vũ và đạo sĩ Thanh Phong cùng nhau bước lên phía trước đỡ đạo sĩ Vân Trung đứng lên. Ông che ngực, vội vàng ổn định vết thương. Lý Trạch Vũ vỗ vỗ bụi trên người, có chút trách móc nói, sư huynh thật là, bảo huynh đừng thử thì huynh lại cố phải thử bằng được, may mà để kịp thời thu lực lại nếu không một đấm này đã khiến tính mạng nhỏ của huynh khó đảm bảo rồi. Một số người bị khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Chỉ với một cú đấm, cường giả cảnh giới thiên nhân hiếm có trong thiên hạ đã bị đánh bại. Hơn nữa người ta còn nói đã hạ thủ lưu tình, mọi người tránh ra. Lý Trạch Vũ ra lệnh sau đó dùng hai tay áp sát vào lưng đạo sĩ Vân Trung, một luồng khí trắng mờ nhạt xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt của đạo sĩ Vân Trung lập tức trở nên hồng hào với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Âm ầm. Lý Trạch Vũ thu tay lại sau đó bấm vào vài huyệt đạo của đối phương, tĩnh dưỡng 3 ngày là ổn rồi. Cảm ơn sư đệ. Đạo sĩ Vân Trung chắp tay thi lễ. Sư tổ. Đạo sĩ Thanh Phong chợt mở miệng. Mấy người đồng loạt quay sang nhìn. Sư tổ, đệ tử muốn nhường vị trí trưởng giáo cho Trạch Vũ sư tổi. Đạo sĩ Thanh Phong nói, đệ tử tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trạch Vũ sư tổ, đạo môn chúng ta nhất định có thể tiến xa hơn. Nghe vậy.
Đạo sĩ Bạch Vũ với đạo sĩ Vân Trung liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu được ý đồ của đạo sĩ Thanh Phong. Mặc dù Lý Trạch Vũ là sư tổ của đạo môn nhưng hẳn cũng là sư tổ của Tiêu Diêu Cung, và nếu người của Thiền Lâm tự biết được Hòa Thượng Nhất Trinh chính là sư tổ của Lý Trạch Vũ thì hắn chắc chắn cũng sẽ trở thành sư tổ của Thiền Lâm tự. Đạo môn muốn giữ lại Lý Trạch Vũ, vậy cách duy nhất chính là giao vị trí trưởng giáo cho hắn. Sư phụ, ta nghĩ đề nghị của Thanh Phong rất tốt. Đạo sĩ Bạch Vũ lập tức bày tỏ thái độ. Đạo sĩ Vân Trung lại càng không có ý phản đối, lập tức đưa ra quyết định cuối cùng. Sư đệ, từ nay về sau, đệ sẽ là trưởng giáo mới của đạo môn chúng ta. Lý Trạch Vũ sao có thể không đoán được bọn họ đang nghĩ gì, vội vàng từ chối. Sư huynh, đừng nói đùa, đệ tự do tự tại quen rồi, không chịu nổi sự trói buộc như thế đâu. Nói xong, hắn không cho mấy người bọn họ cơ hội thuyết phục nữa, thân hình chợt lóe liền rời khỏi đại điện chân võ. Sư đệ, đạo sĩ Vân Trung kêu lên nhưng không có ai đáp lại. Đạo sĩ Thanh Phong hối hận nói, dù sao sư tổ vẫn còn quá trẻ. Vị trí trưởng giáo đạo môn này đủ để cho vô số người tranh giành vỡ đầu, cho dù lúc trước khi ông ấy ngồi lên vị trí này cũng tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên, Lý Trạch Vũ thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới. Mặc dù sư đệ còn trẻ nhưng bản lĩnh coi tiền bạc như cặn bã, xem quyền lực không là gì này thì không phải người nào cũng có thể so sánh cùng. Đạo sĩ Vân Trung khen ngợi từ tận đáy lòng. Đạo sĩ Thanh Phong và đạo sĩ Bạch Vũ im lặng gật đầu, đồng ý với câu nói này. Trong khi đó, ngay khi Lý Trạch Vũ rời khỏi đại điện chân võ, trở về nơi ở của mình thì hắn phát hiện Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đang rất bận rộn. Bận rộn phục vụ ba người phụ nữ, cung nữ hiệp uống chút coca đi, cô tề ăn chút trái cây đi. Thánh nữ Bạch, xin mời uống trà. Ba cô gái cung nghe thường, Tề Tiên Nhi cùng với Bạch Tố Y đang tụ tập lại với nhau. Người ta nói rằng ba người phụ nữ thành một cái chợ, chưa kể còn là ba người phụ nữ siêu đẹp nữa. Ngay khi Lý Trạch Vũ đi vào, hắn liền cảm nhận được một bầu không khí vi diệu. Lý Thiếu Hiệp đã trở lại. Cung Nghê Thường đứng dậy chào hỏi, dáng vẻ tiểu thư khuê các. Lý Trạch Vũ, sư thúc tổi, Tề Tiên Nhi và Bạch Tố Y cũng lần lượt đứng dậy. Thiếu gia, người đã trở lại. Thiếu gia, chúng ta còn có một số việc quan trọng, chúng ta đi trước. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong gần như bỏ chạy. Lý Trạch Vũ không khỏi cau mày nói. Ba người các cô có chuyện gì sao? Ba cô gái, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai có ý định lên tiếng trước, dường như tất cả đều muốn đợi hai người kia rời đi rồi mới thương lượng riêng với Lý Trạch Vũ. Cô nói trước đi. Lý Trạch Vũ chỉ vào Tề Tiên Nhi. Tề Tiên Nhi có chút không phục, nói, tại sao tôi phải nói trước? Vậy cô nói trước đi. Lý Trạch Vũ lại chỉ vào Bạch Tố Y. Tôi không nói đâu, để bọn họ nói trước. Bạch Tố Y trực tiếp từ chối. Lông mày Lý Trạch Vũ nhíu chặt hơn, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người cung Nghê Thường, khóe miệng hắn nở nụ cười khổ, hiển nhiên không định lên tiếng trước. Muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Để lại một câu, Lý Trạch Vũ xoay người chuẩn bị rời đi. Ai, anh quay lại đây. Lý Thiếu Hiệp. Sư thúc tổ. Ba cô gái lập tức lo lắng. Lý Trạch Vũ quay lưng lại với mấy người họ, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ông đây còn không xử lý được sao? Khụ khụ. Suy nghĩ xoay chuyển, Lý Trạch Vũ quay đầu lại nói, tôi chỉ cho các cô 2 phút, không nói thì tôi đi. Tôi sẽ nói trước. Tề Tiên Nhi phủ đầu nói, danh sách người tham gia Đại hội Võ Lâm ngày mai đã báo lên rồi, sư phụ tôi muốn biết kế hoạch cụ thể của anh thế nào. Cô đừng lo chuyện này, tôi có sắp xếp riêng. Nhưng mà, không nhưng mà. Lý Trạch Vũ ngang ngược ngắt lời. Dù sao những gì tôi hứa với cô cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe thấy lời hứa bảo đảm của hắn, Tề Tiên Nhi không còn gì để nói. Sư thúc tổ. Bạch Tố Y đi theo nói, có rất nhiều nữ đệ tử của các môn phái khác ngưỡng mộ sư thúc tổ, bọn họ đều muốn chuyển sang Tiêu Diêu Cung của chúng ta, chuyện này nên xử lý như thế nào? Cô nghĩ nên làm thế nào? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại. Ý của tôi là nhận hết. Như vậy Tiêu Diêu Cung chúng ta lại có thể lớn mạnh hơn không y ti? Bạch Tố Y nói ra suy nghĩ của mình. Không được, một người cũng không thể nhận. Mặc dù những người phụ nữ đó là người hâm mộ của hẳn nhưng Lý Trạch Vũ vẫn nhẫn tâm từ chối. Sau khi những người đó gia nhập Tiêu Diêu Cung, người của các môn phái khác sẽ nghĩ rằng Tiêu Diêu Cung đang đào góc tường, thế thì họ sẽ không hài lòng, và Tiêu Diêu Cung sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.
Ngoài ra, những người phụ nữ đó có thể phản bội sư môn của họ hôm nay vì ngưỡng mộ Lý Trạch Vũ hắn thì ngày mai họ có thể phản bội Tiêu Diêu Cung vì ngưỡng mộ Trương Quân Bảo. Cỏ đầu tường thì nhận có ích gì? Cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Đệ tử đã hiểu. Bạch Tố Y bừng tỉnh đại ngộ, đồng ý thấy lời Lý Trạch Vũ nói rất hợp lý. Cuối cùng, chỉ còn lại Cung Nghê Thường. Lý Trạch Vũ nhẹ giọng hỏi, cô Cung, đến lượt cô. Cung Nghê Thường lần lượt liếc nhìn Tê Tiên Nhi và Bạch Tố Y, mỉm cười nói, cô Tề, Thánh Nữ Bạch, tôi có chuyện muốn nói riêng với Lý Thiếu Hiệp, nhờ hai người các cô tránh đi một chút. Mặc dù Tề Tiên Nhi và Bạch Tố Y rất không tình nguyện nhưng chỉ có thể đồng ý để không bị mất phong thái. Hừ, hừ, khi hai cô gái rời đi, tất cả đều nặng nề, hừ, một tiếng, không biết là đang, hừ Lý Trạch Vũ hay Cung Nghê Thường. Bây giờ cô Cung có thể nói rồi đúng không? Trong lòng Lý Trạch Vũ tò mò, cô gái này có gì muốn nói mà cứ nhất định phải tự nói cho hắn biết đây. Lý Thiếu Hiệp, tôi có đẹp không? Điều đầu tiên Cung Nghê Thường nói chính là hỏi câu này. Mặc dù Lý Trạch Vũ cảm thấy ù ù cạc cạc rất khó hiểu nhưng hắn vẫn gật đầu theo bản năng. Ừm, rất đẹp. Người đẹp số một trong võ lâm, Cung Nghê Thường rõ ràng là danh bất hư truyền rồi, hơn nữa vẻ đẹp của cô ấy đủ để khiến hầu hết đàn ông trên đời này phải phát cuồng. Thậm chí Lý Trạch Vũ còn nghĩ rằng nếu là trước đây, khi hắn nhìn thấy Cung Nghê Thường thì cho dù thế nào cũng phải chinh phục được cô gái này. Lý Thiếu Hiệp, nếu tiểu nữ nguyện ý song túc song phi cùng anh, không biết anh có nguyện ý không? Song túc song phi, phép ẩn dụ ý chỉ tình yêu giữa hai người không thể tách rời giống như đôi chim cùng ở bên nhau. Lời nói của Cung Nghê Thường đầy ý khiêu khích và trêu chọc. Lý Trạch Vũ có hơi mất tập trung, trên mặt lại nhíu mày. Người đẹp số một trong võ lâm cũng không biết xấu hổ như vậy à? Nghe vậy, trong mắt Cung Nghê Thường lóe lên một tia tức giận, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Chẳng lẽ Lý Thiếu Hiệp cho rằng tiểu nữ là một cô gái tùy tiện ư? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Trạch Vũ giễu cợt, chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, vậy mà cô lại nói với tôi lời trần trụi như vậy, nói cô không biết xấu hổ còn nói sai à? Cung Nghê Thường cau mày nói, Lý Thiếu Hiệp hiểu lầm rồi, tiểu nữ có điều kiện nữa. Ông đây lại đoán không được cô có điều kiện sao? Lý Trạch Vũ giễu cợt trong lòng. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, Cung Nghê Thường không ngần ngại hy sinh nhan sắc để quyến rũ hắn thì có 8-9% là muốn hắn xông vào thiên quan. Quả nhiên, Lý Thiếu Hiệp, nếu anh nguyện ý đến đảo thiên đường của tôi, đột phá thiên quan, cho dù anh có thành hay không thì tiểu nữ vẫn là người của anh. Mặc dù trong lòng Cung Nghê Thường có chút không vui nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn nói ra điều kiện của mình. Cô ấy tin tưởng chắc chắn Lý Trạch Vũ sẽ không từ chối mình. Cô Cung, chúng ta không có thù hằn đúng không? Lý Trạch Vũ nghiêm mặt. Cung Nghê Thường sững sờ một lát, nói, Lý Thiếu Hiệp đã nói, hôm nay chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, làm sao có thể có thù hận? Đã không oán không cừu, sao cô lại muốn hại ông đây? Lý Trạch Vũ lạnh lùng chất vấn. Tại sao Lý Thiếu Hiệp lại nói như vậy? Vẻ mặt Cung Nghê Thường đầy vẻ nghỉ hoặc. Lý Trạch Vũ khịt mũi nói. Chưa từng có ai đột phá thành công, cái giá của thất bại chính là cái chết, cô thuyết phục tôi đột phá thiên quan thì khác gì đang làm hại tôi. Nghiêm túc mà nói, bây giờ hắn càng ngày càng ghét người phụ nữ này. Nếu không phải vì muốn duy trì phong thái của một quý ông, hắn đã muốn bước lên phía trước cho Cung Nghê Thường vài cái tát. Ha ha ha, Cung Nghê Thường đột nhiên bật cười. Lý Trạch Vũ nhíu mày, không vui nói, cô cười cái rắm. Tôi cười nhạo sự thiếu hiểu biết của Lý Thiếu Hiệp. Cung Nghê Thường nói, ai bảo anh không có ai đột phá thành công? Ai nói cái giá của thất bại sẽ là cái chết? Tiểu đệ tôi nói. Lý Quân Diệp trợn tròn mắt, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải sao? Xin hỏi tiểu đệ Lý Thiếu Hiệp là ai? Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh. Không ngờ Mộc Hằng Sinh lại là thuộc hạ của Lý Thiếu Hiệp, tiểu nữ khâm phục. Lời này của Cung Nghê Thường không phải là nịnh nọt mà là xuất phát từ đáy lòng. Dù sao Mộc Hằng Sinh vẫn có địa vị nhất định trên giang hồ, lão ta khuất phục Lý Trạch Vũ cũng đủ để chứng minh khả năng phi thường của hắn. Cô đừng hòng nói tiểu đệ của tôi dám nói dối tôi. Lý Trạch Vũ nhún nhún vai. Mộc Hằng Sinh không nói dối anh, chỉ là ông ta không nói rõ với anh. Cung Nghê Thường cẩn thận nói, cái giá của việc thất bại trong việc đột phá thiên quan là cái chết, đây chỉ là dành cho người ngoài mà thôi, không bao giờ xảy ra đối với đảo thiên đường của chúng tôi. Ồ. Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.
Mỗi một cửa ải trong thập đại thiên quan đều có bảo vật khác nhau, người vượt ải thành công mới có thể mang đi. Nhưng càng đi xa, sẽ càng khó khăn, bảo vật sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến đây, Cung Nghê Thường tự hào bổ sung, chúng tôi đã nghiên cứu thiên quan trên đảo Thiên Đường mấy chục năm rồi, đã nghĩ đến cách xử trí khi đột phá không thành công, cho nên cho dù Lý Thiếu Hiệp không đột phá thành công cũng đừng lo lắng an toàn tính mạng. Lý Trạch Vũ rên rỉ hỏi, tại sao cô lại muốn thuyết phục ta đột phá thiên quan, chỉ vì tôi mạnh mẽ à? Đó chỉ là một chuyện, còn có một lý do khác. Vừa nói, Cung Nghê Thường vừa tiến về phía Lý Trạch Vũ vài bước, kiễng chân ghé vào tai Lý Trạch Vũ nhỏ giọng nói, bởi vì Lý Thiếu Hiệp biết Ngự Long thần công. Trong phút chốc, sắc mặt Lý Trạch Vũ đột nhiên thay đổi. Dựa theo những gì đạo sĩ Vân Trung nói, người trong giang hồ chỉ nghe nói đến tên của Ngự Long thần công, đến nay vẫn không có ai nhìn thấy nó cả. Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt đã nhìn thấu tuyệt kỹ của hắn. Làm sao cô biết? Trong mắt Lý Trạch Vũ lóe lên một chút sát khí. Hắn hiểu rất rõ đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đó. Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội. Ngự Long thần công là một cám dỗ lớn đối với mỗi võ giả, và một khi ai đó biết rằng hắn có thể điều khiển Ngự Long thần công thì tương lai sau này hắn khó có thể bình yên được nữa. Cung Nghê Thường có thể rõ ràng cảm giác được mình bị một sát ý vô hình khóa chặt, cô ấy biết nếu không đưa ra lời giải thích hợp lý thì có lẽ hôm nay cô ấy không thể ra khỏi cánh cửa này. Cũng chỉ là trùng hợp khi tiểu nữ có thể nhận ra công pháp của Lý Thiếu Hiệp cũng không phải lo tiểu nữ tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu. Cung Nghê Thường giả vờ bình tĩnh rồi nói thêm, dù sao thì cho dù tôi có nói ra, làm sao người khác có thể dễ dàng tin được. Những người khác sẽ tin. Ý định giết chóc trên người Lý Trạch Vũ không hề giảm, với thực lực mạnh mẽ như vậy ở độ tuổi trẻ như thế, nếu lan truyền chuyện đó trên giang hồ thì sẽ không có ai không tin. Nghe vậy, trong lòng Cung Nghê Thường thở dài. Tôi hy vọng cô vẫn có thể đưa ra một lý do để tôi tin, nếu không. Lý Trạch Vũ cười lạnh một tiếng, uy hiếp không thèm che giấu. Lý Thiếu Hiệp, đảo Thiên Đường chúng tôi không có thù oán với anh. Hô hấp của Cung Nghê Thường dần dần không đều. Cô ấy thầm hối hận vì lẽ ra mình không nên nói nhiều như vậy nhưng bây giờ đã quá muộn để hối hận. Tôi có thể tin tưởng cô nhưng cô phải ăn cái này. Vừa nói, Lý Trạch Vũ vừa lấy ra một viên thuốc từ trong ngực. Cung Nghê Thường không cần phải đoán cũng biết viên thuốc này là công cụ được đối phương dùng để khống chế bản thân, cô ấy không khỏi sợ hãi lùi lại mấy bước. Hoặc cho tôi một lời giải thích hợp lý, hoặc ăn cái này, hoặc tôi sẽ giết cô. Giọng điệu của Lý Trạch Vũ thở ơ. Hắn không hề có ý đùa giỡn chút nào. Sau khi do dự một lúc, Cung Nghê Thường không dám đưa ra lựa chọn. Lý Trạch Vũ hơi không kiên nhẫn, vèo một tiếng vọt tới, trong lúc Cung Nghê Thường còn chưa kịp phản ứng đã ấn lên trên người cô ấy. A, buông tôi ra. Cung Nghê Thường muốn phản kháng nhưng cô ấy không có khả năng làm như vậy. Lý Trạch Vũ từ phía sau đè lên thân thể mềm mại của Cung Nghê Thường, vươn tay vào miệng đối phương, trực tiếp nhét viên thuốc vào. Trong mắt Cung Nghê Thường lóe lên một chút hoảng sợ, anh cho tôi ăn cái gì? Lý Trạch Vũ cười nói, không quan trọng là cái gì, cái quan trọng là sau này cô phải tìm tôi để lấy thuốc giải mỗi tháng. Sắc mặt Cung Nghê Thường trầm xuống, cô ấy đoán viên thuốc này là do Lý Trạch Vũ dùng để khống chế cô ấy. Anh là đồ hèn hại, nếu cô dám mắng lần nữa, tháng này sẽ không có thuốc giải. Vốn dĩ Lý Trạch Vũ định trực tiếp giết chết người phụ nữ này nhưng sau khi suy nghĩ thì hắn quyết định tìm hiểu bí mật của đối phương trước. Ngự Long thần công thật sự xuất phát từ thập đại thiên quan của đảo Thiên Đường. Nếu Cung Nghê Thường không nói dối, chẳng phải có nghĩa là có người thật sự thành công đột phá mỗi ải, bảo vật trong thiên quan đều là bảo vật kinh thiên động địa đó. Nếu cô dám nói dối tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Trạch Vũ không thể ngồi yên. Cung Nghê Thường cam đoan. Tiểu nữ đương nhiên không nói dối Lý Thiếu Hiệp. Thập đại thiên quan đúng không, ông đây sẽ đi. Lý Trạch Vũ đưa ra một lời hứa. Cung Nghê Thường lập tức vui mừng khôn xiết nói, tiểu nữ đợi Lý Thiếu Hiệp ở đảo Thiên Đường. Nói xong, cô ấy ngượng ngùng rút lui. Mẹ nó, thật sự coi ông đây là trẻ con 3 tuổi à? Khóe miệng Lý Trạch Vũ nở một nụ cười danh mãnh. Mặc dù hắn không biết tại sao Cung Nghê Thường biết được Ngự Long thần công mà hắn tu luyện nhưng hắn chắc chắn rằng Ngự Long thần công không phải xuất phát từ thập đại thiên quan. Cô gái này tốn sức muốn lừa hắn đến đảo Thiên Đường nhất định phải có chuyện khác. Nghĩ đến đây,
hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Thiếu gia, chị Phượng, giúp tôi thu thập tất cả thông tin liên quan đến đảo Thiên Đường. Vâng, điện thoại cúp máy, Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, chìm vào trầm tư. Mặc dù đảo Thiên Đường chỉ là một thế lực nhỏ nhưng nó có thể nổi tiếng võ lâm có lẽ là vì thập đại thiên quan. Nhưng theo hắn, đảo Thiên Đường này không hề bình thường. Ngày hôm sau, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Người của các phe phái lớn tập trung ở không gian mở bên ngoài đại điện chân võ tạo thành một vòng tròn có đường kính hơn 10 mét. Những người có địa vị đều ngồi, đệ tử bình thường chỉ có thể đứng. Vị trí của Lý Trạch Vũ được bố trí bên cạnh đạo sĩ Thanh Phong, đủ để thể hiện sự tôn trọng với thân phận của hắn. Đại hội võ lâm là một cuộc thi giữa các đệ tử của các môn phái khác nhau, môn phái giành được vị trí đầu tiên sẽ trở nên nổi tiếng, thu hút những người khác đến với môn phái để bái sư, mở rộng thế lực của môn phái. Tuy nhiên, có một quy tắc là người tham gia phải dưới 50 tuổi. Nếu không giới hạn độ tuổi, trưởng môn, trưởng lão và túc lão của mỗi phái đều có thể đến cuộc thi. Quyền cước không có mắt, nhỡ đâu có trưởng môn của môn phái nào bị các cao thủ khác giết chết thì rất có khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu giữa hai môn phái lớn, như vậy võ lâm sẽ không yên ổn. Lần này có hơn chục môn phái lớn nhỏ tham gia đại hội võ lâm. Đạo môn đã cử trưởng lão Huyền Tâm làm trọng tài. Sau khi đọc bản thảo hơn nửa giờ, đại hội võ lâm chính thức bắt đầu. Bây giờ tôi mời thí sinh đầu tiên ra sân, Mạc Hữu Đức phái điểm thương. Giọng nói của Huyền Tâm trầm xuống. Vèo. Một người đàn ông để râu quai nón bước ra khỏi đám đông đi đến trung tâm, chắp tay thi lễ với mọi người, lớn tiếng nói, Mạc Hữu Đức của phái điểm thương, xin chỉ giáo. Xin mời một thí sinh khác ra sân, Trương Bách Khâm đạo môn. Lời nói của Huyền Tâm đã dứt nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Trương Bách Khâm. Xin mời một thí sinh khác ra sân, Trương Bách Khâm đạo môn. Huyền Tâm lại hô một tiếng. Đạo sĩ Thanh Phong nhíu mày, trên mặt còn có chút tức giận, tên khốn kiếp kia đi đâu vậy? Bẩm trưởng giáo, chiều hôm qua tôi không gặp thiếu gia. Một trong những tiểu đệ của Trương Bách Khâm trả lời. Chiều hôm qua, đạo sĩ Thanh Phong dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Lập tức nhìn sang bên cạnh Lý Trạch Vũ, thấp giọng rụt rè nói, sư tổ, ngài có biết thằng con trai không nên thân của tôi đã đi đâu không? Bịch, Lý Trạch Vũ vỗ trán sau đó mới nhớ ra Trương Bách Khâm đang đi làm việc cho mình. Cùng lúc đó, trong phòng bếp của đạo môn, hai mắt Trương Bách Khâm nhắm rồi lại mở ra, dưới mắt có hai quầng thâm lớn, tay vẫn đang không ngừng nhào bột. Nhanh lên chút, làm xong 300 cái nữa là cậu có thể đi nghỉ rồi. Cậu Phú Quý thúc giục. Anh cầu, anh có thể để em nợ trước nhé, em dậy rồi làm tiếp được không? Trương Bách Khâm đã làm đầy đủ 2.700 chiếc bánh bao hấp, giờ cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi rồi. Cầu Phú Quý lắc đầu và từ chối, tiểu Trương à, không phải anh cầu không nói nhân tình, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của thiếu gia chúng ta, nếu tôi thả cho cậu, lỡ như thiếu gia tìm tôi để hỏi tội thì sao? Hay! Trương Bách Khâm muốn khóc. Cạch! Đúng lúc này, vật tương vong đẩy cửa vào. Chỉ vào Trương Bách Khâm nói, đi với tôi, cậu đi thi đấu trước, sau khi đánh xong lại tiếp tục làm bánh bao hấp. Một lát sau, Trương Bách Khâm bơ phờ cuối cùng cũng đến. Ba bai, đạo sĩ Thanh Phong bước lên phía trước, nhấp vào hai cái miệng to, đồng thời khiển trách gay gắt, mày chết chỗ nào thế? Không biết hôm nay phải tỉ võ sêu. Cha, con cái gì mà còn không mai đi đấu võ đi. Trương Bách Khâm càng thêm uất ức nhưng để không tiếp tục bị tát, anh ta chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi của mình đến trung tâm đám đông. Hai bên lập tức phát động một trận chiến khốc liệt. Thực lực của Mạc Hữu Đức và Trương Bách Khâm sàn sàn nhau nhưng người sau quá buồn ngủ, cuối cùng anh ta chỉ có thể bại trận đầy tiếc nuối. Đạo sĩ Thanh Phong rất tức giận, với tư cách là người chủ trì đại hội võ lâm này mà con trai ông ấy là người thua đầu tiên, ông ấy chỉ cảm giác thể diện của mình và mặt mũi của đạo môn đều bị mất hết rồi. Bình thường bảo mày luyện tập chăm chỉ mày không nghe, tao không đánh chết mày. Cha nghe con giải thích. Trương Bách Khâm muốn ngụy biện nhưng đạo sĩ Thanh Phong hoàn toàn không cho anh ta cơ hội. Lúc này, Lý Trạch Vũ đứng lên, Thanh Phong, cho tôi một thể diện, tha cho cậu ta một lần đi. Vâng, sư tổ. Đạo sĩ Thanh Phong chỉ có thể kìm nén cơn giận mà dừng tay nhưng vẫn không nhịn được mà mắng, nếu hôm nay không phải có sự can thiệp của Trạch Vũ sư tổ thì tao cũng không đánh chết mày mới lại. Tạ ơn Trạch Vũ sư tổi. Trương Bách Khâm không ngờ Lý Trạch Vũ lại cầu thay cho mình, lập tức cảm động đến rơi nước mắt.
Lý Trạch Vũ vỗ vỗ vai anh ta, nghiêm túc nói, ngoan, đừng khóc, nếu sau này gặp khó khăn gì thì sẽ đến nói với sư tổ, chỉ cần sư tổ có thể giúp đỡ, nhất định sẽ không từ chối. Hu hu hu, tạ ơn sư tổ. Trương Bách Khâm càng thêm xúc động. Mỗi môn phái có 2 danh ngạch dự thi, phía đạo môn vẫn còn 1 đệ tử có thể tiếp tục thử thách. Tiếp đây xin mời đệ tử đạo môn. Ách, Huyền Tâm nhìn danh sách trong tay, sững sờ rồi mới nói tiếp, xin mời Lý Trạch Vũ ra sân. Lý Trạch Vũ, tên này không phải là người của Tiêu Diêu Cung sao? Sao lại có thể đại biểu đạo môn dự thi được? Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để giới thiệu với quý vị. Đạo sĩ Thanh Phong chắp tay về phía mọi người sau đó chỉ vào Lý Trạch Vũ bên cạnh, lớn tiếng giới thiệu, Lý Thiếu Hiệp này thật ra là sư tổ của đạo môn chúng tôi. À, Lý Trạch Vũ là sư tổ của đạo môn. Hắn là sư tổ của Tiêu Diêu Cung, sao hắn lại trở thành sư tổ của đạo môn nữa ồ? Chẳng trách hắn có thể ngồi bên cạnh trưởng giáo Thanh Phong. Tất cả mọi người đều chết lặng. Bạch Tố Y bước nhanh đến bên cạnh Lý Trạch Vũ, cúi đầu hỏi, sư tổ, có chuyện gì vậy? Sao anh lại trở thành sư tổ của đạo môn rồi? Tôi là sư tổ của cô, đồng thời là sư tổ của đạo môn. À đúng rồi, tôi đoán tôi còn là sư tổ của Thiền Lâm Tự nữa. Để lại một câu đó, Lý Trạch Vũ sải bước đến trung tâm, nhìn Mạc Hữu Đức đang uể oải không phấn chấn kia. Cậu đầu hàng hay là nhận thua đây? Sự việc xảy ra khác thường, chắc chắn có điều kỳ lạ. Những nhân sĩ giang hồ này vẫn quá đơn thuần. Bọn họ cũng nhìn ra được Lý Trạch Vũ lấy được hạng nhất là chuyện ván đã đóng thuyền, lẽ nào nhà cái sẽ không nhìn ra. Tiền người ta nhiều không có chỗ tiêu, cố ý chạy tới làm từ thiện. Phát tài rồi, phát tài rồi. Vật tương vong kích động không thôi. Lần này người đặt cược tới hơn 200, số tiền đặt cược cao hơn 3 tỷ. Cẩu phú quý, tương vong, bỗng nhiên tôi nghĩ đến một ý tưởng phát tài. Vật tương vong. Cậu xem thử, nếu như chúng ta mang theo cậu chủ đi khắp thế giới thì đánh võ, thắng thua đều là chúng ta khống chế, cậu nói xem có phải phát tài không? Cậu phú quý càng nói càng hưng phấn. Vận tương vong giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, phú quý, vẫn phải nhờ cậu. Loại chuyện xem cậu chủ như công cụ kiếm tiền này cậu cũng dám nghĩ, không sợ chết hay sao? À, cậu phú quý nhanh chóng khép miệng lại. Bên kia, Lý Trạch Vũ ăn như gió cuốn cho đến khi gần no. Sau khi ăn uống no nên thì hút một điếu thuốc. Sư Thái Diệt Tình mang theo Tề Tiên Nhi đi tới. Lý Thiếu Hiệp, ăn xong rồi à? Sư Thái Diệt Tình hiếm khi khách khí với người a. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, Sư Thái có việc. Sư Thái Diệt Tình ngượng ngùng cười nói, buổi chiều là trận chung kết rồi, đối thủ của Tiên Nhi là Đường Hồng Tuyết phái Tuyết Sơn, bản lĩnh của cô gái nhỏ kia. Tôi đã thấy rồi, có lẽ Tiên Nhi. Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời, Sư Thái đừng lo lắng. Im lặng chờ tin tốt lành là được. Thấy hắn tự tin như thế, Sư Thái Diệt Tình cũng không nói gì thêm nữa. 2 giờ chiều, trận chung kết đại hội võ đạo bắt đầu. Huyền Tâm lại tiến lên nói nhảm hơn nửa tiếng. Bên dưới cho mời Thích Tín Vĩnh của Thiền Lâm Tự ra sân. A-di-đà Phật, Thích Tín Vĩnh bước 28 bước về phía sân đấu võ. Mời Lý Trạch Vũ của đạo môn ra sân. Huyền Tâm mở miệng lần nữa. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thích Tín Vĩnh với ánh mắt đồng tình. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Lý Trạch Vũ đi tới trước mặt Thích Tín Vĩnh, đang muốn mở miệng. A-di-đà Phật, bần tăng nhận thua. Thích Tín Vĩnh tranh nhận thua trước, chẳng những không thấy mất mát, hơn nữa dáng vẻ trông giống như rất vui. Đầu óc hòa thượng này bị chập mạch rồi, nhận thua còn vui vẻ như vậy. Thiền Lâm Tự các người sao vậy? A-di-đà Phật, người xuất gia chúng ta tứ đại giai không? Dùng võ kết bạn, không quan tâm việc thắng hay thua. Ông nói dóc, một đệ tử phái Hoa Sơn chỉ vào tên hòa thượng phía trước nói, con lừa chọc Thích Tín Vĩnh kia mua 5 triệu Lý Thiếu Hiệp đoạt giải quán quân. Cho nên ông ta mới có thể tranh thủ vui vẻ. À cái này, A-di-đà Phật, hòa thượng phía trước trong chốc lát ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Trên sân đấu võ, Lý Trạch Vũ lắc đầu cười khổ, thầm cảm thán vô địch cô độc cỡ nào. Ra sân ngay sau đó chính là cung Nghê Thường giao đấu với Hồng Lượng phái Côn Luân. Nhân lúc này, Lý Trạch Vũ bình tĩnh đi tới bên cạnh trưởng môn Tống Thành Công phái Tuyết Sơn. Lý Thiếu Hiệp, Tống Thành Công kích động ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Trạch Vũ sẽ tìm đến mình. Khụ khụ, cái gì đó, tôi có mấy lời muốn nói riêng với Tống trưởng môn, không biết Tống trưởng môn có rảnh không? Có, chắc chắn phải có, mời Lý Thiếu Hiệp sang bên này.
Tống Thành Công làm một tư thế mời. Một lát sau, hai người xuyên qua đám đông đi vào một sân nhỏ âm u tĩnh mịch. Lý Trạch Vũ lấy ra một điếu thuốc lá cho Tống Thành Công, lại tự mình đốt cho ông ta. Điều này khiến Tống Thành Công được yêu thương mà kính sợ. Dù sao trong võ lâm người mạnh là vua, thực lực của Lý Trạch Vũ còn ở đó, bình thường mà nói chỉ có phần ông ta lấy lòng người ta. Tống trưởng môn, từ đấy lòng tôi cảm thấy hai ta mới quen đã thân. Chi kỷ, Tống Thành Công vội hùa theo, tôi cũng có loại cảm giác này. Thật à, Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, nếu đã như vậy, không bằng hôm nay chúng ta chém đầu gà, đối giấy vàng, kết làm anh em khác họ thế nào? Lý Thiếu Hiệp nói thật chứ? Vẻ mặt Tống Thành Công không thể tin nổi. Ông ta đang nghĩ nên giữ gìn mối quan hệ với Lý Trạch Vũ thế nào, không ngờ bỗng nhiên người ta tìm ông ta kết bái. Cảm giác này giống như ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối tới, cực kỳ dễ chịu. Nếu như Tống trưởng môn ghét bỏ tại hạ thì xem như chưa nói vậy. Dáng vẻ Lý Trạch Vũ khổ sở. Tống Thành Công vỗ vai hắn, kích động nói, chú em Lý nói gì vậy, em xem trọng anh Tống là phúc của anh Tống, sao anh Tống có thể ghét bỏ chứ? Đã như vậy thì em xem như là thật nhé. Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói, sau này chúng ta chính là anh em, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Cũng là chuyện của anh Tống, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, Tống Thành Công thề son sắt bảo đảm nói. Lý Trạch Vũ lấy một tờ chỉ phiếu từ trên người ra rồi đưa tới trước mặt Tống Thành Công nói, anh Tống, trong tấm thẻ này có 100 triệu, là chú em mời anh uống trà. 100 triệu. Tống Thành Công nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù trưởng môn phái Tuyết Sơn như ông ta không thiếu tiền, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở mức không thiếu, hoàn toàn không liên quan gì tới ba chữ kẻ có tiền. 100 triệu, ông ta sống hơn 50 năm còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Ai không được, không được. Tống Thành Công ngoài miệng nói không được, nhưng lại vội vàng nhận lấy thẻ ngân hàng nhét vào túi, giống như sợ đối phương đổi ý vậy. Chú em Lý, sau này em chính là em ruột của anh. Thế em có chuyện gì cần giúp một tay? Bộp bộp, Tống Thành Công vỗ ngực, xông pha khói lửa, không chối từ. Làm anh em là từ cái tâm. Làm anh em là từ cái tâm. Hai người một trước một sau hứa hẹn. Ha! Tống Thành Công nặng nề hút một hơi thuốc lá, chỉ cảm thấy mình gặp may. Không chỉ móc nối quan hệ với siêu cấp cường giả như Lý Trạch Vũ này, còn vô duyên vô cớ có được 100 triệu. Điều này khiến ông ta hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không? Anh Tống, em có một yêu cầu quá đáng. Chú em Lý nói như vậy anh mất hứng đó. Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong, Tống Thành Công đã ngắt lời. Cái gì gọi là yêu cầu quá đáng, làm anh em là từ cái tâm, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Ha ha, em thích tính cách sảng khoái này của anh Tống. Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái lên nói, chắc hẳn anh Tống cũng biết quan hệ giữa em và Tề Tiền Nhi kia không tâm thường, vậy. Đàn ông mà, anh hiểu chứ? Anh hiểu. Chú em có chuyện cứ nói đừng ngại. Tống Thành Công nở nụ cười. Lý Trạch Vũ gật đầu nói, là như vậy, không phải em đang theo đuổi Tề Tiên Nhi sao, nhưng cô ấy cho em một câu hỏi khó, muốn để em giúp cô ấy giành được hạng nhất đại hội võ đạo mới bằng lòng đi theo em. Nghe nói như thế, mắt Tống Thành Công không khỏi xoay chuyển. Có thể lên làm trưởng môn phái Tuyết Sơn, có thể thấy thân thủ và trí thông minh của ông ta cũng sẽ không kém. Dăm ba câu của Lý Trạch Vũ thì ông ta đã biết tâm tư đối phương rồi. Hơn nữa cũng đoán được tại sao đối phương vô duyên vô cớ kết giao với mình, còn sảng khoái cho 100 triệu. Đợi đã. Quán quân là Tề Tiên Nhi, vậy chẳng phải ai đánh cược cho Lý Trạch Vũ lúc trước đều sẽ thua sao? Thua thì thua vậy, dù sao cũng không phải mình thua. Chú em Lý yên tâm, đợi lát nữa cô Tề và sư muội anh đánh nhau, người thắng chắc chắn là cô Tề. Cung Nghê Thường thắng. Tề Tiên Nhi thắng. Cùng với Lý Trạch Vũ giành được vị trí đầu não, ba vị trí đầu của hội võ đạo lần này đã xuất hiện. Sau đó chính là tranh đoạt bảo tọa hạng nhất và hạng nhì. Để cho công bằng, ba người thắng sẽ tiến hành rút thăm quyết đấu. Tôi nhận thua. Huyền Tâm chưa nói xong, Cung Nghê Thường đã bày tỏ thái độ. Trong chốc lát, toàn trường trở nên yên tĩnh như chết. Tiểu nữ tử tự biết không phải đối thủ của Lý Thiếu Hiệp và Tê Cô Nương, cho nên quyết định nhận thua. Cung Nghê Thường lại nói. Mặc dù mọi người ở đây giật mình khiếp sợ nhưng không để kết quả này trong lòng. Chỉ có sư thái Diệt Tình kích động không thôi. Bây giờ chỉ còn lại hai người Lý Trạch Vũ và Tề Tiên Nhi, rốt cuộc không còn gì lo lắng nữa. Rời khỏi thì rời khỏi đi,
tranh thủ thời gian tiếp tục tranh tài. Đúng vậy, chúng tôi vẫn chờ Lý Thiếu Hiệp lấy giải quán quân đấy. Người đặt cược nhiệt tình tiến lên, có hơi không kịp chờ đợi. Tống Thành Công trong đám đông cười lạnh trong lòng. Còn muốn thắng tiền? Muốn cái rắm, một đám ngu ngốc. Sư huynh, vừa nấy vì sao huynh phải để ta cố ý thua đệ tử phái Nga Mi? Đường Hồng Tuyết bất mãn hỏi. Sư muội, đợi sau này sư huynh lại nói cho muội. Tống Thành Công trừng mắt nhìn, lập tức cúi đầu nói nhỏ bên tai Đường Hồng Tuyết, không phải muội muốn đi du lịch vòng quanh thế giới à? Sư huynh có tiền, đợi mấy ngày nữa sư huynh sẽ dẫn muội đi. Trong lúc nói chuyện không quên lặng lẽ sờ mộng người kia một cái. Sư huynh thật đáng ghét. Mặc dù Đường Hồng Tuyết đã hơn 40, nhưng dáng vẻ thướt tha vẫn còn, dáng vẻ xinh đẹp kia của bà ta vừa run lên xém chút đã khiến Tống Thành Công không nhịn được kéo bà ta qua nhào nặn. Bên kia, Lý Trạch Vũ và Tề Tiên Nhi cùng nhau bước vào sân thi đấu dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Tề cô nương, xin chỉ giáo. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt. Cho dù giả vờ cũng phải làm dáng tí, không thể để mình thua trực tiếp quá. Lý Thiếu Hiệp, mời. Tề Tiên Nhi phối hợp ăn ý, trong mắt đều là bóng hình Lý Trạch Vũ. Lý Thiếu Hiệp, một chiêu giải quyết cô ta. Lý Thiếu Hiệp, chúng tôi ủng hộ anh. Tề cô nương nhận thua đi, thua bởi Lý Thiếu Hiệp không mất mặt. Người xem cuộc chiến mở miệng thuyết phục. Trong lòng Bạch Tố Y cách đó không xa cảm thấy khó chịu, nhưng không nghĩ ra vì sao lại tức giận như vậy. Hình như thánh nữ rung động với sư thúc tổ. Ái ra, sư thúc tổ ưu tú như vậy, nếu hai ta trẻ hơn mười mấy 20 tuổi thì cũng không chống đỡ được trước sức quyến rũ của hắn. Hỏa Phượng và Thanh Phượng châu đầu ghé tai, trên sân đấu võ. Tôi đến đây, Lý Trạch Vũ cười tinh nghịch, dưới chân lập tức di chuyển, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tề Tiên Nhi. Keng, Tề Tiên Nhi giơ kiếm lên đón lấy. Đùng, Lý Trạch Vũ vừa vỗ một phát, trường kiếm trong tay Tề Tiên Nhi đã bị bắn ra. Kiếm không phải chơi như vậy. Nín thở ngưng thần, khí vận đan điền, ngưng tụ khí kình trong cơ thể mình dọc theo kinh mạch khắp nơi tại nơi lòng bàn tay. Trong nháy mắt Tề Tiên Nhi nhận ra Lý Trạch Vũ đang chỉ điểm cho mình, lập tức làm theo lời hắn nói. Hai người đánh nhau qua lại, đánh cho ra dáng. Kiếm chính là cô chính là kiếm, người kiếm hợp nhất. Nói như vậy quá sâu xa rồi, có lẽ cô sẽ không hiểu. Như vậy, cô tưởng tượng kiếm trong tay cũng không phải là vật chết, hãy xem nó như người bạn không thể thiếu của cô. Lý Trạch Vũ tiếp tục hướng dẫn. Tề Tiên Nhi cố gắng cảm nhận, bỗng nhiên đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng. Thật sự có thể, hình như tôi cảm nhận được sự cộng hưởng. Rất tốt, Lý Trạch Vũ khen thưởng một câu rồi nói tiếp, bây giờ ngưng tụ khí kình trong cơ thể ở trong lòng bàn tay, truyền cho người bạn không thể thiếu của cô. Được, Tề Tiên Nhi kích động không thôi. Mắt thấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta khẽ run, Lý Trạch Vũ lại nói, bây giờ xem tôi như kẻ thù của cô, giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung, cầm lấy người bạn của cô dốc hết sức chém tôi thành hai nửa. Á nghe vậy, Tề Tiên Nhi ngẩn người. Đừng nản chí, nhanh, Lý Trạch Vũ thúc giục. Tề Tiên Nhi chỉ có thể làm theo, nhưng mặc cho cô ta cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Lúc trước Lý Trạch Vũ nhổ tận gốc thập tuyên môn cô ta khống chế, khiến cô A xém chút bị vu giáo xử tử, cuối cùng chỉ có thể chán nản trở về phái Nga Mi. Lúc đó cô ta hận không thể chém Lý Trạch Vũ thành nghìn mảnh. Nhưng sau này các đại phái võ lâm muốn diệt trừ cô ta, lại là Lý Trạch Vũ lực áp quần hùng bảo vệ cô ta. Lúc đó cô ta không hận nữa, có lẽ cũng chính từ khi đó, bởi vì hận mà nảy sinh tình yêu. Đùng đùng, bỗng nhiên Lý Trạch Vũ vận trưởng một cách không thương hương tiếc ngọc, nhớ lại mùi vị này chưa? Anh, cảm nhận được bờ mông truyền đến cảm giác nóng bỏng, Tề Tiên Nhi vừa thẹn vừa giận. Anh cái gì anh, bốp bốp bốp, Lý Trạch Vũ nhận cơ hội lại chiếm hời. Lý Trạch Vũ, Tề Tiên Nhi nén giận quát to một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bay ra. Bạch, một đường kiếm khí vô hình đi ra từ trong trường kiếm. Một màn này lập tức khiến tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Sư muội vậy mà luyện được kiếm khí. Gương mặt Nico Tuệ Anh đầy sợ hãi nói. Thiên phú sư muội lại mạnh mẽ như thế. Kiếm khí, đây chính là cường giả cảnh giới võ thánh mới có thể cảm nhận được, nhưng thực lực Tề Tiên Nhi chỉ mới có cảnh giới đại thừa. Nét mặt sư thái diệt tình kích động, niềm hy vọng trào dâng trong lòng vô cùng mãnh liệt. Phái Nga Mi có thể có một đệ tử xuất sắc như Tề Tiên Nhi đây, sau này chắc chắn sẽ quật khởi lần nữa. Ây ra, lúc kiếm khí bén nhọn đánh tới, Lý Trạch Vũ giả vờ không có năng lực tránh thoát,
dưới tình thế cấp bách nhảy khỏi sân đấu võ. Người toàn trường trợn mắt há mồm. Lý Trạch Vũ nhảy khỏi sân đấu võ, cũng đại diện cho hắn đã thua. Mặc dù Huyền Tâm cũng không muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng sự thật chính là sự thật, làm trọng tài ông ấy cũng không thể thiên vị vì Lý Trạch Vũ đại biểu cho đạo môn được. Mẹ nó sao hắn có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giả vờ, chắc chắn là giả vờ. Người xem cuộc chiến không tiếp nhận được kết quả này, trong lúc nhất thời vô số ám khí như trứng thối, rau nát, cà chua đủ loại bay thẳng về phía Lý Trạch Vũ. Vèo vèo, dường như Lý Đại Đương gia đã sớm dự đoán được, thân hình lóe lên biến mất không còn thấy bóng dáng. Mẹ nó, đây chắc chắn là giả vờ, chúng ta tìm hai tên kia đòi lại tiền. Đúng, nhất định phải đòi lại tiền. Không trả lại tiền, đánh gãy hai chân của hắn. Hơn 200 võ lâm hào kiệt đặt cược đã tụ tập lại một chỗ, muốn tìm cẩu phú quý và vật tương vong đòi lại tiền. Nhưng mà đúng lúc này, băng băng văng, bỗng nhiên tiếng súng đỉnh tai nhức óc vang lên. Đám người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hai người đàn ông mỗi người ôm một cái súng máy. Thắng thua rất bình thường, ai không chơi nổi thì tiến lên trước một bước. Cẩu phú quý ngang ngược dí họng súng vào đám đông. Luận võ có trọng tài đó, nếu như theo các người nói hai anh em chúng tôi lừa đảo, vậy chẳng phải nói rõ chúng tôi thu mua trọng tài à? Vật tương vong trả đũa. Mẹ nó, ông đây chọc giận các người à? Khóe miệng Huyền Tâm hung hăng co rút mấy lần, hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia lại có thể kéo ông ấy xuống nước. Đừng thấy cẩu phú quý và vật tương vong trung thực chất phác, hai anh em này cũng không hạ người nhân từ nương tay. Có chơi có chịu, ai dám hách tiền của hắn thử? Chơi không chết mấy người. Đạo sĩ Thanh Phong mắt thấy tình thế càng nghiêm trọng, lúc này đứng dậy khuyên can mọi người, chư vị, mọi người tận mắt chứng kiến kết quả, không tồn tại sự che mắt nào cả. Tại sao không có sự giả dối nào? Lý Trạch Vũ là giả vờ thua bởi Tề Tiên Nhi. Trả tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. Đám người lòng đầy căm phẫn. Ai cũng không chú ý tới ngay khoảnh khắc đạo sĩ Thanh Phong đứng ra khuyên can, hai bóng người lén lút đục nước béo cỏ rời đi. Hai tên kia đâu? Chạy rồi. Mọi người mau đuổi theo. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng từ trên đạo môn bay nhanh rời đi. Thiếu gia, những tên kia có thể chạy tới Hoàng Thành đuổi theo giết anh không? Vật tương vong lo lắng. Cẩu phú quý khinh thường cười nói, bọn họ dám đi thử xem. Uầy, cũng đúng, vật tương vong gãi đầu một cái, cười ha ha, thông cảm bọn họ cũng không có lá gan đó. Tiền tất nhiên quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Trong lúc hai người nói chuyện thì bỗng phát hiện phương hướng máy bay bay đi khác thường, không phải tới Tuyên Thành cũng không phải về Hoàng Thành. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Cẩu phú quý hoài nghỉ hỏi. Dương Thành, Lý Trạch Vũ cũng không quay đầu lại đáp. Dương Thành, một câu lạc bộ cao cấp rất nổi tiếng. Tề Kiêu nằm trên giường tròn lớn mềm mại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Khóe miệng Tề Kiêu nhếch lên nụ cười gian xảo, vào đi. Két, một người phụ nữ ngoài 30 đẩy cửa vào, trên người mặc váy đen, cao gót màu đen, vớ cao màu đen. Da thịt người phụ nữ trắng nõn, gương mặt tinh xảo, phối hợp thêm bộ đồ màu đen toàn thân này có sức quyến rũ khó nói. Chỉ có điều người sáng suốt đều có thể nhìn ra được người phụ nữ rất căng. Thẳng, Liên Nhi, qua đây ngồi, Tề Kiêu vỗ giường bên cạnh. Người con của Trấn Nam Vương A Ni mắc phải hội chứng mạnh đức nghiêm trọng, thích vợ của người khác. Người phụ nữ phong hoa tuyệt đại trước mắt này chính là người vợ vừa mới cưới của thuộc hạ hắn ta. Tống Liên Nhi không hề bị lay động, căng thẳng đến mức móng tay cũng sắp cắm vào da thịt. Liên Nhi, em cũng không muốn tiểu hổ bị tôi điều đi trấn thủ biên cương. Chứ, Tề Kiêu cười gian một tiếng, vẻ uy hiếp không hề che đậy. Tống Liên Nhi run rẩy tiến lên, trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Nếu như chồng cô ta bị điều đến biên cương thì có nghĩa hai vợ chồng sẽ không thể gặp mặt dài lâu, hơn nữa trấn thủ biên cương rất nguy hiểm, rất có thể sẽ hy sinh. Lúc này Tề Kiêu tìm được cô ta nên có một màn bây giờ. Tề tướng quân, chỉ cần tôi đi theo anh thật sự sẽ buông tha anh hổ à? Khóe miệng Tống Liên Nhi giãn ra, Tề Kiêu xốc đệm chăn lên, cười khan, vậy phải xem biểu hiện của cô. Nghe vậy, Tống Liên Nhi cắn môi đỏ. Đến đây nào cục cưng. Tề Kiêu hơi không kiên nhẫn, cưỡng ép kéo Tống Liên Nhi đến bên cạnh. Ai oanh, đúng lúc này, cửa phòng bị người ta đá bay ra ngoài. Liên Nhi, Tề Kiêu, con mẹ nó anh, một người đàn ông vạm vỡ đầu đinh nhanh chóng lao đến.
Tống Liên Nhi cuống quyết tránh thoát khỏi Tề Kiêu, anh Hổ, anh bình tĩnh tí, chúng ta không đấu lại hắn ta. Tề Kiêu, ông đây cúc cung tận tụy cho phủ trấn Nam Vương các người, mẹ nó anh đối xử như vậy với ông. Trịnh Hổ đánh một quyền về phía Tề Kiêu. Vèo, đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa bay vào, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trịnh Hổ. Ầm ầm, người của Trịnh Hổ còn chưa tới gần bên giường, thân thể đã bay thẳng ra ngoài, đập ầm ầm trên vách tường. Anh Hổ Tống Liên Nhi muốn tiến lên thì bị Tề Kiêu nằm chặt tóc. Thả tôi ra, anh thả tôi ra. Tống Liên Nhi đỏ mắt cầu xin. Tề Kiêu vốn không để ý tới, mà từ trên cao nhìn xuống Trịnh Hổ giống như chó chết, khinh thường, ông đây chơi phụ nữ của mày là phúc của mày, không biết sống chết. Nói xong thì xé áo của Tống Liên Nhi. Không, Trịnh Hổ la hét đến mức tan nát cõi lòng, trong mắt gần như muốn phun lửa. Nhưng mà Tề Kiêu chẳng những không mềm lòng mà còn càng hưng phấn hơn. Nhưng ngay lúc hắn ta chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp. Bộp bộp bộp, hay, hay, hay. Thuộc hạ tướng sĩ chỉnh chiến cả đời, lập đại công hiển hách cho nhà họ Tề các người, kết quả lại rơi vào kết cục này. Không hổ là con của trấn Nam Vương. Mỉa mai, trêu đùa, quát mắng, trong lúc mơ hồ còn truyền đến tiếng nói tức giận. Lúc này Tề Kiêu dừng động tác trong tay lại, hai mắt híp lại. Câu lạc bộ này ít nhất có hơn trăm thuộc hạ của hắn ta. Dưới tình huống không có hắn ta cho phép, có thể nói một con ruồi cũng đừng hòng bay vào được. Về phần lúc Trịnh Hổ có thể xông vào, tất cả đều là một tay hắn ta sắp xếp, nếu không khoảnh khắc tên cai bước vào cửa đã là người chết rồi. Vừa nói xong, ba thanh niên một trước hai sau bước vào. Trong chốc lát, bỗng nhiên con người của Tề Kiêu co rụt lại, rất hiển nhiên, hắn ta đã nhận ra thân phận của người vừa tới. Lý Trạch Vũ. Trong kế hoạch của hắn ta, lúc này đối phương nên chết trong hội võ đạo mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào phía Lục Hồng thất thủ rồi? Ngay lúc Tề Kiêu đang suy nghĩ, Lý Trạch Vũ đã đi tới trước mặt hắn ta. Là tự mày đi theo tao, hay là tao đập gãy hai chân của mày, rồi mang mày đi? Giọng nói Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng lại rất ngang ngược. Tề Kiêu cười lạnh nói, cháu ngoan, mày nói chuyện như vậy với chú sao? Chỉ mày mà dám gọi ông đây là cháu ngoan. Đợi lát nữa tao sẽ đập gãy răng của mày. Lý Trạch Vũ nói thẳng. Tề Kiêu lập tức nhướng mày, cười mỉa, tao là bạn chí cốt của cha mày, lúc mày đầy tháng chú còn đi thăm mày đó, gọi mày một tiếng cháu ngoan có gì không ổn. Ồn ào, nếu như không phải muốn biết rõ một ít chuyện, hắn sẽ trực tiếp xử lý xúc sinh không biết liêm sỉ này. Bù! Thiếu gia, để tôi bắt tên vô sỉ kia lại cho. Cẩu Phú Quý di chuyển, thân hình lóe lên muốn đi bắt Tề Kiêu. Người đàn ông trước đó lập tức đặt Trịnh Hổ xuống, định ngăn cản nhưng lại bị một người khác chặn đường. Mày vội đâm đầu vào chỗ chết, vậy tao tiễn mày đi gặp Diêm Vương trước cho. Phật Tương Vong nhếch miệng cười, đồng thời giáng một cú đấm nặng nề xuống. Người đàn ông đã là cường giả cảnh giới tiểu thừa, nhưng đối diện quyền này vốn không hề có sức chống đỡ. Âm, phụt, Phật Tương Vong chỉ đánh một quyền tùy ý, người đàn ông đã chết ngay lập tức. Mà Cẩu Phú Quý lúc này đã đi tới bên cạnh Tề Kiêu, năm móng vuốt xòe ra muốn bắt lấy cổ họng tên kia. Bịch bịch, thân thủ Tề Kiêu không tầm thường, nhẹ nhàng tránh khỏi năm móng vuốt của Cẩu Phú Quý, đồng thời đâm một dao về phía huyệt thái dương người kia. Tốc độ vô cùng nhanh. Cẩu Phú Quý do khinh thường đã khiến mình lâm vào nguy hiểm, vội mở miệng cầu cứu, thiếu gia, nhanh. Tiếp sức. Mẹ, không có thực lực lại thích làm màu. Lý Trạch Vũ thật sự cạn lời. Trong chớp mắt, chân Lý Trạch Vũ đã di chuyển, chỉ trong nửa hơi thở mà hắn đã vọt đến bên cạnh Cẩu Phú Quý. Phanh! Con dao trong tay Tề Kiêu bị chặn lại, sau đó cơ thể bay lên và xoay vài vòng trên không trung. Phanh! Lý Trạch Vũ tùy ý đá hắn ta một cái. Phụt! Tề Kiêu ngã lộn ngược xuống đất, mấy cái xương sườn trước ngực bị gấy, phun ra một ngụm máu tươi. Anh Hổ Tống Liên Nhi lao về phía Trịnh Hổ. Trịnh Hổ thì lảo đảo đứng dậy. Mặc dù toàn thân bị thương nặng nhưng vẫn không chút do dự lao về phía Tề Kiêu. Có lẽ anh ta đã sớm quyết định, cho dù có chết cũng phải giết chết tên cặn bã Tề Kiêu này. Dừng tay! Phật Tương Vong cản Trịnh Hổ lại, các người đi đi. Tôi muốn giết nó. Trịnh Hổ điên cuồng gào lên. Hắn sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa liếc Trịnh Hổ, tôi thấy anh cũng nghĩa khí, nếu muốn thì có thể chuyển sang quân đoàn Hổ Khiếu ở Bắc Cương. Cảm ơn cậu, Trịnh Hổ xin thề, có chết cũng không quên. Trịnh Hổ không hề ngốc mà vô cùng thông minh.
Anh ta biết, nếu hôm nay đám người Lý Trạch Vũ không xuất hiện thì vợ chồng anh ta cũng không cần nghĩ đến hậu quả. Vì vậy, khi đối diện với lời mời chào của Lý Trạch Vũ, anh ta không chút do dự đồng ý. Xuất! Đột nhiên một ông lão giả xuất hiện, đi thẳng về phía Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ phản ứng rất nhanh, khi đối phương lao đến cơ trước mặt, hắn đã tung ra một cú đấm. Bang bang! Tiếng tay va chạm. Lý Trạch Vũ đứng yên tại chỗ mà không chút sức mẻ, trong khi tên kia thì lùi lại 4-5 bước. Ai mạnh ai yếu, mọi người đều rõ. Nhưng khi thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ có chút giật mình. Dù quyền vừa rồi hắn tung hơi vội nhưng vẫn dùng 5 phần công lực, vậy mà ông lão này không những không nổ chết, mà chỉ lùi 4-5 bước. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay thì người phía sau đã ôm Tề Kiêu xoay người bỏ chạy. Muốn trốn, Lý Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Lúc này, hành lang ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, tất cả đều là tử thị mà Tề Kiêu nuôi dưỡng. Giết hắn! Tề Kiêu ra lệnh chết. Phút phút! 7-80 người lũ lượt kéo đến. Trong những người này, người có thực lực thấp nhất cũng đạt cảnh giới tiểu thừa, ngoài ra thậm chí còn có 2-3 cường giả cảnh giới tông sư. Đối mặt với những người này, cho dù là cường giả cảnh giới võ thánh cũng không khó có thể bình an vô sự. Tiếc là bọn họ đụng phải Lý Trạch Vũ. AI tiếng rên rỉ lần lượt vang lên. Lý Trạch Vũ như hổ nhập vào bầy dê, sử dụng quyền cước đã xử lý hơn chục người chỉ trong giây lát. Cẩu Phú Quý và vật Tương Vong cũng muốn hỗ trợ nhưng thực lực của bọn họ không thể can thiệp. Tương Vong, chúng ta phải cố gắng. Nhất định phải nỗ lực. Hai người cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lý Trạch Vũ quá lớn. Nếu không nỗ lực nâng cao thực lực, sau này, có lẽ sẽ không đủ tư cách đi theo Lý Trạch Vũ. Máu tươi nhuộm đỏ áo kiểu tôn trung sơn của Lý Trạch Vũ. Lúc này, hắn tựa như đao phủ đến từ địa ngục, chỉ trong vòng 3-4 phút ngắn ngủn đã giết hết tất cả tử thị. Thiếu gia, tên kia chạy. Vật Tương Vong nói. Xoé chi. Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, hút thật mạnh rồi cười lạnh nói, hòa thượng có chạy cũng không thể trốn khỏi chùa. Thiếu gia, ý của ngài là. Đến Nam Cảng, phủ trấn Nam Vương. Lý Trạch Vũ xua tay, dẫn đầu rời đi, miệng vẫn ngậm thuốc lá. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cũng theo sát phía sau. Tống Liên Nhi đỡ Trịnh Hổ, hỏi, anh Hổ, chúng ta nên đi đâu? Đến Bắc Cương. Trịnh Hổ quyết tâm nói. Ngay cả Lý Trạch Vũ cũng không ngờ, hành động vô tình ngày hôm nay sẽ giúp hắn có một cấp dưới vừa có năng lực lại trung thành tuyệt đối, là người có đóng góp to lớn vì sự thống trị thế giới tương lai của hắn. Cùng lúc đó, một chiếc xe thương mại sang trọng đang phóng như bay trên đường cao tốc Dương Thành. Sắc mặt Tề Kiêu ngày càng âm trầm, cố nhịn đau hỏi, ông Thạch, sao tên nhãi kia lại mạnh như vậy? Ngay cả ông cũng không bắt được hắn. Phụt! Từ khóe miệng của Thạch Thiên tràn ra một vệt máu tươi. Thấy cảnh này, Tề Kiêu càng thêm kinh hãi. Trước đó hắn ta còn nghĩ Thạch Thiên bị Lý Trạch Vũ đánh bại, không ngờ hai người chỉ giao thủ một chiêu mà khiến một cường giả đạt nửa bước cảnh giới thiên nhân như Thạch Thiên bị thương. Mạnh, quá mạnh! Thạch Thiên liên tiếp nói hai câu rồi thổn thức nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin một người tuổi trẻ lại đạt đến cảnh giới mạnh như thế. Ông Thạch, chẳng lẽ hắn đạt đến cảnh giới thiên nhân rồi? Trên mặt Tề Kiêu xuất hiện sự hoảng sợ. Hắn ta biết rõ hơn ai hết, nếu trở thành kẻ thù của một cường giả thiên nhân thì sẽ gặp nhiều rắc rối như thế nào? Ít nhất cũng cảnh giới thiên nhân. Thạch Thiên nói ra bài mấy chữ. Tề Kiêu lại trừng mắt một lần nữa, run rẩy nói, chẳng lẽ? Thạch Thiên đáp một tiếng rồi ngắt lời, nói, có lẽ ngoài đại hộ pháp, trên đời này không còn ai là đối thủ của hắn. Nghe vậy, sắc mặt Tề Kiêu vô cùng âm trầm, sự sợ hãi nhanh chóng khuếch tán trong lòng. Không thể quay về Nam Cảng. Thạch Thiên đột nhiên ra lệnh, quay lại, đến sân bay. Tề Kiêu ngẩn ra, khó hiểu hỏi, tại sao? Tôi nhìn ra tên tiểu tử đó hình như biết gì đó nên mới quyết tâm bắt cậu đi. Kinh Thạch Thiên nhắc nhở như vậy khiến Tề Kiêu lập tức tỉnh ngộ. Chắc chắn Lý Trạch Vũ đã phát hiện ra bí mật mà không ai biết. Mặc dù phủ trấn Nam Vương được canh giữ nghiêm ngặt, có cha hắn ta ở đó nên toàn bộ phía Nam không có ai dám động vào hắn ta. Nhưng, dù sao nhà họ Lý cũng là gia tộc giàu có nhất Hạ Quốc. Hơn nữa, cha của hắn ta từng là cấp dưới của ông lão nhà họ Lý gia. Nếu cha hắn nhất thời xúc động, có lẽ sẽ thực sự giao hắn ra. Đúng vậy. Không thể quay về, lập tức đến sân bay. Tề Kiêu ra lệnh cho tài xế. Lúc này,
có lẽ chỉ ở bên cạnh đại hộ pháp mới là an toàn nhất. Ông Thạch, nếu chúng ta không xử lý hắn, một ngày nào chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Tê Kiêu không quên nhắc nhở. Thạch Thiên cũng nhìn ra tâm tư của hắn ta nên trấn an, yên tâm đi, đại hộ pháp sẽ không để cậu chết. Nghe vậy, lúc này Tề Kiêu mới thật nhẹ nhàng thở ra. Một diễn biến khác, Lý Trạch Vũ dân cầu phú quý và vật tương vong đến Nam Cảng. Nửa tiếng sau, trực thăng đã dừng bên ngoài phủ trấn Nam Vương, lập tức có hơn 10 binh lính mang theo súng đã lên đạn bao vây bọn họ. Vương phủ là nơi quan trọng, nhưng tên Dâu Ria lập tức rời đi. Tên binh lính cầm đầu lạnh lùng nói. Lý Trạch Vũ lập tức lấy từ trong người ra một tờ giấy chứng nhận, đưa đến trước mặt binh lính, tôi muốn gặp trấn Nam Vương. Lý Soái, xin chờ một chút. Đám binh lính lập tức chào kiểu quân đội, thái độ cũng khách khí hơn. 2 phút sau, người lính đi thông báo đã quay lại, làm động tác mời vào, Lý Soái, xin mời. Sau khi vào phủ trấn Nam Vương, Lý Trạch Vũ lập tức thu hút rất nhiều ánh. Không còn cách nào khác, dù sao vết máu trên người hắn quá chói mắt. Tiểu thư, người kia hình như là Lý thiếu gia của nhà họ Lý ở Hoàng Thành, tên phiền toái đó đến đây làm gì? Trong mắt người phụ nữ trẻ tuổi cao quý lộ ra vẻ khinh thường. Tề Đông Lâm, trấn Nam Vương là người có chiến công hiển hách, có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội của Hạ Quốc. Từ khi thành lập Hạ Quốc mới đến nay, nhà họ Tề đã có thể giữ vững vị trí quyền lực nhất miền Nam trong mấy chục năm qua, đủ để chứng minh Tề Đông Lâm không phải người tầm thường. Đây không phải lần đầu tiên Lý Trạch Vũ đến phủ trấn Nam Vương, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông tên Tề Đông Lâm nắm trong tay nhiều quyền lực này. Trạch Vũ, tại sao lại đến đây? Tề Đông Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng nói không hề tức giận hay kiêu ngạo. Tôi tìm Tề Kiêu. Trong mắt Lý Trạch Vũ lộ ra sự tàn nhẫn. Tề Đông Lâm đặt chén trà trong tay xuống, nghi hoặc hỏi, sao đột nhiên muốn tìm nó? Không thể trả lời, Lý Trạch Vũ tích chữ như vàng. Nhưng thái độ này của hắn lại lập khiến Tề Đông Lâm trở nên bất mãn. Nhà họ Lý là gia tộc giàu có nhất Hạ Quốc, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng nhà họ Tề cũng không phải miếng thịt mặc kệ người khác sâu xé. Nếu không nể mặt ông chủ cũ, chỉ với thân phận chủ soái Tây Viện của Lý Trạch Vũ chắc chắn không có tư cách gặp ông ta. Dù sao sau khi chiến dịch Tây Viện kết thúc, Lý Trạch Vũ chỉ còn lại cái tên đẹp trai, trong tay cũng không có chút binh quyền. Nói trắng ra chính là một chỉ huy bóng bẩy. Cậu ngang nhiên đến nhà họ Tề tìm người, nhưng lại không nói lý do, tôi có thể nghĩ cậu đang trêu chọc tôi hay không? Tề Đông Lâm nheo mắt hỏi. Người quen biết ông ta đều biết, đây chính là tín hiệu báo trước rằng ông ta sắp tức giận. Lý Trạch Vũ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Hai người rằng co một lát, có lẽ ánh mắt Lý Trạch Vũ quá sắc bén nên Tề Đông Lâm bị đánh bại, điều này khiến tới sắc mặt ông ta có chút khó coi. Vì lợi ích của Lý lão gia, cậu và cùng khuyển tử có hiểu lầm gì thì nói cho tôi biết, nếu khuyển tử sai, tôi nhất định sẽ trừng trị nó thật nặng. Tề Đông Lâm cuối cùng cũng nhượng bộ. Nhưng mà Lý Trạch Vũ vẫn không dao động, hùng hổ nói, nếu hôm nay ông, Tề không giao Tề Kiêu ra đây, ông đây sẽ không đỉ. Người dám tự xưng ông đây, trước mắt trấn Nam Vương có lẽ chỉ có tên nhãi này. Sắc mặt Tề Đông Lâm tái nhợt, hừ lạnh nói, muốn ở thì cứ ở, nhà họ Tề chúng tôi đủ khả năng nuôi cậu. Nói xong, ông ta trực tiếp đứng dậy và rời đi. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ nhìn thấy Lý Trạch Vũ lúc vừa vào vương phủ cũng tiến vào. Ông nội, chuyện gì khiến ông tức giận như vậy? Cô ta vừa nói vừa liếc Lý Trạch Vũ một cái, vẻ khinh thường trong mắt càng thêm nồng đậm. Lý Trạch Vũ cảm thấy người phụ nữ này khá quen nhưng nhất thời không nhớ tên. Thiếu gia, cô ta là Tề Tư Dư, là người mà đã tỏ tình với ngài khi còn học cấp 2, nhớ không? Vật tương vong nhắc nhở. À, Lý Trạch Vũ cuối cùng cũng nhớ ra. Tề Tư Dư, cháu gái của Tề Đông Lâm, bây giờ hình như là nữ minh tinh đỉnh lưu trong giới giải trí. Mấy năm không gặp, cô gái này càng trở nên xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp thì sao? Mắt nhìn ngày càng thấp, à, thấp hơn cả mắt chó. Lý Trạch Vũ khen trước một tiếng, sau đó thì trực tiếp chế giễu. Tề Tư Dư nhướng mày, nói, Lý Trạch Vũ, anh nói ai là chó? Tôi cũng không nói cô, nhưng nếu cô nhất quyết muốn nhận thì tôi cũng không làm gì được. Lý Trạch Vũ cười khà khà. Từ khi quyết định sẽ giết Tề Kiêu, nhà họ Lý và nhà họ Tề đã định chỉ có thể là địch, không thể làm bạn nên cũng không cần nói chuyện khách sáo làm gì. Thằng khốn, anh mới là chó. Cả nhà anh đều là chó.
Tề Tư Dư tức giận nói. Nói ra cho sướng miệng nhưng cô ta không hề nghĩ đến hậu quả của việc này. Gạch dưới. Hỗn láo, Tư Dư, cháu nói hưu nói vượn gì vậy? Sắc mặt Tề Đông Lâm tối sầm. Mắng Lý Trạch Vũ thì được nhưng không được mắng cả nhà hắn. Dù sao ngay cả Long chủ cũng phải nhún nhường trước ông cụ nhà họ Lý ba phần. Tốt lắm. Lý Trạch Vũ giơ ngón tay cái lên, nói, ngay cả ông cụ nhà tôi cũng dám mắng, tiểu cô nương Tề Tư Dư này thật dũng cảm. Có lẽ Tề Tư Dư cũng nhận ra mình nói sai, nhưng lời đã nói không thể rút lại, chỉ đành bất chấp nói, mắng thì mắng, thế nào? Tốt, rất tốt, Lý Trạch Vũ hất tay nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, hắn dẫn Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rời đi. Nhà đầu chết tiệt này, ông đã bảo cháu phải sửa cách nói chuyện rồi, nếu không sớm muộn gì cũng rước họa vào thân, giờ thì hay rồi. Tề Đông Lâm than thầm một tiếng, nói, lập tức xuất cảnh, ra nước ngoài ở một thời gian. Ông nội, ông là Trấn Nam Vương mài tại sao cháu phải chạy? Tề Tư Dư kinh ngạc hỏi. Tề Đông Lâm hận không thể luyện sắt thành thép, nói, ông nội là Trấn Nam Vương, nhưng không phải là chủ của đại hạ. Ở Nam Cảng, cháu muốn mắng ai cũng được nhưng người kia của nhà họ Lý, cho dù bị đánh chết cũng không được bất kính. A, à, Tề Tư Dư sững sờ tại chỗ. Tề Đông Lâm quát, cháu còn a cái gì, còn không mau đi đi. Được, được rồi. Tề Tư Dư vội vã rời đi. Nửa giờ sau, tại sân bay Nam Cảng. Tề Tư Dư đang chuẩn bị lên máy bay thì xung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 10 người đàn ông. Tề Tư Dư đúng không? Chúng tôi là người của Long Tổ, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Người đàn ông đứng đầu nói rõ thân phận của mình. Tề Tư Dư lập tức hoảng sợ, nói, ông nội tôi là Trấn Nam Vương, các người không thể bắt tôi. Dẫn đi. Người đàn ông cầm đầu vung tay lên. Wow, đại minh tinh Tề Tư Dư bị bắt. Vòng người hâm mộ loạn rồi, nhất định đã làm gì đó xấu hổ cũng có thể là đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Không ít người qua đường nhận ra thân phận của Tề Tư Dư, tất cả đều thở dài. Cùng lúc đó, tại phủ Trấn Nam Vương, Tề Đông Lâm liên tục gọi cho Tề Kiêu nhưng không được, sau đó lại nghe tin cháu gái bị người của Long Tổ mang đi. Trực giác trong lòng nói cho ông ta biết, mưa bão sắp ập đến rồi. Chuẩn bị phi cơ, tôi muốn đến Hoàng Thành. Ông ta phải gặp trực tiếp ông chủ cũ, một phần để xin lỗi thay cháu gái, một phần khác là muốn biết tại sao Lý Trạch Vũ đột nhiên nhằm vào con ông ta. Trong một nhà hàng đứng đầu Nam Cảng, Lý Trạch Vũ và hai người còn lại gọi một bàn đầy đồ ăn và ăn uống vô cùng vui vẻ. Thiếu gia, tại sao vừa rồi không trực tiếp xé nát miệng con tiện nhân kia? Vật Tương Vong nghĩ mãi cũng không ra. Dù sao Lý Trạch Vũ mà gã biết là người có thù sẽ báo ngay, trong từ điển của hắn không có từ nhẫn nhịn. Đừng hỏi chuyện này, ăn cơm đi. Lý Trạch Vũ cũng không giải thích nhiều. Trần Tiểu Thư, mời đi lối này. Đúng lúc này, một cặp nam nữ đi vào nhà hàng. Người đàn ông thì khôi ngô, phóng khoáng, người phụ nữ thì xinh đẹp, nền nã. Ánh mắt của Lý Trạch Vũ tức bị hai người hấp dẫn. Bởi vì người phụ nữ đó không ai khác chính là vị hôn thê của hắn Trần Thanh Tuyết. Có lẽ là phản xạ có điều kiện, Trần Thanh Tuyết cũng nhận ra có người đang nhìn mình, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Lý Trạch Vũ. Đột nhiên, tim của Trần Thanh Tuyết đập thình thịch như đã làm sai chuyện gì đó. Trần Tiểu Thư, tôi đã đặt phòng riêng rồi, chúng ta vào thôi. Người đàn ông vô cùng lịch lãm nói. Nhưng Trần Thanh Tuyết không để ý tới anh ta nữa, mà dẫm lên giày cao gót đi thẳng đến chỗ Lý Trạch Vũ. Cách đây không lâu, Lý Trạch Vũ nói muốn đến Long Hổ Sơn để tham gia đại hội võ lâm, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở Nam Cảng. Trần Thanh Tuyết cảm thấy ngạc nhiên, ngoài ra cũng nghi ngờ Lý Trạch Vũ cho người theo dõi mình. Anh không tin tưởng tôi sao? Đây là lời đầu tiên mà Trần Thanh Tuyết nói khi đến trước mặt Lý Trạch Vũ. Nhìn thấy người phụ nữ của mình xuất hiện cùng với một người đàn ông khác, lúc đầu Lý Trạch Vũ không mấy vui vẻ, bây giờ lại bị cô cha hỏi như vậy khiến hẳn càng không vui mà hỏi ngược lại, cô cần sự tin tưởng của tôi. Tôi đến Nam Cảng để bàn chuyện hợp tác làm ăn với Lý Công Tử. Trần Thanh Tuyết nhíu mày. Ha! Lý Trạch Vũ khẽ cười một tiếng, nói, hợp tác thì hợp tác, cô giải thích với tôi làm gì? Dường như cảm nhận được hắn thật sự tức giận, giọng của Trần Thanh Tuyết cũng dịu đi, tôi mới đến Nam Cảng, sau khi bàn chuyện hợp tác cùng Lý Công Tử xong sẽ lập tức quay về Tuyên Thành. Thanh Tuyết, đây là... Lý Trạch Long đi đến hỏi. Trần Thanh Tuyết vốn đang lo lắng Lý Trạch Vũ sẽ hiểu lầm mình,
lúc này lại thấy Lý Trạch Long đổi cách xưng hô từ Trần Tiểu Thư thành Thanh Tuyết khiến cô lập tức cảnh cáo, Lý Tiên Sinh, Thanh Tuyết không phải từ mà anh có thể gọi. Lý Trạch Long là ai chứ? Là đại công tử của gia đình giàu nhất Nam Cảng, chưa từng có người khiến anh ta mất mặt như vậy. Trần Thanh Tuyết vừa nói xong, sắc mặt anh ta lập tức tối đi, xem ra Trần Tiểu Thư không có thành ý trong việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta rồi. Rõ ràng, anh ta lấy chuyện hợp tác ra để đe dọa. Thành ý của tôi cũng đủ rồi, nhưng nếu Lý Tiên Sinh nói không có thì không hợp tác cũng không sao. Thái độ của Trần Thanh Tuyết vô cùng cứng rắn. Lý Trạch Long cau mày, cười lạnh nói, nếu đã như vậy thì chuyện hợp tác này sẽ hủy bỏ. Sau đó anh ta lại chuyển chủ đề, nói, nhưng tôi hy vọng Trần Tiểu Thư hiểu rõ, nguồn năng lượng mà khoa học kỹ thuật Vân Dương các người cần, toàn bộ hạ. Quốc chỉ có tập đoàn Trường Hà chúng tôi mới có. Bốp! Một tiếng tát thanh thúy vang lên. Lý Trạch Long lập tức ôm gương mặt đang nóng rát của mình, sững sờ. Anh ta bị đánh. Ở Nam Cảng lại có người dám đánh vào miệng anh ta. Từ ngơ ngác đến khiếp sợ, cuối cùng là tức giận, chỉ trong vài giây ngắn ngủn mà trên mặt Lý Trạch Long đã xuất hiện hàng loạt biểu cảm. Ông đây muốn ăn cơm, sao cậu lại kêu bíp bíp ở đây? Tập đoàn Trường Hà thì rất trâu bò phải không? Lý Trạch Vũ khinh thường nói, Lý Trạch Long tức giận nói, mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Vậy anh có biết thiếu gia chúng tôi là ai không? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cũng đứng dậy, đứng bên trái và phải Lý Trạch Long. Soạt soạt, vài tên bảo tiêu mặc đồ đen lập tức chạy tới. Bốp bốp bốp. Sau vài tiếng quyền cước sắc bén, những tên bảo tiêu đều bị Vật Tương Vong giải quyết nhanh chóng. Thấy vậy, Lý Trạch Long nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, tôi là Lý Trạch Long, thiếu chủ của tập đoàn Trường Hà. Còn ngài là ai? Hoàng Thành, Lý Trạch Vũ. Chỉ năm chữ ngắn ngủn đã khiến sắc mặt Lý Trạch Long thay đổi, trán anh ta lập tức toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Lý Trạch Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường. Nói đùa, muốn báo thù không? Tôi có thể cho cậu cơ hội. Không, Lý Thiếu, đừng hiểu lầm. Lý Trạch Long nuốt nước miếng, nói, tôi thật sự không biết ngài là Lý Thiếu, là tôi có mắt không tròng, mong Lý Thiếu đừng chấp nhặt. Nhà họ Lý là gia tộc giàu nhất Nam Cảng, là thứ mà người thường không thể với tới. Nhưng chính Lý Trạch Long cũng biết rõ, so với nhà họ Lý ở Hoàng Thành, nhà họ Lý của anh ta không cùng đẳng cấp. Mà tên công tử của Nam Cảng như anh ta khi đối diện với Lý Trạch Vũ, công tử của Hoàng Thành thì càng không đáng nhắc tới. Cút! Lý Trạch Vũ nói ra một chữ. Vâng, vâng, tôi lập tức cút. Lý Trạch Long vội vàng chạy đi. Khoan đãi! Lý Trạch Vũ đột nhiên nói. Lý Trạch Long dừng lại, quay người chạy lại, Lý Thiếu, còn gì căn dặn? Cô ấy! Lý Trạch Vũ chỉ vào người Trần Thanh Tuyết, nói, là người phụ nữ của tôi. Vâng, vâng, vâng. Tôi biết nên làm thế nào, xin Lý Thiếu yên tâm. Người Lý Trạch Long đổ đầy mồ hôi, khẩn trương đến nỗi nói năng lộn xộn. Cút đi. Lý Trạch Vũ lại tiếp tục ra lệnh. Vâng, tôi lập tức cút ngay. Lý Trạch Long như nhận được đại xá. Lúc này anh ta không quan tâm mình vừa bị tát nữa mà chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thấy Lý Trạch Long ở trước mặt Lý Trạch Vũ giống như chuột gặp mèo, Trần Thanh Tuyết có chút đắc ý, hơn nữa. Lúc này cô đột nhiên hiểu ra một chuyện. Nếu Lý Trạch Vũ theo cô đến Nam Cảng, chẳng phải là hẳn để ý đến cô sao? Nghĩ vậy cô không nhịn được cười. Cười cái rắm. Lý Trạch Vũ tức giận nói. Trần Thanh Tuyết cười nói, tôi vui nên cười, không được à? Vui đúng không? Vậy ông đây sẽ khiến cô vui hơn nữa. Lý Trạch Vũ nói xong thì kéo Trần Thanh Tuyết rời đi. À, anh muốn làm gì? Trái tim Trần Thanh Tuyết đập thình thịch. Một lát sau, hai người đi vào hầm để xe rồi lên một chiếc Lincoln dáng dài. Tim Trần Thanh Tuyết đập loạn như hươu chạy, khẩn trương nói, này, anh đừng làm bậy. Vừa dứt lời, chiếc xe bắt đầu rung chuyển hơn một giờ đồng hồ. Từ giờ trở đi, nếu không có ông đây bên cạnh, cô không được gặp gỡ một mình với bất kỳ người đàn ông nào, rõ chưa? Lý Trạch Vũ thô bạo ra lệnh, biết rồi. Trần Thanh Tuyết xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được. Cùng lúc đó, nhà họ Lý, Hoàng Thành. Tề Đông Lâm ngồi ở chủ đường, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Lý Viễn Sơn và thủ hạ là Tằng Thiết Trụ bước vào. Ông Lý. Tề Đông Lâm lập tức đứng dậy chào hỏi. Đã nhiều năm không gặp nhưng đứng trước mặt cấp trên cũ, ông ta vẫn có chút khẩn trương. Tôi còn tưởng nhân vật quan trọng nào, ra là tiểu Tề à. Lý Viễn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười.
Tề Đông Lâm tự giễu nói, ông Lý đừng nói đùa như vậy, trước mặt ngài, tôi nào dám tự xưng là người quan trọng. Cũng đúng, Lý Viễn Sơn ngang ngược đáp lại, hai người lần lượt ngồi xuống. Tề Đông Lâm vừa định mở miệng thì Lý Viễn Sơn đã nói trước, tiểu Tề, cậu lại đây một chút. Vâng. Tề Đông Lâm đứng dậy, hơi khom người đi tới. Bốp. Một tiếng tát thanh thúy vang lên. Tề Đông Lâm ngẩn ra, không nghĩ Lý Viễn Sơn sẽ đột nhiên tát mình. Biết tại sao tôi đánh cậu không? Lý Viễn Sơn đánh người xong còn hỏi tại sao, chính là người giết người xong đau lòng. Ít nhất thì Tề Đông Lâm nghĩ như vậy. Thuộc hạ biết. Cậu biết thì tốt. Lý Viễn Sơn hừ một tiếng, lại nói, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, tôi giống chó chỗ nào? Ông Lý, ngài bớt giận, xin hãy bớt giận. Trái tim Tề Đông Lâm như tấm gương sáng. Đêm nay, ông ta cố ý từ Nam Cảng đến Hoàng Thành, một trong những mục đích của ông ta là hy vọng Lý Viễn Sơn sẽ giơ cao đánh khẽ, thả cháu gái mình ra. Nhưng bây giờ Lý Viễn Sơn đã như vậy, nếu ông ta dám cầu xin cho cháu gái, Lý Viễn Sơn có lẽ sẽ dựa vào đó rồi làm to chuyện. Đến lúc đó, không chỉ Tề Tư Dư gặp nạn. Sáng sớm hôm sau, trên hòn đảo nhân tạo của đạo môn, đạo sĩ Vân Trung, Ngọc Phượng Hoàng, còn có đại sư Tố Nhân Đức cao trọng vọng của chùa Thiền Lâm, tất cả đều có mặt. A-di-đà Phật, thí chủ Lý thực sự mạnh đến vậy sao? Hòa thượng Tố Nhân nghe đạo sĩ Vân Trung bị Lý Trạch Vũ đánh cho răng rơi đầy đất, thật sự khó mà dám tin. Tôi đi nói dối con lừa chọc như ông làm gì? Đạo sĩ Vân Trung văng nước miếng tứ tung nói, cái này có phải chuyện vinh quang gì đâu mà tôi phải tự đi nói xấu bản thân. Chẳng lẽ tôi không cần thể diện nữa sao? Hòa thượng Tố Nhân nghe thấy cũng có lý. Dù sao thì với thân phận của đạo sĩ Vân Trung, căn bản không cần phải tự hạ thấp mình để nâng người khác lên. Vân Trung không nói dối. Ngọc Phượng Hoàng cười khổ, tôi đã từng giao đấu với sư đệ nên hoàn toàn có thể hiểu được. A-di-đà Phật. Hòa thượng Tố Nhân thở dài, nếu lời hai vị nói là thật, vậy thì thiên phú của Lý Thiếu Hiệp sợ là không hề thua kém gì Đạt Ma Tổ Sư trong chùa. Ừm, đến cả sư tổ của đạo môn cũng không bằng. Đạo sĩ Vân Trung phụ họa nói. Ngọc Phượng Hoàng chuyển đề tài, cái này tạm thời không đề cập tới, Vân Trung ông cố ý hẹn bọn tôi ra đây chắc không phải chỉ muốn nói mấy việc này đấy chứ. Hòa thượng Tố Nhân gật đầu nói, phải đấy. Vân Trung, ông mau nói việc chính đi. Thiên phú của vị sư đệ này thì không cần phải nhắc lại nữa, đã rõ như ban ngày rồi, hôm nay hẹn mọi người ra là muốn kể cho mọi người một chuyện. Nói đến đây, đạo sĩ Vân Trung nhìn từng người một, thoáng trầm ngâm, lại nói, ba sư phụ của chúng ta còn sống là một chuyện tốt, nhưng các người có từng nghĩ đến một việc này hay không, cung chủ của Vô Tình Thần Cung năm đó cũng vẫn còn sống. Loạt xoạt, ông vừa nói cái gì? Hách Liên Vô Tình có thể vẫn còn sống. Vừa dứt lời, cả Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân đều đứng ngồi không yên. Khắp giới võ lâm không ai rõ hơn ba người bọn họ, nếu Hách Liên Vô Tình thật sự còn sống thì sẽ để lại hậu quả gì? Đều đã hơn 100 tuổi rồi, không biết bình tĩnh một chút sao? Đạo sĩ Vân Trung thở dài một tiếng, hoàn toàn quên mất rằng lúc mình phỏng đoán Hách Liên Vô Tình còn sống thì phản ứng còn kích động hơn cả Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân. Dường như Ngọc Phượng Hoàng cũng nghĩ đến cái gì đó, phỏng đoán, ý của ông là ba sư phụ của chúng ta không hiện thân, rất có khả năng là bởi vì Hách Liên Vô Tình. Không sai. Đạo sĩ Vân Trung gật đầu thừa nhận. Không được, tôi phải lập tức đi tìm sư đệ, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. A-di-đà Phật, lão nạp cũng đang có ý này. Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân lần lượt thể hiện ý kiến. Đạo sĩ Vân Trung vội vàng đứng dậy ngăn cản, hai người bình tĩnh một chút được không? Không bình tĩnh được, đúng. Lão nạp cũng không thể bình tĩnh nổi, hai người Ngọc Phượng Hoàng càng thêm kích động. Không còn cách nào mà, không ai có thể hiểu được Hách Liên Vô Tình xuất hiện mang đến cho họ áp lực lớn tới nhường nào. Các người có biết vì sao tôi lại trấn định được không? Đạo sĩ Vân Trung lạnh lùng hỏi một câu. Vì sao? Hòa thượng Tố Nhân gần như bật thốt lên hỏi. Ngọc Phượng Hoàng cũng mở to hai mắt tò mò. Đạo sĩ Vân Trung cười ha ha, nói, bởi vì sư đệ đã nói. Nó chính là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Bốn chữ này ngay lập tức khiến sắc mặt Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân biến đổi. Ngọc Phượng Hoàng bà mau nghĩ thử đi, dựa vào sức lực của chúng ta thì hoàn toàn không có tác dụng trước mặt sư đệ. Hơn nữa sư đệ còn âm thầm tiết lộ cho tôi biết, đến cả ba sư phụ của chúng ta cũng đều không phải đối thủ của nó. Hả? Nghe xong lời này,
mặc dù hòa thượng Tố Nhân tứ đại giai không cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tứ đại giai không, thế gian tất cả đều là hư vô theo cách nói của đạo Phật. Ngọc Phượng Hoàng kích động hỏi, ý của ông là, mặc dù Hách Liên vô tình còn sống nhưng chỉ cần có sư đệ ở đây thì hẳn ta gần như không thể gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Phải. Đạo sĩ Vân Trung tỏ rõ ý của mình chính là như vậy. Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân nhìn nhau, đều đồng ý với suy nghĩ của đạo sĩ Vân Trung. Mấy chục năm trước, sư phụ của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao của võ thuật rồi, nhiều thập niên trôi qua, năng lực của bọn họ e là đã sớm đạt đến cảnh giới trong. Truyền thuyết, nếu đúng như đạo sĩ Vân Trung nói thì ba sư phụ của bọn họ đều không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ, thế thì người này quả thực là vô địch thiên hạ. Cần gì phải sợ Hách Liên vô tình nữa? Đạo sĩ Vân Trung duỗi người, thuận miệng hỏi, đã lâu không rời núi, lão đạo tôi chuẩn bị đi xuống nhân gian một chuyến, mấy người có muốn đi cùng không? Bổn cung cũng có ý này. A-di-đà Phật, lão nạp đã lâu không ra ngoài, cũng nên đi một chuyến. Ngọc Phượng Hoàng và Hòa Thượng Tố Nhân rất ăn ý nhau. Vèo vèo vèo. Ba người gần như lóe lên cùng lúc. Một lát sau, trên hồ nhân tạo xuất hiện ba người cưỡi sóng. Rất giống mấy kiểu khinh công đi trên nước trong phim điện ảnh. Nếu cảnh tượng này mà bị người thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Trưa hôm đó, Lý Trạch Vũ đưa Trần Thanh Tuyết về tới Tuyên Thành, ngay sau đó lại lao nhanh đến Hoàng Thành, đến nhà cũng không kịp vào đã trực tiếp tới Phủ Long Chủ. Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình đã đứng chờ từ lâu. Xoạch! Trong miệng ngậm điếu thuốc, Lý Trạch Vũ mở miệng nói, tìm tôi gấp như vậy là có việc gì? Ninh Trạch Bình lấy ra một tập văn kiện đặt lên bàn, ngay sau đó đẩy tới trước mặt hắn, cậu mau xem cái này đi. Lý Trạch Vũ nhíu mày, tò mò mở túi văn kiện. Bên trong là hai mươi mấy tư liệu chi tiết về thông tin cá nhân, mỗi người làm một nghề khác nhau, bao quát rất nhiều lĩnh vực đa dạng, điểm chung duy nhất là bọn họ đều không phải người thường. Thành viên của Vu giáo. Lý Trạch Vũ hỏi một câu. Tô Cẩn Hoa lắc đầu, nói. Căn cứ vào khẩu cung của Tần Chấn thì số thành viên của Vu giáo không quá 30 người. Hả? Lý Trạch Vũ xoay chuyển ánh mắt, hỏi tiếp nói, đó đều là rối trẻ con do Vu giáo huấn luyện sao? Cậu biết rối trẻ con? Tô Cẩn Hoa có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì tin tức cho tàn của Vu giáo lại cháy chính là do Lý Trạch Vũ điều tra ra, đối phương có thể biết cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ Vu giáo đã luyện được bao nhiêu con rối trẻ con thì trước mắt không thể biết hết được. Mặc dù Tần Chấn là giáo chủ của Vu giáo thì cũng chỉ biết một phần của tảng băng nổi mà thôi. Vẻ mặt của Tô Cẩn Hoa rất nghiêm túc. Vu giáo âm thầm thâu tóm thế lực, mọi dấu hiệu đều cho thấy mục đích chính cuối cùng của bọn chúng là cướp lấy toàn bộ quyền lực. Lão thật sự không dám tưởng tượng, nếu quyền lực rơi vào tay một tà giáo thì tương lai nước Hạ có phải sẽ biến thành địa ngục nhân gian hay không? Long chủ, thủ phụ đại nhân, hôm nay hai người tìm tôi tới là có mục đích gì? Lý Trạch Vũ đã đoán được nhưng lại lựa chọn giả ngu giả ngơ. Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình nhìn nhau gật đầu. Ninh Trạch Bình trịnh trọng mở miệng nói, chúng tôi hy vọng cậu có thể điều tra rõ xem rốt cuộc Vu giáo đang có bao nhiêu rối trẻ con, tốt nhất là bắt được tên đại hộ pháp kia. Các người đánh giá tôi cũng cao quá nhỉ. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ, các người đừng nói đùa, nghiền ngẫm nói, Vu giáo đứng đầu tà giáo mười mấy năm trước, cao thủ dưới trướng bọn họ rất đông. Nếu tôi mà đi chọc vào họ thì chẳng khác nào đang đi tìm đường chết. Không, cậu nhất định có thể làm được. Tô Cẩn Hoa nói rất chắc chắn. Chỉ cần cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ trao tặng cho cậu huân chương tử kinh vinh dự nhất nước Hạ. Huân chương tử kinh, huân chương cao quý nhất nước Hạ. Có được tấm huân chương này, chỉ cần không phạm tội phản quốc thì cho dù có phạm phải tội nghiêm trọng nào đi chăng nữa cũng đều có thể được đặc xá một lần. Kể từ khi nước Hạ được thành lập cho tới nay, người có được tấm huân chương này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà những người được trao huân chương không phải có công lao to lớn cho nước Hạ thì cũng là có cống hiến cực kỳ xuất sắc. Tô Cẩn Hoa đưa ra quyết định này là có thể nhìn ra được lão đặt kỳ vọng rất lớn lên Lý Trạch Vũ. Nếu Long chủ và thủ phụ đại nhân khách khí như vậy, giờ tôi mà còn từ chối thì đúng là không biết điều. Lý Trạch Vũ cười ha ha. Thật ra thì kể cả Tô Cẩn Hoa không nói thì hắn cũng nhất định phải tiêu diệt Vu giáo. Thù cha mẹ, quyết không đội trời chung. Tôi và Lão Long đã chào hỏi qua với bên kia rồi, nếu cậu cần giúp đỡ gì thì toàn bộ Long Tổ sẽ toàn lực phối hợp với cậu. Tô Cẩn Hoa nói thêm. Lý Trạch Vũ rất vui vẻ tiếp nhận. Long Tổ có chỗ rất hữu dụng, ví dụ việc họ rất có kinh nghiệm trong lau dọn. Đúng lúc mấy người đang trò chuyện,
chân trời rộng lớn là tình yêu của tôi. Nhạc chuông điện thoại vang lên. Tô Cẩn Hoa cười gượng một tiếng, nói, không ngờ thanh niên mấy người cũng thích bài hát này. Bài hát này á, tôi nghe thấy rất hay, rất biết bắt kịp xu thế. Lý Trạch Vũ cười có lệ một tiếng, ngay sau đó lấy điện thoại ra. Là Bạch Tố Y gọi tới. Alo, sư thúc tổ, việc lớn không tốt. Cuộc gọi vừa được kết nối thì đã có một giọng nói của Hỏa Phượng. Cả người Lý Trạch Vũ đột nhiên chấn động, trầm ngâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trên đường chúng tôi trở về Tiêu Giao Cung từ Đạo Môn thì gặp phải cao thủ phục kích, thánh nữ và cả Thanh Phượng đều bị bắt đi, chỉ có một mình tôi may mắn chạy thoát. Tắt điện thoại, Lý Trạch Vũ mới ý thức được tình thế nghiêm trọng. Tiêu Giao Cung chính là một trong tam đại thánh địa, ai trong chốn giang hồ mà lại dám xuống tay với họ? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Cẩn Hoa thấy sắc mặt của hắn thay đổi thì mở miệng dò hỏi. Lý Trạch Vũ đang muốn mở miệng thì tiếng điện thoại lại vang lên. Lần này người gọi cho hắn là Nico Tuệ Vân của phái Nga Mi. Phái Nga Mi cũng bị đột kích, hơn nữa cả Sư Thái Diệt Tình và Tề Tiên Nhi cũng bị bắt đi. Lý Trạch Vũ ngửi được một mùi âm mưu. Rời khỏi Phủ Long Chủ, Lý Trạch Vũ gọi cho Lý Định Quốc trước. Ông Lý, lập tức phái quân đao doanh dưới trướng của ông cho cháu mượn. Phát sinh chuyện gì à? Lý Định Quốc hoang mang. Đừng hỏi nhiều như vậy làm gì, bây giờ ông mau cho tiểu đoàn chạy tới đất thục, cháu sẽ gửi vị trí cụ thể cho ông qua điện thoại. Lý Trạch Vũ nói xong thì lập tức cúp máy, ngay sau đó điều khiển phi cơ đi tới đất thục. Sắc trời dần tối, lúc Lý Trạch Vũ đến nơi thì đã có một tiểu đoàn gần 200 người chờ sẵn. Đội trưởng dẫn đầu tên là Tằng Thiết Nghiêu. Lý Trạch Vũ nhận ra gã, đó là em trai của cảnh vệ bên cạnh Lý Viễn Sơn Tằng Thiết Trụ. Chú Thiết Nghiêu, chú dẫn mọi người đi ẩn nấp trước đi đã. Lý Trạch Vũ phân phó, đã dối. Mặc dù Tằng Thiết Nghiêu không biết Lý Trạch Vũ muốn làm gì, nhưng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Nếu Lý Định Quốc đã giao bọn họ cho Lý Trạch Vũ chỉ huy thì bọn họ cũng chỉ biết phục tùng, sẽ không hỏi nhiều. Ánh trăng trên cao. Lý Trạch Vũ hút một điếu thuốc, cả người lâm vào trầm tư. Nửa tiếng sau, một bóng người bay vút tới dưới ánh trăng. Sư thúc tổi. Là Hỏa Phượng. Trông cô ta rất nhếch nhác, trên người còn có vài vết bầm tím. Lý Trạch Vũ mở miệng hỏi, biết kẻ bắt bọn họ đi là ai không? Không rõ lắm. Hỏa Phượng lắc đầu. Đã thông báo cho sư tỷ của tôi chưa? Lý Trạch Vũ hỏi thêm một câu. Hỏa Phượng lại lắc đầu nói, chuyện xảy ra quá vội vàng, tôi chưa kịp thông báo cho cung chủ. Lý Trạch Vũ như suy tư gì đó mà gật đầu. Sư thúc tổ, tôi nghi ngờ những kẻ đó là tàn dư của Vu giáo. Hỏa Phượng còn định nói thêm thì đã bị Lý Trạch Vũ xua tay chặn lại, trước hết đừng nói gì cả, chờ một người đến. Dại Hỏa Phượng lập tức im miệng. Đợi thêm nửa tiếng nữa, một bóng người xuất hiện ngay trước mắt hai người. Thiếu hiệp Lý. Là Nico Tuệ Vân. Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, hỏi, bên phục kích phái Nga Mi có bao nhiêu người? Ít nhất cũng phải tầm hơn 100 người, hơn nữa ai ai cũng võ công cao cường. Nico Tuệ Vân đáp lại, Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi, vậy tại sao bà lại gọi cho tôi? Nico Tuệ Vân giật mình, nói, đương nhiên là muốn nhờ thiếu hiệp Lý đi cứu sư phụ và các sư muội của tôi ta. Đi đâu cứu? Lý Trạch Vũ ngắt lời. Ờ thì, Nico Tuệ Vân nhất thời ngậm miệng. Bây giờ hai người nói sự thật ra hay là muốn ông đây phải dùng hình để bức cung? Lý Trạch Vũ nhìn hai người, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Hỏa Phượng lập tức khó hiểu nói, sư thúc tổ, tôi không rõ anh đang nói cái gì. Thật sự không rõ hay là đang giả vờ? Lý Trạch Vũ cười lạnh. Tiêu Giao Cung bị phục kích, Hỏa Phượng không đi thông báo cho Ngọc Phượng Hoàng mà lại đi liên hệ cho hắn trước, điểm này khiến hắn rất hoài nghi. Còn có, 3 đến 40 đệ tử của Tiêu Giao Cung tham gia đại hội võ lâm, tất cả đều bị bắt đi. Ấy vậy mà Hỏa Phượng có tài đức gì mà lại có thể lọt lưới. Nico Tuệ Vân của phái Nga Mi cũng vậy. Đến cả một cường giả của cảnh giới võ thánh như Sư Thái Diệt Tình còn bị bắt đi thì tại sao một kẻ nhỏ nhoi như bà ta lại có thể chạy thoát? Hắn không tin lại có sự trùng hợp đến như vậy. Cho nên chỉ có một khả năng, Hỏa Phượng và Nico Tuệ Vân đều là phản đồ. Ha ha! Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng, nói, không ngờ chỉ thông qua một chi tiết nhỏ mà đã phát hiện ra manh mối. Sư thúc tổ quả nhiên rất thông minh. Thông minh thì thế nào? Còn không phải sắp chết đến nơi rồi sao? Nico Tuệ Vân lập tức biến đổi sắc mặt thành dữ tợn.
nhớ tới lúc trước bản thân phải chịu không ít rủi cui điện dưới tay của Lý Trạch Vũ, bà ta chỉ hận không thể chặt đối phương ra thành nghìn mảnh. Lý Trạch Vũ thở dài, nói, dù sao thì tôi cũng sẽ phải chết, có thể trả lời tôi vài câu để tôi được chết minh bạch không? Có thể, nhưng tôi muốn hỏi sư thúc tổ một vấn đề trước. Hỏa Phượng nhíu mày nói, ngay từ đầu anh đã nhìn thấu bọn tôi thì vì sao còn dám đến đây gặp mặt? À, xem ra cô cũng không phải ngu đến hết thuốc chữa. Lý Trạch Vũ giơ nắm tay, tự tin nói, tôi cảm thấy mấy cao thủ mà các người dẫn đến không giết nổi tôi. Thật sự chỉ dựa vào chút tự tin này. Hỏa Phượng vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh, nghi ngờ Lý Trạch Vũ còn có chuẩn bị ở sau. Đúng vậy, ông đây tự tin thế đấy. Lý Trạch Vũ nhắc lại. Ha ha ha. Lý Trạch Vũ, hôm nay mày tự tin thái quá rồi. Nico Tuệ Vân cao giọng hô, tất cả đều xuất hiện đi. Vèo vèo vèo. Mấy chục bóng người lao lên từ phía dưới, ai ai cũng mặc đồ đen che kín mặt. Lý Trạch Vũ khinh thường cười, nói, chỉ dựa vào mấy quả dưa khô, táo nứt này mà cũng đòi giết tao. Khẩu khí thật lớn. Không biết sống chết. Hai giọng nói khinh miệt cùng vang lên. Ngay sau đó từ hai phía có hai cái bóng đen bay vút đến. Tốc độ rất nhanh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là cao. Thủ của cao thủ. Lý Trạch Vũ, có tiền bối Độc Cô và tiền bối Gia Cát ra tay, đêm nay mày chắc chắn sẽ phải chết. Đoàng. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Nico Tuệ Vân còn chưa kịp nói xong thì giữa trán bà ta đã xuất hiện một cái lỗ máu, ngay sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Trong phút chốc, đồng tử Hỏa Phượng co rụt lại. Vù vù vùi. Khắp bốn phía trên ngọn núi có vô số bóng người xuất hiện, đếm kỹ lại thì có thể có khoảng ít nhất 1 đến 200 người. Ông đây thích đấu một với một nhưng chúng mày lại cứ thích đánh theo nhóm, muốn bắt nạt vì ông đây không có ai, đúng không? Lý Trạch Vũ vung tay khinh miệt đám người trước mắt, đoàng đoàng. Từng Thiết Ngưu lập tức hạ lệnh nổ súng. Thằng nhóc thối này lại dám không nói đạo nghĩa giang hồ. Mau tránh ra. Độc Cô Thiên Thu và Gia Cát Phủ Vân vừa kinh vừa giận. Bọn họ không lo lắng Lý Trạch Vũ sẽ dẫn người tới, nhưng đối phương vậy mà lại vác súng lên vai, đạn đã lên nòng, thật sự quá thể đáng. Trong khoảnh khắc, Hỏa Phượng ngay lập tức lăn ra né viên đạn, cũng không biết là do hấp tấp hay thế nào mà cô ta lại lăn đến trước mặt Lý Trạch Vũ. Sư thúc tổ, đây là hiểu lầm. Răng rắc, Lý Trạch Vũ đột nhiên bóp gãy hai tay của Hỏa Phượng. Người còn muốn giãy giụa. Răng rắc, tiếp tục là tiếng xương tan vỡ. Tứ chi của Hỏa Phượng đã đứt, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ, ai ai. Từng Thiết Ngưu dẫn quân áp chế hỏa lực, đừng nói đến việc cứu Hỏa Phượng, đến cả bản thân mình Độc Cô Thiên Thu và Gia Cát Phủ Vân cũng khó bảo toàn. Sư thúc tổ, tha cho tôi. Tôi có nỗi khổ riêng. Hỏa Phượng liều mạng muốn giải thích. Nhưng Lý Trạch Vũ người ghét kẻ phản bội nhất cuộc đời này sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Nói đi, đám người Bạch Tố Y đang ở đâu? Lý Trạch Vũ lạnh giọng hỏi. Tôi không biết, bọn họ bị người của Đại Hộ Pháp mang ở rồi. Sư thúc tổ, tôi có nỗi khổ riêng, tha cho tôi đi mà. Răng rắc. Lý Trạch Vũ cuối cùng tung một cước trực tiếp gãy cổ Hỏa Phượng. Có nỗi khổ. Không thể trở thành lý do phản bội. Thằng nhóc nhà họ Lý kia, nghe nói cậu có thân thủ không tâm thường, có can đảm thì đấu với ông đấy mấy chiêu. Độc Cô Thiên Thu ý đồ chọc giận Lý Trạch Vũ, nhưng lại nhận phải mưa bom bão đạn. Trong nháy mắt phải đến 30 người áo đen ngã xuống đất, 20 mấy còn lại thì bỏ chạy tán loạn. Thằng khốn, Gia Cát Phủ Vân tức muốn hộc máu. Đêm nay những người có mặt ở đây đều là cao thủ nhất đẳng, thực lực yếu nhất cũng phải ở cảnh giới đại thừa. Nhưng hoàn toàn không ngờ Lý Trạch Vũ đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ bọn họ nhảy vào, cái cảm giác này giống như bị đấm một cái một đau vào. Người, lại giống như mình vừa đánh vào người một con nhím. Chưa đến vài phút, lại có thêm mười mấy người áo đen ngã xuống đất mà chết. Gia Cát Phủ Vân và Độc Cô Thiên Thu dẫn 7, 8 người còn lại náu ở sau cây cổ thụ, không dám nhúc nhích. Độc Cô, cứ như vậy không phải biện pháp tốt. Cậu mau đi đánh lạc hướng súng của đối phương. Tôi sẽ nhân cơ hội bắt thằng nhóc đó lại. Tao đã nhầm vì cái mục đích chết tiệt này. Lý Trạch Vũ mắng một câu. Con mẹ nó, đã rơi vào tình trạng này rồi mà còn trợn mắt nói dối. Thật sự nghĩ ông đây là kẻ ngốc à? À, tiền bối Gia Cát cứu tôi, tiền bối Độc Cô cứu tôi. Vì sao không phải cậu đi đánh lạc hướng súng? Gia Cát Phủ Vân bất mãn.
Tuy nói khi võ công mạnh đến mức cảnh giới nhất định sẽ không sợ súng lục, nhưng tiền đề là đối thủ chỉ có một khẩu súng. Trước mắt bọn họ đang phải đối mặt với hơn 100 khẩu súng, mỗi người nã một phát súng sẽ tương đương với 100 viên đạn, cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh đến đâu thì cũng sẽ bị đập cho tan thành hàng trăm mảnh. Gia Cát Phủ Vân còn lâu mới chịu đi làm mấy chuyện nhảy vào chỗ chết như thế này. Thân thủ thằng nhóc này rất mạnh, loại chuyện nguy hiểm này cứ để tôi làm. Độc Cô Thiên Thu vẫn còn muốn mạnh miệng. Mẹ kiếp! Gia Cát Phủ Vân chửi thầm trong lòng một tiếng nhưng ngoài mặt lại đáp, không được, hai anh em chúng ta tình như thủ túc, việc nguy hiểm như vậy phải để tôi ra mặt chôn. Để tôi! Cứ để tôi! Hoặc là, chúng mày cùng chết! Độc Cô Thiên Thu và Gia Cát Phủ Vân đang nói chuyện thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt. Hai người quay đầu lại thì suýt chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Chỉ nhìn thấy Lý Trạch Vũ không biết đã xuất hiện trước mặt hai người từ khi nào, đang cao cao tại thượng nhìn họ từ trên cao xuống. Thằng nhóc này khá lắm, mày lại dám tự dâng đến cửa. Bắt lấy nó. Gia Cát Phủ Vân và Độc Cô Thiên Thu bỗng cực kỳ ăn ý, gần như ra tay cùng một lúc. Một người trong đó tung nắm đấm bằng cả hai tay về phía ngực và đầu của Lý Trạch Vũ, một người khác thì dùng chân đá phía dưới Lý Trạch Vũ. Hai hướng tấn công. Bụp bụp. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng đánh trả, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hai người. Chết. Gia Cát Phủ Vân dồn toàn bộ lực, hướng lòng bàn tay lên trên trời. Độc Cô Thiên Thu một tay chống đất, khép đồng thời cả hai chân lại để đá vào bụng Lý Trạch Vũ. Bụp. Lý Trạch Vũ một chân đá văng hai chân của Độc Cô Thiên Thu, ngay sau đó cúi người đấm thật mạnh vào người sau lưng. Phụt, Độc Cô Thiên Thu phun ra một ngụm máu lớn từ trong miệng. Mà lúc này lòng bàn tay của Gia Cát Phủ Vân sắp giáng xuống đầu Lý Trạch Vũ. Mắt thấy đầu Lý Trạch Vũ sắp bị mình đập nát, khóe miệng Gia Cát Phủ Vân nở nụ cười lạnh. Nhưng chỉ trong một tích tắc, Lý Trạch Vũ lao nhanh như chớp, tránh được chiêu của Gia Cát Phủ Vân, thậm chí còn nghiêng người vọt ra ngay phía sau. Sao có thể? Gia Cát Phủ Vân đau đớn cố mở to hai mắt, trên trán đã dần chảy mồ hôi lạnh. Bùm bụp. Lý Trạch Vũ chắp hai tay lại, đẩy mạnh tay về phía trước. Phụt phụt. Gia Cát Phủ Vân còn chưa ngã xuống đất đã phun ra mấy ngụm máu tươi, lảo đảo vài bước rồi té ngã, khó khăn quay đầu nhìn Lý Trạch Vũ, trong ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc thì đều ngập tràn sự hoảng sợ. Có thể, đừng giết tôi được không? Xem biểu hiện của mày. Lý Trạch Vũ trả lời đầy mơ hồ. Cậu muốn biết cái gì? Người của Tiêu Giao Cung và phái Nga Mi bị đưa đi đâu? Tôi không biết, đại hộ pháp phù giáo của chúng mày đang ở đâu? Tôi không biết, vậy mày có tìm được đại hộ pháp của chúng mày không? Tôi không tìm được. Nghe xong, Lý Trạch Vũ lập tức thu nụ cười giễu cợt lại, lạnh giọng quát, con mẹ nó, hỏi cái gì cũng không biết, cái loại phế vật như mày mà cũng đòi ông đây tha cho à? Vừa dứt lời, trong mắt hắn hiện lên sát khí. Đừng giết tôi. Răng rắc, Lý Trạch Vũ giẫm gãy cổ Gia Cát Phủ Vân. Mà lúc này Tằng Thiết Ngưu cũng cho quân đi bao vây toàn bộ số người áo đen còn lại. Xử trí những người này như thế nào? Làm thịt chúng đi. AI làm thịt. Tằng Thiết Ngưu chấn động. Lý Trạch Vũ gật đầu, nhắc lại, giết hết đi. Đến cả Gia Cát Phủ Vân và Độc Cô Thiên Thu còn không moi được thông tin gì hữu dụng thì mấy tên nhỏ nhoi này biết được cái gì chứ? Giữ lại để làm gì? Pằng pằng. Tằng Thiết Ngưu vung tay lên, toàn bộ 7, 8 người áo đen còn lại đều bị bom đạn bắn cho tan xác. Cũng đúng lúc này, điện thoại Lý Trạch Vũ vang lên. Là một số máy lạ. Alo, Lý Trạch Vũ nghe máy. Khụ khụ khụ, chắc Độc Cô và Gia Cát đã chết rồi nhỉ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn. Lý Trạch Vũ lập tức nhíu mày lại, cả người tản ra sát khí lạnh thấu. Chắc các hạ là đại hộ pháp của Vu giáo. Ông không chỉ rất mạnh mà còn rất thông minh. Ha ha ha. Nụ cười nham hiểm của Nam Cung Thạc khiến mọi người rùng mình. Lý Trạch Vũ khinh thường hỏi, ông là thái giám à? Hửm. Cậu nói ai là thái giám? Nam Cung Thạc ở đầu dây điện thoại bên kia lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó ông ta có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn qua điện thoại. Tôi đang nói chuyện điện thoại với ông, ngoài ông ra tôi còn nói ai nữa? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho Tăng Thiết Ngưu. Thế nhưng Tăng Thiết Ngưu gãi đầu, hoàn toàn không hiểu hắn đang diễn đạt điều gì. Lý Trạch Vũ vỗ trán, sau đó thì thầm hai chữ điện thoại. Tăng Thiết Ngưu mới phản ứng lại, nhanh chóng giao chiếc điện thoại quân dụng của mình qua. Thằng nhóc, khoe khoang thì có gì hay?
Giọng điệu của Nam Cung Thạc ngày càng lạnh lùng, cậu có biết hành động của cậu là đang tự rước họa vào thân không? Đồ Lưỡng Tính nói gì vậy? Tôi không hiểu. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa soạn tin nhắn trên điện thoại của Tăng Thiết Nghiêu. Đồ khốn! Nam Cung Thạc tức giận nói, trẻ tuổi mà không biết trời cao đất dày. Ông im đi! Lý Trạch Vũ hung hăng ngắt lời, không phải Vu giáo các người rất kiêu ngạo sao? Yên tâm đi, ông đây nhất định sẽ nhổ các người tận gốc, còn nữa, bọn chuột nhắt mấy người có dám ra đây thách đấu với tôi một trận không? Một bàn tay ông đây có thể bóp chết mấy người. Ha 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 ha! Chỉ với cậu! Nam Cung Thạc cười lớn, tỏ vẻ khinh thường. Ông cười cái rắm, nói thẳng có dám hay không? Lý Trạch Vũ tiếp tục khiêu khích. Lúc này, điện thoại Tăng Thiết Nghiêu nhận được tin nhắn trả lời. Thằng nhóc, những chuyện xảy ra tối nay chỉ là món khai vị thôi, bổn tọa cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám tiếp tục chống lại bổn tọa, thì lần sau những người chết sẽ là những người xung quanh cậu. Vậy ông cứ thử xem L. Lý Trạch Vũ cười lạnh nói, chờ xem ông đây có thể để ông thử chết hay không. Thằng danh con còn dám mạnh miệng. A, à, lúc này, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét chói tai của người phụ nữ. Lý Trạch Vũ có thể nhận ra đó là tiếng của Bạch Tố Y. Ha ha ha, cô gái này thật xinh đẹp, nếu bổn tọa rạch vài nhát trên mặt cô ta, cậu có nghĩ sẽ càng thú vị hơn không? Có gan thì giết tôi đi, đồ chó. Giọng nói của Nam Cung Thạc và Bạch Tố Y lần lượt vang lên. Lý Trạch Vũ cau mày, nhưng lại giả vờ ung dung cười nói, chẳng lẽ ông muốn dùng phụ nữ để uy hiếp tôi? Hửm, chẳng lẽ cậu không quan tâm? Nam Cung Thạc rất ngạc nhiên. Đúng là đồ ngốc. Lý Trạch Vũ khinh bỉ nói, ông có bao giờ thấy đàn ông làm chuyện quan trọng bị ảnh hưởng bởi một người phụ nữ chưa? Hay là ông cô ta trước đi, xem ôi có quan tâm không? Đầu dây bên kia rơi vào sự im lặng. Nam Cung Thạc không nói gì, Bạch Tố Y hai mắt đã đỏ hoe, ánh mắt hiện lên một tia tự giễu. Thì ra trong lòng hắn, mình không có giá trị như vậy. Thật nực cười, thật nực cười. Lý Trạch Vũ, tôi hận anh. Bạch Tố Y đã tuyệt vọng. Lý Quân Dạ biết những lời của mình sẽ làm tổn thương Bạch Tố Y, nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu lúc này hắn càng quan tâm, thì Bạch Tố Y sẽ càng gặp nguy hiểm. Ngược lại, chỉ cần tỏ ra không quan tâm thì Bạch Tố Y mới an toàn. Quả nhiên, đưa đi. Nam Cung Thạc ra lệnh. Nghe vậy, trong lòng Lý Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bổn tọa không muốn nói nhảm với cậu nữa, nếu cậu muốn chọn cái chết, vậy bổn tọa sẽ chiều theo ý cậu. Nam Cung Thạc nói xong chuẩn bị cúp máy. Chờ đãi. Lý Trạch Vũ lập tức hét lên. Sao? Nam Cung Thạc trầm tư hỏi. Lý Trạch Vũ cười nói, đại hộ pháp năm nay ông bao nhiêu tuổi? Danh con hỏi cái gì vậy? Nam Cung Thạc ngơ ngác. Lý Trạch Vũ lại hỏi, đại hộ pháp ăn cơm chưa? Nam Cung Thạc. Mẹ nó, ông câm rồi à, ông đây đang hỏi mày đấy. Đột nhiên Lý Trạch Vũ chửi ầm lên. Đồ khốn. Nam Cung Thạc tức giận. Đại hộ pháp bất giận, tôi chỉ đùa với ông một chút thôi. Thái độ của Lý Trạch Vũ đột nhiên thay đổi. Nam Cung Thạc nghe vậy thì bối rối, hoàn toàn không biết Lý Trạch Vũ đang giở trò gì. Đại hộ pháp. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn gia nhập Vu giáo, đi theo đại hộ pháp làm chuyện lớn. Giọng điệu Lý Trạch Vũ vô cùng chân thành. Ít nhất thì Tăng Thiết Nghiêu ở bên cạnh cũng nghĩ vậy. Nhưng Nam Cung Thạc sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy, cười lạnh nói, đầu tiên tên danh con nhà cậu giết rất nhiều người của bổn tọa, vừa rồi nói năng không lễ độ, bây giờ lại muốn theo bổn tọa, cậu cho rằng bổn tọa là trẻ lên ba sao. Lẽ nào, không phải sao? Lý Trạch Vũ mỉa mai nói. Tên khốn Lý Trạch Vũ. Nam Cung Thạc tức giận. Đồ thái giám khốn khiếp, đồ lưỡng tính, đồ khốn sinh con không có lỗ đít, ông đây đùa với mày mà không nhận ra à, thật không hiểu sao cái thứ ngu ngốc như ông sao lại thành đại hộ pháp. Tôi nghĩ ông nên chết quách đi rồi nhường vị trí đại hộ pháp là được. Thái độ của Lý Trạch Vũ lại thay đổi, mắng Nam Cung Thạc thê thảm. Mày, mày, mày cái gì mà mày, ngu ngốc. Lý Trạch Vũ, tao thề phải giết mày. Tút tút tút. Cuối cùng Nam Cung Thạc không nhịn được nữa, cúp điện thoại trước. Lý Trạch Vũ thấy gần đến giờ rồi, đang định gọi cho Jenny thì anh ta đã gọi trước. Đại đương gia, tín hiệu vệ tinh cho thấy địa chỉ IP mà ngài vừa nói chuyện nằm ở khu vực Bát Quyết. Có tra được vị trí cụ thể không? Jenny ngượng ngùng nói, IP của đối phương có tệ tàng bảo vệ, thời gian không đủ, cho nên không thể tra ra vị trí cụ thể.
nếu như cho tôi mấy phút nữa, tôi nhất định có thể tra ra. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ có chút lúng túng, đảo mắt nói, bây giờ tôi lại gọi cho đối phương, dù thế nào cậu cũng phải trả ra. Ok, Jenny đảm bảo nói. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ lại gọi điện cho Nam Cung Thạc. Lần thứ nhất, không có người nghe. Lần thứ hai, không có người nghe. Lần thứ ba, kết nối rồi. Alo, đại hộ pháp, mẹ ông bao nhiêu tuổi? Lý Trạch Vũ, tao thề với mày. Nam Cung Thạc đã quên mất bao nhiêu năm rồi mình mới tức giận như vậy. Nếu Lý Trạch Vũ xuất hiện trước mặt ông ta lúc này, cho dù có lăng trì xử tử hắn cũng không thể nguôi giận được. Đại hộ pháp bất giận, tôi đang đùa với ông thôi. Lý Trạch Vũ mỉm cười. Người đâu, mau giết hết đám người trong Tiêu Giao Cung cho ta. Nam Cung Thạc ra lệnh một tiếng, sau đó lại lạnh lùng cười qua điện thoại, bổn tọa muốn xem cậu có thật sự không quan tâm hay không. Mẹ nó! Lý Trạch Vũ thầm trách mình không nên chọc tức Nam Cung Thạc nữa, đệ tử của Tiêu Giao Cung bây giờ chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Tôi quan tâm bọn họ làm gì? Dù trong lòng đang lo lắng, nhưng Lý Trạch Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh nói, đại hộ pháp, chúng ta trước tiên nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu có thể có chuyện nghiêm túc gì để nói với bổn tọa? Nam Cung Thạc trầm giọng hỏi lại, ái ra. Lý Trạch Vũ thở dài một tiếng, tôi định nói về Ngự Long Thần Công, nhưng nếu đại hộ pháp không quan tâm thì thôi. Vừa nói, hắn vừa giả vờ cúp điện thoại, chờ đã. Nam Cung Thạc sốt ruột. Có được Ngự Long Thần Công thì sẽ vô địch thiên hạ. Vì vậy, khi nghe thấy bốn chữ Ngự Long Thần Công, Nam Cung Thạc theo phản xạ khuyên Lý Trạch Vũ đừng cúp máy. Cậu vừa nói cái gì? Tôi muốn nói chuyện với đại hộ pháp về Ngự Long Thần Công, nhưng tôi thấy hình như ông không hứng thú mấy nhỉ. Lý Trạch Vũ trong lòng cười lạnh. Ngẫm một lúc, Nam Cung Thạc nghiêm túc hỏi, cậu có chắc không đùa với bổn tọa? Đại hộ pháp, ông cảm thấy người khác đều giống ông ăn no rồi không có chuyện gì làm đúng không? Đồ khốn, Nam Cung Thạc cố gắng kìm nén cơn giận, giọng điệu ôn hòa nói, Lý Trạch Vũ, sao cậu lại biết Ngự Long Thần Công? Đầu óc đại hộ pháp có vấn đề sao? Khốn, khốn khiếp. Thấy câu nào của Lý Trạch Vũ cũng mắng mình, Nam Cung Thạc không nhịn được nữa. E hèm. Lý Trạch Vũ hắng giọng nói, Ngự Long Thần Công ở giang hồ cũng không phải là bí mật gì, tôi biết có gì lạ sao? Ý của bổn tọa là sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này với tôi? Bởi vì tôi biết Ngự Long Thần Công ở đâu? Lý Trạch Vũ gật đầu cười, nói, đại hộ pháp, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện? Cậu có gan gặp bổn tọa? Nam Cung Thạc đột nhiên cao giọng. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ thực sự không biết nói gì. Ông đây vừa rồi còn định tìm ông thách đấu, còn sợ ông sao? Mẹ kiếp! Tôi tin đại hộ pháp là người rộng lượng, sẽ không tính toán với tôi, hơn nữa. Chúng ta còn có thể hợp tác, không phải sao? Lý Trạch Vũ cười nịnh một tiếng. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có câu này khiến Nam Cung Thạc thấy thoải mái nhất, không nhịn được cười nói, đúng vậy. Bổn tọa là người rất rộng lượng, sẽ không tính toán với danh con như cậu, điều kiện là. Cậu tốt nhất đừng lừa bổn tọa. Đại hộ pháp thông minh như vậy, tôi có thể lừa được ông sao? Đúng vậy, hé hé hé. Nam Cung Thạc mỉm cười đồng ý. Rõ ràng là đại hộ pháp của Vu giáo, ai có thể lừa ông ta? Vậy thì như thế này nhé, ông nói cho tôi vị trí của ông, bây giờ tôi sẽ đến gặp ông. Lý Trạch Vũ thăm dò hỏi. Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Đại hộ pháp, chẳng lẽ ông sợ rồi sao? Để lôi kéo đối phương, Lý Trạch Vũ lại khiêu khích. Hừ, bổn tọa sợ cái gì? Nam Cung Thạc hừ lạnh nói, người đến thuộc địa đại Phật chờ bổn tọa. Được được được. Lý Trạch Vũ đồng ý nói, vậy tôi sẽ ở thuộc địa đại Phật cung kính chờ đợi đại hộ pháp đến gặp nhau. Trong lúc phấn khích, hắn suýt nữa thì bảo đối phương đến đây để chết. Nhưng may thay hắn đã kịp sửa lại. Cùng lúc đó ở khu vực Bát Quế, trong một cung điện dưới lòng đất nào đó, Nam Cung Thạc mặc một cái áo choàng đen, đặt điện thoại xuống. Đại hộ pháp, những người của mấy môn phái kia phải xử lý thế nào? Một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha đang cúi đầu chắp tay. Nam Cung Thạc lẩm bẩm, ép bọn họ phải nói ra tâm pháp võ công của môn phái mình. Nếu họ không nói thì sao? Giết! Nam Cung Thạc tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Vâng! Người phụ nữ dùng mình. Một lúc sau, Nam Cung Thạc bước ra khỏi cung điện dưới lòng đất, ánh trăng sáng chiếu vào người ông ta, trông rất u ám. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đã nhìn thấy ma.
Vài phút sau, một chiếc trực thăng từ xa bay đến và từ từ hạ cánh. Nam Cung Thạc nhảy lên trực thăng. Đại hộ pháp, ngài muốn đi đâu? Đến thuộc địa Đại Phật. Sau đó, trực thăng nhanh chóng bay đến thuộc địa. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ thông báo cho người của Long Tổ đến dọn dẹp, còn hắn dẫn theo quân Đao Doanh đi đến thuộc địa Đại Phật. Đúng lúc này, Jenny gửi một tin nhắn đến, đã điều tra được vị trí lúc trước Nam Cung Thạc đã nói chuyện với Lý Trạch Vũ nằm ở khu vực Bát Quế của Khâm Châu. Ngay sau đó, Lý Trạch Vũ lại gọi điện cho Ngọc Phượng Hoàng. Sư đệ, chẳng lẽ đệ biết sư tỷ sẽ tìm đệ sao? Điện thoại vừa được kết nối, Ngọc Phượng Hoàng đã lên tiếng trước. Lý Trạch Vũ sững sờ một lúc, sư tỷ đến tìm đệ. Đúng vậy, Ngọc Phượng Hoàng lập tức thông báo rằng, bà ấy, đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân đã tới thế tục. Đến đúng lúc lắm, Lý Trạch Vũ đang lo lắng không có ai đến Khâm Châu cứu người, sau đó kể lại những gì đã xảy ra tối nay một cách ngắn gọn. Ngọc Phượng Hoàng nghe xong thì vô cùng tức giận. Sư tỷ, hiện tại đệ đã dụ Nam Cung Thạc ra ngoài rồi, mọi người chờ đệ ở Tuyên Thành. Đệ sẽ phái người đưa mọi người đến Khâm Châu cứu người. Sư đệ có chắc một mình đệ có thể đối phó được với Nam Cung Thạc không? Ngọc Phượng Hoàng quan tâm hỏi. Sư tỷ không tin đệ sao? Không phải, chỉ là... Được rồi, mọi người mau đi cứu người đi, những chuyện khác không cần lo lắng. Ngày mai đệ sẽ đưa đầu của tà giáo Nam Cung Thạc đến Tiêu Giao Cung, lúc đó sẽ triệu tập Võ Lâm đồng đạo để bàn bạc nên xử lý ông ta như nào. Lý Trạch Vũ nói xong liền cúp điện thoại, trên môi nở nụ cười tà ác. Lúc này, hắn không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình một tay bắt được kẻ cầm đầu tàn dư của Vu giáo, các môn phái trong Võ Lâm chắc chắn sẽ vô cùng bái phục hắn, đến lúc đó có khi còn bầu hắn làm minh chủ Võ Lâm. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Trong nháy mắt, Lý Trạch Vũ gọi điện cho Cẩu Phú Quý, bảo hắn và Vật Tương Vong lập tức đến Tuyên Thành để gặp ba người Ngọc Phượng Hoàng. Sau khi phân phó xong, hắn nhanh chóng đến thuộc địa Đại Phật. Trời dần sáng. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên thuộc địa Đại Phật, đã có khá nhiều du khách đến đây tham quan. Lý Trạch Vũ dẫn người đến nơi trước, sau đó cho người đuổi du khách, tiếp theo lại liên lạc với Long Thiên Quân phong tỏa toàn bộ ngọn núi, không cho một du khách nào lên. Chú Thiết Nghiêu, chú dẫn người ẩn nấp đi, cứ theo tôi rồi hành động. Đã rõ. Tăng Thiết Nghiêu ra lệnh, 200 người của quân Đao Doanh nhanh chóng tản ra, ẩn nấp. Hơn nửa tiếng sau, Lý Trạch Vũ đợi mãi cũng thấy sốt ruột, bèn gọi điện cho Nam Cung Thạc. Đại hộ pháp, mẹ nó ông đến chưa? Danh con, cậu tốt nhất nên lễ phép với bổn tọa một chút, nếu bổn tọa mà tức giận lên thì cả bản thân mình cũng thấy sợ. Nam Cung Thạc nén cơn giận, cảnh cáo. Đại hộ pháp đừng tức giận, tôi không có ý đó. Lý Trạch Vũ giả vờ nịnh nọt, rốt cuộc ông có đến không thế? Hừ. Nam Cung Thạc hừ một tiếng rồi nói. Nửa tiếng nữa nhất định đến. Tút tút tút. Chưa kịp nói xong thì Lý Trạch Vũ đã cúp điện thoại. Đồ khốn. Nam Cung Thạc vô cùng tức giận, trong lòng thầm hạ quyết tâm sẽ giết Lý Trạch Vũ khi hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, nếu không sẽ không thể giải tỏa. Được mối hận trong lòng ông ta. Nói là nửa tiếng, thực tế chỉ mười mấy phút sau Lý Trạch Vũ đã nhìn thấy một chiếc trực thăng từ xa bay đến. Ông ta đến rồi, ông ta đến rồi. Thủ lĩnh của tà giáo ngồi trên chiếc trực thăng đến rồi. Lý Trạch Vũ thầm nghĩ nếu lúc này bắn vài quả đạn pháo vào trực thăng, vậy thì Nam Cung Thạc, thủ lĩnh của Vu giáo chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà hắn vẫn nhịn được. Cho dù giết được một Nam Cung Thạc, Vu giáo vẫn sẽ xuất hiện thủ lĩnh thứ hai, thứ ba, chỉ có tiêu diệt tận gốc Vu giáo mới có thể mãi mãi tránh được phiền phức sau này. Vù vù vù. Trực thăng từ từ hạ cánh. Nam Cung Thạc đang ngồi trên đó không biết rằng mình vừa mới đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan. Đứng trước Đại Phật Đất Thục, Lý Trạch Vũ chắp hai tay sau lưng, khẽ vuốt cằm, nhìn trực thăng dần dần đáp xuống, Nam Cung Thạc mặc một bộ đồ màu đen đang nhanh chân bước xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Trạch Vũ, thủ lĩnh tà giáo, cậu nói gì cơ? Giọng nói khàn khàn của Nam Cung Thạc đột nhiên cao vút lên. Ồ, nói nhầm. Lý Trạch Vũ cười khà khà. Hẳn đây là đại hộ pháp nhỉ? Hừ. Nam Cung Thạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như chim cắt nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, tựa như muốn nhìn thấu người thanh niên dám công khai đối đầu với ông ta. Thế nhưng ông ta quan sát một lúc lâu, Lý Trạch Vũ cũng chỉ là đẹp trai hơn bình thường một chút, trừ chuyện này ra thì cũng chẳng còn chỗ nào siêu phàm. À, vẫn có một điểm. Ánh mắt thằng nhóc này nhìn mình sao mà thiếu đòn thế chứ?
chỉ một mình cậu tới thôi sao? Nam Cung Thạc giống như đang chất vấn vậy. Lý Trạch Vũ nhún vai nói, đại hộ pháp hy vọng tôi mang thêm người tới à? Nghe thế, Nam Cung Thạc híp mắt lại, cười nhạt nói, nếu như bổn tọa muốn hại cậu, thì cho gì cậu có mang bao nhiêu người tới cũng vô dụng. Đại hộ pháo, cái tính cách giả dối 13, này của ông phải sửa đi, nếu không sẽ chịu thiệt đấy. Lý Trạch Vũ vô cùng khinh thường nói. Võ công có giỏi hơn nữa cũng sợ giao phay, cho dù bản lĩnh của ông có giỏi thế nào, ông có thể trốn đi đâu nếu bị đại bác bắn. Cho dù ông có may mắn tránh được, thế nếu như một lần bắn 180 viên thì sao? Hừ, Nam Cung Thạc thầm nhắc nhở mình hết thảy phải lấy đại cục làm trọng, vì thế chuyển đề tài, trước đó cậu gọi điện thoại, nói rằng biết tung tích của Ngự Long Thần Công ở đâu. Đúng vậy, Lý Trạch Vũ gật gật đầu. Thấy thế, hơi thở Nam Cung Thạc bỗng trở nên dồn dập, thốt lên, Ngự Long Thần Công ở đâu? Lý Trạch Vũ cười cười, không nói gì. Hừ, bổn tọa khuyên cậu, rượu mời không uống đừng có thích uống rượu phạt. Nam Cung Thạc uy hiếp công khai, cho tới giờ chưa có ai dám trêu đùa bổn tọa, hôm nay nếu như cậu không cho bổn tọa một câu trả lời hài lòng, thì e là phải ra đi ở tuổi còn xanh trước tượng Phật này đấy. Đến đi, ông đây đứng đây, có giỏi thì mày tới động vào ông đây xem nào. Lý Trạch Vũ kêu gào ầm. Ánh mắt Nam Cung Thạc lạnh lẽo, nhưng vẫn nén nhịn không ra tay. Lỡ như Lý Trạch Vũ biết tung tích của Ngự Long Thần Công, giết chết hắn thì mất nhiều hơn được. Lý Trạch Vũ, chỉ cần cậu nói cho bổn tọa biết tung tích của Ngự Long Thần Công, bổn tọa đảm bảo nửa đời sau của cậu vinh hoa phú quý hưởng không hết. Nam Cung Thạc bắt đầu hứa hẹn lợi ích, thế nhưng Lý Trạch Vũ không hề dao động, lắc đầu nói, mấy thứ như tiền tài đối với tôi chỉ là một con số, còn quyền lực ấy à? Ha ha, ông đi hỏi thăm mà xem. Cả hạ quốc này ai dám láo xược trước mặt tôi? Mặc dù lời nói như thế rất ngông cuồng, nhưng Nam Cung Thạc biết đối phương không hề phóng đại. Suy cho cùng cũng là thiếu gia của gia đình quyền quý bậc nhất, đúng là có thể mở miệng nói ra câu này. Vậy cậu muốn cái gì? Gái đẹp, Nam Cung Thạc thử thăm hò hỏi. Ha ha ha. Lý Trạch Vũ ngửa đầu lên trời cười to, sau đó nhìn Nam Cung Thạc bằng ánh mắt giống như nhìn thằng ngu, ông cảm thấy tôi thiếu phụ nữ à? Cái này cũng không cần, cái kia cũng không muốn. Mẹ nó! Thằng nhóc kia mày nên thành thật trả lời đi, nếu không đừng trách bổn tọa không khách sáo. Nam Cung Thạc không thể nhịn được nữa mà chửi tục, đồng thời lòng nhẫn nại cũng đã đến đỉnh điểm. Lý Trạch Vũ làm bộ như ôi, tao sợ quá hà, nói, đại hộ pháp đừng kích động, hợp tác mà, đương nhiên phải có lòng thành chứ đúng không? Hừm, nói điều kiện của cậu đi. Nam Cung Thạc nín thở tập trung suy nghĩ, nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra mình muốn gì, thế này đi, đợi tôi nghĩ ra rồi chúng ta bắt đầu hợp tác nhé. Lý Trạch Vũ vô cùng nghiêm túc hỏi. Cậu cảm thấy có thể không? Nam Cung Thạc cười lạnh. Ông ta từ xa xa nghìn trùng chạy tới đây, là bởi vì Ngự Long Thần Công mà tới. Nếu như Lý Trạch Vũ có can đảm trêu đùa ông ta, thế thì ông ta nhất định sẽ làm thịt đối phương để xả giận. Như vậy được rồi, đại hộ pháp có thể nói cho tôi biết mục đích của Vu giáo không? Thái độ Lý Trạch Vũ bỗng trở nên nghiêm túc. Thế nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, Nam Cung Thạc lại cau mày, cả người còn tỏa ra hơi lạnh. Nhóc con, chuyện không nên biết thì tốt nhất đừng hỏi. Nếu như tôi cứ muốn hỏi thì sao? Thái độ của Lý Trạch Vũ trở nên kiên quyết. Do dự một lúc lâu, Nam Cung Thạc lấy một viên thuốc màu đen từ trong túi đen của mình ra, phốc một tiếng quăng ra ngoài. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng nhận lấy. Cậu uống cái này đi, muốn biết gì thì bổn tọa sẽ nói cho cậu biết. Nam Cung Thạc cười ác độc nói. Cái thứ rác rưởi này mà cũng muốn khống chế ông đây. Lý Trạch Vũ không cần đoán cũng biết đây là cổ độc, trong lòng vô cùng khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngây ngô hỏi, đại hộ pháp, cái trò vui gì đây? Tiên đan. Nam Cung Thạc cố làm ra vẻ thần bí nói, ăn nó rồi, bổn tọa sẽ tin lòng thành của cậu. Thật sao? Lý Trạch Vũ nói xong cũng lấy một viên thuốc màu đen từ trên người ra, sau đó phốc một tiếng ném qua. Nam Cung Thạc bắt lấy, đồng thời vẻ mặt cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ nghe Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói, ông ăn cái này đi, tôi đây cũng tin lòng thành của ông, thế nào? Mặc dù Nam Cung Thạc không biết viên thuốc này là gì, nhưng trực giác nhắc nhở ông ta viên thuốc này chẳng phải đồ tốt lành gì, ám 10% là giống với cổ độc mà ông ta lấy ra để khống chế người khác. Ông có uống hay không? Dáng vẻ của Lý Trạch Vũ rõ ràng là nói cho đối phương biết, ông không uống thì tôi cũng không uống.
Nam Cung Thạc tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Ban đầu là muốn lừa Lý Trạch Vũ uống cổ độc rồi có thể tùy ý khống chế đối phương, nhưng không ngờ tên nhóc này đúng là tinh quái, không dễ lừa gạt. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Nam Cung Thạc yêu cầu, cậu uống trước. Dựa vào cái gì mà tôi phải uống trước, ông uống trước. Lý Trạch Vũ không chịu nhượng bộ. Cậu uống trước, ông uống trước. Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Ông xem thế này có được không, hai chúng ta cùng uống một lúc. Lý Trạch Vũ nói ra đề nghị của mình. Nam Cung Thạc thoáng do dự, rồi đồng ý. Mặc dù ông ta không biết viên thuốc mình đang cầm là gì, nhưng ông ta có người nối dõi của Dược Vương Cốc, không tin là không thể giải được. Thế nhưng cổ độc thì khác, trên đời này ngoài ông ta ra e là không ai có thể giải được. Ngay sau đó hai người chậm rãi đi về phía đối phương, gần trong gang tấc rồi mới dừng lại. Ai, hai người lại cùng há miệng ra, làm bộ cầm viên thuốc trong tay để bên miệng. Ông nuốt trước, cậu nuốt trước, cùng nuốt, được. Hai người đều là những kẻ nham hiểm mưu mô, nhưng cũng biết không thể lừa bịp được đối phương, vì vậy mỗi người đều nuốt viên thuốc sống. Ha ha ha, Nam Cung Thạc cười to, nhóc con, giờ nói ngay cho bổn tọa biết Ngự Long thần công đang ở đâu, nếu không bổn tọa sẽ cho ngươi chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong. Miệng, lão già đều cắn kia ông có ý gì đấy? Không phải đã nói là hợp tác với nhau sao? Hợp tác? Nam Cung Thạc khinh thường nói, trên đời này đếch có ai xứng hợp tác với bổn tọa hết, mấy tên người trần mắt thịt như chúng mày chỉ xứng khuất phục dưới chân bổn tọa mà thôi. Nói ra những câu này chỉ có hai loại người thôi. Lý Trạch Vũ lắc đầu thở dài. Nam Cung Thạc ngẩn người, sau đó bật thốt lên hỏi, hai loại nào? Khóe môi Lý Trạch Vũ cong lên. Một là mắc bệnh xà tinh, còn lại là loại ngu xuẩn. Khâm Châu, đại cung do Vu giáo khống chế. Người phụ nữ quyến rũ thướt tha mang mấy tên cấp dưới đến trước một gian hầm giam. Thập Tam Nương, thật sự không nghĩ đến bà lại trở thành tay sai cho Vu giáo. Trưởng môn lệnh Hồ Bác của phái Hoa Sơn chửi ầm lên. Thập Tam Nương cười giễu cợt, lệnh Hồ, có câu nói hiểu rõ thời thế mới là kẻ lợi hại, tôi khuyên ông vẫn nên thành thật nói ra tâm pháp của Hỗn Nguyên Công, thế thì mới tránh được cái chết. Bà nằm mơ đi. Lệnh Hồ Bác làm ra vẻ mặt coi thường cái chết, cắn răng nói, cho dù có chết, cũng đừng mong tôi sẽ phản bội phái Hoa Sơn. Trưởng môn lệnh Hồ tốt thật đó. Không hổ là trưởng môn lệnh Hồ, bọn ta khâm phục. Trưởng môn lệnh Hồ, dù sao cũng không được cúi đầu. Người của các môn phái lớn ở xung quanh rối rít lên tiếng khen ngợi lệnh Hồ Bác. Lệnh Hồ Bác chắp tay hành lễ với mọi người, giọng nói hùng hồn mạnh mẽ, tôi thân là người thuộc võ lâm chính đạo, sao có thể cúi đầu trước tà giáo. Nói xong thì nhìn về phía Thập Tam Nương, muốn giết muốn lóc thế nào thì tùy mấy người. Tốt lắm, có khí phách. Thập Tam Nương giơ ngón tay cái lên, sau đó ra lệnh, kéo trưởng môn lệnh Hồ ra băm nát rồi cho chó ăn. Vâng, ngay sau đó có hai tên áo đen mở cửa nhà giam ra. Mấy đệ tử phía Hoa Sơn muốn lên phía trước ngăn lại, nhưng đều bị hai gã áo đen đó quật ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, lệnh Hồ Bác hoảng hốt. Vừa rồi ông ta cũng chỉ cậy mạnh trước mặt các anh em trong võ lâm mà thôi, cho rằng người của Vu giáo nhiều nhất cũng là sử dụng hình phạt nghiêm khắc tra tấn ông ta một hồi rồi thôi, ai ngờ người ta thế mà lại làm cứng đến thế. Thập Tam Nương, có giỏi thì giải nhuyễn cân tán trên người ông đây đi, rồi một mình đấu với ông. Lệnh Hồ Bác sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Thập Tam Nương không hề để ý, mà sải bước đi đến trước một gian hầm giam khác. Người nhốt bên trong là người của phái Nga Mi. Sư Thái Diệt Tình ngồi xếp bằng, vô cùng bình tĩnh. Đệ tử phái Nga Mi thấy Thập Tam Nương nhìn bọn họ với ánh mắt xấu xa, thì lập tức cảnh giác. Đồ đê tiện, nếu bà dám đụng vào một sợi tóc của sư phụ tôi, thì có thành quỷ chúng tôi cũng sẽ không tha cho bà. Ni Cô Tuệ Anh hung hăng đe dọa. Thập Tam Nương cười lạnh, Diệt Tình, cho bà thời gian một chén trà để suy nghĩ, hoặc là nói ra tâm pháp của Cửu Dương Công. Hoặc là tôi sẽ bán hết đám đệ tử xinh đẹp trước mặt bà vào nhà chứa ở châu Phi đấy. Nói xong lại đi tới trước gian hầm giam tiếp theo. Dừng tay, buông tôi ra, tôi nói. Lệnh Hồ Bác bị mấy người áo đen lôi đi hét lên. Tình hình thế này, một đám nhân sĩ võ lâm đều ngây người. Vừa rồi còn khen ngợi ông thà chết còn hơn sống nhục, mới qua một lúc ông đã bắt đầu tham sống sợ chết. Mặt mũi đâu rồi, không cần nữa à? Mặc dù lệnh Hồ Bác cảm thấy nhục nhã hổ thẹn vô cùng, nhưng sắp mất mạng đến nơi rồi, ông ta cũng không quan tâm nhiều như thế. Thập Tam Nương, buông đệ tử của tôi ra,
tôi sẽ nói cho bà tâm pháp của Cửu Dương Công. Ngay lúc này Diệt Tình cũng lên tiếng. Sư phụ! Sư phụ! Ni Cô Tuệ Anh và Tề Tiên Nhi dẫn đầu đệ tử phái Nga Mi rối rít khuyên giải. Thế nhưng sư thái Diệt Tình đã hạ quyết tâm rồi. Mặc dù tôn hào Diệt Tình, nhưng là con người chứ đâu phải cỏ cây, sao có thể thật sự không có tình cảm cho được. Bà ấy không thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị bức hại. Đồ đàn bà đê tiện, bà đừng có mà đắc ý, sẽ có người báo thù cho chúng tôi. Giọng nói của Bạch Tố Y vang lên. Thập Tam Nương bước lên phía trước mấy bước đến trước gian hầm giam nhốt đệ tử của Tiêu Giao Cung, đánh giá Bạch Tố Y từ trên xuống dưới. Nghe nói Tiêu Giao Cung các cô có một quy tắc, nếu như mặt của thánh nữ bị người đàn ông nào nhìn thấy được, thì sẽ phải gả cho người đàn ông đó. Ha ha ha! Thập Tam Nương cười nói, vậy hôm nay tôi sẽ để các anh tài võ lâm nhìn thấy khuôn mặt của thánh nữ cô đây, đến lúc đó xem cô có phải gả cho tất cả đám đàn ông này hay không. Láo xược! Vô liêm sỉ! Bà dám! Đệ tử của Tiêu Giao Cung đều vô cùng căm giận. Con đàn bà lẳng lơ, bà không dọa được thánh nữ này đâu. Bạch Tố Y bình tĩnh thản nhiên cười nói, sư thúc tổ của chúng tôi chắc chắn sẽ nhổ tận gốc vu giáo các bà, đến lúc đó sẽ đem con đàn bà như bà bằng thành. Ngàn mảnh! Thập Tam Nương cười khinh thường, sư thúc tổ của Tiêu Giao Cung. Chẳng lẽ là cái tên Lý Trạch Vũ kia à? Hừ, bà biết là tốt rồi. Trong đầu Bạch Tố Y hiện lên một bóng hình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng phấn khích. Ha ha ha! Thập Tam Nương khinh thường cười to, nếu như không có gì bất ngờ, thì sư thúc tổ của các cô đã trên đường đến Hoàng Tuyền rồi. Cái gì? Con người xinh đẹp của Bạch Tố Y co lạ, thốt lên, ý bà là gì? Cô điếc à, tôi nói sư thúc tổ của các cô, có lẽ đã chết rồi. Thập Tam Nương nhắc lại một lần nữa. Không thể nào. Bạch Tố Y không tin. Dù sao thì ngay cả sư phụ của cô ấy, Ngọc Phương Hoàng cũng còn không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ, trên đời này còn ai có thể giết được hắn? Chẳng lẽ? Chỉ còn có một khả năng, đó là đại hộ pháp của Vu giáo đã ra tay. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Tố Y không khỏi hoảng hốt. Cùng lúc đó, một chiếc tàu tuần dương lục địa xuất hiện ở ngọn núi nào đó ở ngoại ô Khâm Châu. Chính là ở đây. Phật Tương Vong đang ngồi ở ghế phó lái hô lên. Cẩu Phú Quý lập tức đạp chân ga. Ngay sau đó tam đại thúc lão của thánh địa lần lượt xuống xe. Quẹ! Đại sư Tố Nhân say xe, vừa xuống đã bắt đầu không ngừng nôn mửa. Đạo sĩ Vân Trung khẽ lắc đầu, trong đôi mắt toàn là sự khinh bỉ. Đường đường là cường giả thiên nhân cảnh, thế mà lại say xe, nói ra cũng thật mất mặt. Phật Tương Vong chắc chắn đây chính là vị trí mà Lý Trạch Vũ đã cung cấp, nhưng xung quanh đều là vách núi, ngoài đoàn người của bọn họ ra thì chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Dùng cái này đi. Cẩu Phú Quý lấy từ trên xe ra một thiết bị. Đây là gì vậy? Là dụng cụ điều tra, Jenny đưa cho tôi, thiết bị công nghệ cao có thể dò ra được nhịp tim đập của con người. Cẩu Phú Quý vừa mở máy vừa nói. Dẹt dẹt dẹt. Thiết bị lập tức phát ra âm thanh cảnh báo, màn hình thiết bị hiện lên mấy trăm chấm sáng. Kỳ lạ, màn hình hiển thị cho thấy ở đây có mấy trăm người, nhưng... Cẩu Phú Quý nói đến đây thì vẻ mặt cứng ngắc lại. Phật Tương Vong cũng đưa mắt nhìn mặt đất. Người ở dưới lòng đất. Ngọc Phượng Hoàng đã kiểm tra kỹ xung quanh, lập tức nhận ra gốc cổ thụ này không bình thường. Âm! Ngọc Phượng Hoàng đánh một chưởng, thân cây nứt ra một khe hở. Đạo sĩ Vân Trung lại gần nhìn qua, ngạc nhiên nói, đây chính là mắt trận của kỳ môn độn giáp, để tôi giải. Nói xong ông duỗi tay vào trong, ở bên trong đảo loạn một phen. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, cửa vào chậm chậm xuất hiện. Vào thôi. Ngọc Phương Hoàng xung phong lên trước. Đạo sĩ Vân Trung theo sát phía sau. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đưa mắt nhìn nhau, lần lượt nhảy vào. A-di-đà Phật. Đại sư Tố Nhân lau miệng, là người cuối cùng nhảy vào trong. Lý Trạch Vũ chắc chắn đã chết, nếu như các cô cũng muốn theo hắn ta xuống Hoàng Tuyền, thì tôi cũng có thể hoàn thành tâm nguyện cho các cô. Giọng nói châm chọc của Thập Tam Nương vang lên, vèo vèo vèo. Bổn tọa sẽ đưa bà xuống Hoàng Tuyền trước. Ngọc Phượng Hoàng đánh ra một chưởng. Mặc dù thực lực Thập Tam Nương không yếu, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ có người đánh lén mình phía sau lưng, thật sự bị đánh trúng một chưởng. Sư phụ! Cung chủ! Đám người Bạch Tố Y vô cùng vui mừng. Vừa rồi mụ nào lắm miệng nói thiếu gia của chúng ta chết chắc rồi thế. Là ai, có gan thì đứng ra cho tôi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong giận dữ hỏi. Là bà ta.
Tề Tiên Nhi giơ tay chỉ vào thập tam nương. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong gần như đồng thời vọt tới. Đồ đàn bà đê tiện, xem tôi có đánh chết bà không. Buông người phụ nữ đó ra, để tôi. Trước đại Phật đất thục. Ngu ngốc, là mày ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói hay là muốn ông đây đánh mày sống dở chết dở. Lý Trạch Vũ nhận được tin nhắn Cẩu Phú Quý gửi tới, các đệ tử của các môn phái lớn đã được cứu ra, vì vậy cũng không cần phải chơi đùa tâm kế với Nam Cung Thạc nữa. Lý Trạch Vũ, bổn tọa không thể không thừa nhận thiên phú võ thuật của thằng nhóc nhà cậu vô cùng tuyệt vời, tuyệt đến khác người, nhưng... Bỗng nhiên Nam Cung Thạc cất cao giọng, thứ cậu uống chính là cổ độc của bổn tọa, trên đời này ngoài bổn tọa ra. Bổn tọa! Nói đến đây ông ta đã ngây người như phỗng, làm sao cũng không thể nào nói ra câu tiếp theo. Chỉ thấy một câu châm bạc xuất hiện trong tay Lý Trạch Vũ, rạch ra một vết thương nhỏ trên ngón trỏ, ngay sau đó thấy hắn hơi vận chuyển kinh khí, một con cổ trùng nhúc nhích chui ra khỏi đầu ngón tay hắn. Đây, không thể nào! Sao hắn có thể giải được cổ trùng? Nam Cung Thạc lắc lắc đầu, nghi ngờ mắt mình có vấn đề, nhìn kỹ lại một lần nữa, Lý Trạch Vũ đã thật sự giải được cổ độc rồi. Cổ độc mà ông hạ tôi đã giải được rồi, nhưng độc cóc tôi đưa cho ông uống còn chưa giải đâu, làm sao bây giờ? Lý Trạch Vũ không hề sợ hãi hỏi. Khóe miệng Nam Cung Thạc co rút, giận dữ nói, mày sớm đã biết tao cho mày uống cổ độc, cho nên từ khi bắt đầu mày đã tính kế bổn tọa rồi. Trả lời đúng rồi đó, thưởng cho ông một trưởng nè. Vèo. Vừa dứt lời, Lý Trạch Vũ lưu lại một hư ảnh ngay tại chỗ, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Nam Cung Thạc. Bốp! Nam Cung Thạc không ngờ đối phương nói ra tay là ra tay, không hề có dấu hiệu nào báo trước, chờ đến khi ông ta phản ứng lại thì đã ăn một trường, không khỏi phải lui về phía sau mấy bước. Có thích phần thưởng này không? Lý Trạch Vũ cười khà khà hỏi. Tao thích cái em nhà mày ấy. Nam Cung Thạc lao vào tới. Thân thể già lụm khụm nhưng khi bùng nổ thì tốc độ lại vô cùng nhanh. Ầm ầm, tiếng vang xen lẫn với một chưởng mạnh như đào nùi lấp biển đang ập tới. Lý Trạch Vũ cảm nhận được một chưởng này không hề tâm thường, âm thầm sử dụng Ngự Long thần công, sau đó không tránh không lùi mà đánh ra một quyền. Một chưởng một quyền đụng vào nhau, sức gió mãnh liệt làm rung chuyển và phá vỡ nát mấy chục tấm đá xanh trên mặt đất. Nam Cung Thạc không hề dừng lại, mà lại thêm một bàn tay nữa ập tới. Đao chẻ vào tận xương, sức lực vô cùng lớn. Lý Trạch Vũ cũng phản ứng nhanh, đánh ra một quyền để đấu lại thế chẻ tre của đối phương. Ai chà! Nam Cung Thạc lẩm bẩm một tiếng, bàn tay rung động đến tê dại, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau mười mấy bước. Tiếp tục, tôi vẫn ổn nha. Lý Trạch Vũ vẫy vẫy tay, cái ý khiêu khích không cần nói ra cũng biết. Nam Cung Thạc cau mày, hừ lạnh, nếm thử thiên tàn thối của ông đây đi. Đột nhiên ông ta thay đổi suy nghĩ, không muốn giết Lý Trạch Vũ, ít nhất thì tạm thời sẽ không giết. Bởi vì Lý Trạch Vũ tuổi còn trẻ như thế mà đã có sức mạnh như thế này, chắc chắn trên người có bí mật rất lớn, ông ta phải ép đối phương nói hết ra toàn bộ bí mật. Bốp bốp bốp, hai người thăm dò nhau xong, chính thức bắt đầu giao đấu. Nam Cung Thạc mượn lực của mặt đất nhảy lên không trung, ngay sau đó ra liên tiếp mười mấy cước, mỗi cước đều vô cùng mạnh mẽ. Cánh tay Lý Trạch Vũ đón đỡ trước sau, không hề bị thương. Hai bên người tới người lui, trong thời gian một chén trà hai bên đã đánh hai mươi mấy chiêu rồi. Dần dần, đáy lòng Nam Cung Thạc lại càng kích động mãnh liệt. Đối với ông ta mà nói, thực lực của ông ta đã sớm vượt qua giáo chủ Hướng Dương Thiên năm đó, cho dù là tam đại thúc lão của thánh địa bắt tay nhau cũng không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng hiện tại, một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi đã có thể đánh không phân thắng bại với ông ta. Dầm. Nam Cung Thạc vừa mới lơ là đã bị hai cánh tay của Lý Trạch Vũ nắm giữ được phần eo, ngay sau đó đập mạnh xuống mặt đất. Ầm ầm. Nam Cung Thạc rít lên một tiếng, trong lòng biết mình đang ở thế yếu, lúc này nên lùi bước tách ra khỏi đối phương. Nhưng sao Lý Trạch Vũ có thể bỏ qua mà không thừa thẳng xông lên được? Hắn xông thẳng tới. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, Nam Cung Thạc chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ giữ mạng của mình là thiên tàn thối. Ấm. Thiên tàn thối trước đây lần nào sử dụng cũng có công dụng thì dường như đã gặp phải đối thủ, hoàn toàn không thể chạm được vào người Lý Trạch Vũ, ngược lại sơ ý một chút thôi là bị hắn chụp được cả hai chân. Thiên tàn thối đúng không? Âm. A. À. Trong miệng Nam Cung Thạc phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Lý Trạch Vũ ra vẻ muốn đánh nốt đùi phải bên kia của Nam Cung Thạc, đối phương kinh sợ, cố né đau đớn mà đánh ra một quyền ép lui đối phương.
chân của tôi, Nam Cung Thạc che chân trái lại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thế này thì hay rồi, thiên tàn thối tàn thật rồi. Vừa rồi tôi đã nhắc nhở ông rồi mà, cái tính cách giả 13. Của ông phải sửa, nếu không thì sẽ chịu thiệt đấy. Lý Trạch Vũ còn làm ra vẻ đau lòng vô cùng, chẳng lẽ tôi lại hại ông hay sao? Bẻ gãy chân của tao còn nói mày không hại tao à? Cái tên khốn ác ma này, sau khi chết hãy xuống địa ngục đi. Nam Cung Thạc giận không có chỗ xả, nhưng tức thì tức, ông ta cũng biết mình không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ, lúc này chỉ có hăng hái tìm đường chạy trốn thôi. Muốn chạy? Lý Trạch Vũ vung tay lên. Quân đao doanh ẩn núp trong bóng tối lập tức xuất hiện. Mấy trăm nòng sóng đen ngòm vây xung quanh Nam Cung Thạc. Bụp, Nam Cung Thạc bỗng nhiên quỳ xuống, đừng bắn, tôi đầu hàng. Đến cả Lý Trạch Vũ cũng không nghĩ đến cảnh này. Tốt xấu gì ông cũng là đại hộ pháp của Vu giáo, sao có thể đầu hàng được? Thể diện cũng không cần nữa à? Lý Đại Hiệp, đừng giết tôi xin đầu hàng. Bốp bốp bốp, Nam Cung Thạc vừa nói vừa đập đầu thật mạnh xuống đất. Chú Thiết Nghiêu, giúp đỡ đi, quay lại cho cháu cảnh này với. Đã hiểu. Lúc này Tằng Thiết Nghiêu lấy điện thoại ra. Tách tách tách, chụp liên tiếp 3 tấm. Nam Cung Thạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ Lý Trạch Vũ sẽ chụp lại tình cảnh thảm hại nhất của ông ta. Một khi bức ảnh này được tung ra, bản thân ông ta sao còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ nữa. Những cấp dưới của ông ta sẽ nhìn mình như thế nào? Nghĩ đến đây Nam Cung Thạc nén nhịn cảm giác đau đớn ở chỗ chân bị gấy, cố gắng đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo trước kia. Quỳ xuống, nếu không tôi đánh chết ông. Bụp. Nghe thấy tiếng thét chói tai của Lý Trạch Vũ, Nam Cung Thạc đẹp trai chưa quá 3 giây đã phải quỳ lại xuống đất. Trong lòng ông ta nhắc nhở chính mình là một người đàn ông thì có thể tiến có thể lùi, nhất định ông ta sẽ trả lại cho đối phương gấp đôi sự sỉ nhục mà hôm nay ông ta phải chịu. Đại hộ pháp, sao ông không chạy? Lý Trạch Vũ đi tới, nhìn ông ta từ trên cao nhìn xuống hỏi. Nam Cung Thạc thở ra một hơi, vô cùng không cam lòng nói, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay bổn tọa nhận tội, chỉ cần không giết tôi. Cậu có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Tốt lắm, chỉ cần ông biểu hiện tốt, tôi có thể không giết ông. Sau đó Lý Trạch Vũ chuyển đề tài, nói, mục đích của Vu giáo các ông là gì? Thống nhất võ lâm. Bốp, Nam Cung Thạc vừa mở miệng đã bị cho một cái tát. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt quát, ông vẫn cho là mình thông minh, còn những kẻ khác là ngu ngốc đấy à? Nếu như nói mục đích của Vu giáo mười mấy năm trước là thống nhất võ lâm có lẽ sẽ có người tin. Nhưng mười mấy năm qua Vu giáo ẩn núp trong bóng tối, liên quan đến nhiều lĩnh vực, chắc chắn không hề đơn giản như thế. Tôi còn chưa nói xong. Nam Cung Thạc cảm thấy rất tủi thân. Trước tiên tôi cũng không nói nhiều với ông nữa, giúp tôi giải quyết một việc trước đã. Lý Trạch Vũ khoát tay, bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Con của Trấn Nam Vương Tề Kiêu là cấp dưới của ông đúng không? Bây giờ ông hãy lừa hắn ta tới đây, ông đây muốn lấy hắn để làm mở đầu. Nam Cảng, phủ trấn Nam Vương. Hai ngày đã trôi qua, cháu gái Tề Tư Dư vẫn bị Long Tổ giam giữ, con trai Tề Kiêu thì bặt vô âm tín, điều này khiến tâm trạng của Tề Đông Lâm hết sức nặng nề. Cha! Đúng lúc này, một tiếng gọi oang oang vang lên. Tề Đông Lâm ngẩng đầu lên, thấy Tề Kiêu mất tích mấy ngày nay rảo bước lại gần. Con đã đi đâu thế? Cha! Tề Kiêu vội vàng ngắt lời đối phương, cha giúp con liên hệ với Kawasaki Ichiryu trước đã. Xin ông ta cử mấy tên ninja tới đây bảo vệ con. Nghe vậy, đồng tử Tề Đông Lâm chợt co lại, đột nhiên cất cao giọng, hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tề Kiêu thở dài, hiện tại con đang gặp nguy cơ rất lớn. Nhưng mà có liên quan gì đến tiểu quỷ họ Lý kia? Tề Đông Lâm trầm giọng hỏi. Tề Kiêu gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Từ khi Thạch Thiên bị Lý Trạch Vũ đánh trọng thương, Tề Kiêu lập tức tìm đến cầu cứu Nam Cung Thạc. Nhưng đối phương lại áo đang có chuyện trọng, không tiện gặp hắn ta. May mắn thay, Nam Cung Thạc cũng đã cam đoan rằng ông ta sẽ ra tay giải quyết tên Lý Trạch Vũ phiền phức kia. Lúc này Tề Kiêu mới hơi yên lòng trở lại. Mặc dù bản lĩnh của Lý Trạch Vũ vượt ngoài dự liệu của Tề Kiêu nhưng hắn ta vẫn đặt lòng tin tuyệt đối vào Đại Hộ Pháp Vu giáo Nam Cung Thạc. Nhưng, đã qua 2 ngày mà bên Đại Hộ Pháp vẫn chưa gửi chút tin tức nào. Tề Kiêu lại trở nên thấp thỏm bất an. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn ta quyết định về nhà cầu cứu cha. Sao con lại dính đến tên công tử kia? Tề Đông Lâm đã suy nghĩ về vấn đề này mất mấy ngày nhưng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân.
Mặc dù nhà họ Tề ở xa Hoàng Thành nhưng quan hệ giữa họ và nhà họ Lý vẫn khá tốt đẹp. Hơn nữa, Tề Kiêu và Lý Trạch Vũ cũng không bằng vai phải lứa với nhau, chắc là không thể tranh giành nhân tình nhân ngãi được nhỉ. Cha, tên kia điên rồi thì phải, con chưa từng chọc đến hắn mà chuyện đã tới nông nỗi này mà con còn định nói dối cha. Tề Đông Lâm trợn mắt nhìn chòng chọc vào hắn ta, con là con của cha, cha nghe tiếng giấm cũng biết con đang suy nghĩ gì. Cha, con. Tề Kiêu muốn nói lại thôi, con không mau nói đi. Cha, con sai rồi. Tề Kiêu hơn 40 tuổi đầu nhưng vẫn cun cút đến bên Tề Đông Lâm như một đứa trẻ phạm lỗi, sau đó cúi đầu thì thầm vào tai đối phương. Dần dần, sắc mặt Tề Đông Lâm tối sầm lại. Tề Kiêu nói xong cũng cúi mặt đứng sang một bên, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thằng nghịch tử này. Bốp. Tề Đông Lâm đứng lên và một cú. Tề Kiêu không dám tránh, bị bạt tai một phát đau điếng. Mày làm vậy thì cha còn mặt mũi đâu mà đến gặp ông Lý. Tề Đông Lâm giận điên mà không đánh thêm được. Cha, con thực sự sai rồi. Tề Kiêu chỉ có thể cầu xin van vì liên mồm. Bàn tay Tề Đông Lâm khựng lại giữa không trung, cuối cùng cũng không đánh. Cha, con van xin cha đấy, cha bảo Kawasaki Ichiryu phái mấy tên ninja đến bảo vệ con đi, nếu không con nhất định sẽ gặp nguy mất. Tên nhãi kia quá mạnh. Mày câm miệng đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.